Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 61. Hanami Tsukihime bất ngờ, vũ nữ. Cô ấy nhìn Ngô Bình, anh Huyền Bình, nhị hoàng tử là thứ tử của hoàng thất đời trước, cũng rất có địa vị ở Đông Doanh, là một trong những người đứng đầu nhóm võ sĩ. Anh ta cử vũ nữ đến đây, có lẽ là vì muốn kết giao với anh. Ngô Bình không hề hứng thú với nhị hoàng tử gì đó, nói, không gặp. Miyo, cậu chủ, vũ nữ còn cầm theo quà. Vừa nghe có quà, Ngô Bình ngẫm nghĩ nói, cho bọn họ vào đi. Ngay sau đó, bốn cô gái, lần lượt ôm một hộp quà đi vào, bốn cô gái này, ai ai cũng xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, dù so sánh với Hanami Tsukihime thì cũng có chút ưu thế. Ánh mắt Ngô Bình bất giác sáng rực, bốn vũ nữ quỳ xuống đất bái kiến chủ nhân. Ngô Bình nhíu mày, các cô gọi tôi là chủ nhân. Vũ nữ bên trái cười nói, hoàng tử điện hạ, đã tặng bốn người chúng tôi cho anh chính là chủ nhân của chúng tôi. Ánh mắt cô ấy vô cùng thu hút, chỉ một ánh mắt đã chạm đến trái tim đàn ông. Ngô Bình lại bình tĩnh nói, không công không nhận thưởng. Vũ nữ này mở hộp quà trước mặt ra, bên trong có một thanh đao thời đường. Ngô Bình từng thấy bức hình thanh đao này, là vật lưu giữ trong bảo tàng Đông Doanh, khắp thiên hạ chỉ có một, là vật vô giá. Vũ nữ thứ hai nói, chủ nhân, điện hạ ngưỡng mộ anh tiêu sái, lệnh cho thiếp thân đến hầu hạ. Cô ấy cũng mở hộp, bên trong là một bức tranh, Hàn Giang độc điếu đồ. Hai hộp còn lại cũng mở ra, cũng đều là bảo vật cấp quốc gia lưu lạc ở nước ngoài. Vũ nữ bên phải nói, chủ nhân, xin anh thu nhận chúng tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, đồ thì để lại, các cô thì quay về đi. Nói với nhị hoàng tử, tôi không hứng thú với các cô. Bốn mỹ nhân thay đổi nét mặt, nước mắt như sắp rơi. Ngô Bình bình tĩnh, lạnh nhạt nói, tiễn khách. Sau khi bốn cô gái rời khỏi đó, Ngô Bình cất đồ đạc đi cười nói, xem như là vật về với chủ rồi. Hanami Tsukihime như có suy nghĩ, nói anh Huyền Bình, nhị hoàng tử cử bọn họ đến đây, có lẽ là muốn mượn gen. Ngô Bình ngây người, mượn gen. Hanami Tsukihime gật đầu, đàn ông Đông Doanh có vóc dáng nhỏ bé, vì vậy thường cử nữ giới đến Viêm Long, qua lại với đàn ông cao lớn của Viêm Long, sau khi có thai sẽ quay về Đông Doanh, sinh ra đời sau, cách đó dùng để cải thiện gen Đông Doanh. Ngô Bình, ý em nói là, nhị hoàng tử kia cử bốn cô gái ấy đến, là muốn để bọn họ mang thai đời sau của anh. Hanami Tsukihime nói, chắc hẳn là vậy. Ngô Bình nhíu mày, đúng là kế hay. Hanami Tsukihime ôm lấy anh, cũng may anh Huyền Bình là chính nhân quân tử, nếu không đã mắc bẫy bọn họ rồi. Ngô Bình nhìn cô ấy, cười nói, anh có sức lực chi bằng dùng trên người Hanami. Hanami Tsukihime nghe anh nói như vậy, cả người mềm nhũn, gương mặt ửng hồng. Đêm đó, cô ấy hầu Ngô Bình ngủ, hết sức lấy lòng. Cùng lúc đó, trong đạo quán, người trẻ tuổi kia thấy cô gái mình cử đi không có hiệu quả, nói, xem ra đám phụ nữ này không tốt, chỉ có thể cử cô ấy đi thôi. Kobayashi sửng sốt, điện hạ muốn cử Shimizu sao? Shimizu là do người chuẩn bị mười mấy năm, dùng để làm quà cho nhẫn hoàng, như vậy. Người trẻ tuổi, chỉ có thể như vậy thôi, người phụ nữ khác, anh ta sẽ không động lòng. Kobayashi khẽ thở dài, vẻ mặt đáng tiếc, được thôi, tiểu nhân lập tức chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Hanami Tsukihime giúp Ngô Bình rửa mặt chải đầu, tinh giã bưng bữa sáng đến. Lần trước Ngô Bình đến, Hanami Tsukihime đã tìm thợ may vá tốt nhất của Đông Doanh may vài bộ quần áo cho Ngô Bình, lúc này vừa đúng lúc anh đã thay đồ. Quần áo mới rất vừa người, Hanami Tsukihime dùng huân hương sông nên có mùi thơm nhàn nhạt. Lúc dùng bữa, Ngô Bình nói, cô gái mà Igermon đưa đến hôm qua không có kết quả, hôm nay nhất định vẫn sẽ hành động. Hanami Tsukihime ngẫm nghĩ rồi nói, nếu em là nhị hoàng tử, nhất định sẽ cử Shimizu đến. Ngô Bình hỏi, Shimizu là ai? Hanami Tsukihime, đệ nhất mỹ nhân của Đông Doanh, vốn là mỹ nữ do thần đạo giáo cực khổ bồi dưỡng được, chuẩn bị được dâng tặng nhẫn hoàng. Nghe nói năm đó vì để Shimizu xinh đẹp và có được thân hình đẹp nhất, đã dùng cả kỹ thuật gen. Ngô Bình, nhẫn hoàng ở nhẫn giới sao? Anh nhớ. Nhẫn giới có nhẫn vương, nhẫn thánh, nhẫn quân, nhẫn tổ, nhẫn hoàng. Nhẫn vương ngang với võ vương, nhẫn thánh ngang với võ thần cảnh, nhẫn quân là ba cảnh giới đầu địa tiên, nhẫn tổ là tu vi của chân nhân cảnh, chân quân cảnh.
Còn Nhẫn Hoàng thì là cao thủ cấp tiên quân. Hanami Tsukihime, đúng vậy. Nhẫn giới có mười mấy vị Nhẫn Hoàng, bọn họ đều nghe theo lệnh của cậu chủ Nhẫn Đạo. Ngô Bình, nói như vậy, Nhẫn giới sớm đã nhất thống rồi. Hanami Tsukihime, đúng vậy. Khác với địa tiên giới, Nhẫn giới là do vua Nhẫn giới làm chủ. Ngô Bình, vua Nhẫn giới này tu vi thế nào? Hanami Tsukihime lắc đầu, em cũng không rõ, nhưng nghĩ chắc cũng ít nhất là bán bộ thiên tiên. Ngô Bình, tu sĩ của Nhẫn Đạo sau này phi thăng lên thượng giới thì đến đâu? Hanami Tsukihime, nghe nói có một Nhẫn Đạo cảnh thiên. Đang nói chuyện thì Lạc Trường Sinh vội vã đến, cười nói, cậu chủ. Ngô Bình gật đầu, lão Lạc, ông tu luyện đến đâu rồi? Lạc Trường Sinh cười nói, lần trước cậu chủ giúp tôi đả thông linh khiếu, hiện tại tôi đã là võ thánh rồi. Ngô Bình, hôm qua tôi giúp Hanami Tsukihime, hôm nay sẽ giúp ông tăng lên võ quân. Lạc Trường Sinh kinh ngạc, tôi có thể trở thành võ quân. Ngô Bình gật đầu, tư chất ông vốn đã tốt rồi, lại là chuyển sinh, trở thành võ quân cũng không phải chuyện khó. Đúng lúc, cũng có thể nhờ cơ hội lần này, để thần hồn và thân thể này hoàn toàn dung hợp với nhau. Lạc Trường Sinh vui mừng, cảm tạ cậu chủ thành toàn. Lạc Trường Sinh là người bảo vệ của anh, vì vậy đương nhiên Ngô Bình muốn nâng cao tu vi không ngừng. Sau đó, anh yêu cầu Lạc Trường Sinh mở thập đại linh khiếu, cửu đại thần khiếu. Hơn nữa, anh hái một đạo quả từ trên cây xuống, đưa cho Lạc Trường Sinh, khiến việc tu hành của ông ấy ổn định hơn. Đến tối, Lạc Trường Sinh đã thành công thăng cấp lên võ quân, bắt đầu bế quan tu luyện. Gần vào thu, ánh trăng sáng tỏ, một cô gái xinh đẹp, xuất hiện trong sân viện, cô ta lẳng lặng đến, tựa như tiên tử dưới ánh trăng, quanh người đều có hào quang. Ngô Bình đang ngắm trăng uống rượu, nhìn thấy cô gái đó, bèn hỏi, là ai đến? Cô gái mặc bộ quần áo vải mỏng màu trắng, vẻ ngoài tuyệt trần, dáng người uyển chuyển, cô ta nhẹ nhàng thi lễ với Ngô Bình, Shimizu, bái kiến công tử. Ngô Bình nghe thấy giọng viêm long của cô ta nói rất chuyển, hỏi cô chính là Shimizu. Cô gái nói, vâng, thiếp thân là Shimizu. Ngô Bình, xem ra nhị hoàng tử vẫn chưa từ bỏ, lại cử cô đến rồi. Cô gái hơi cúi đầu, vâng. Ngô Bình tỏ ý cô ta ngồi xuống, Hanami Tsukihime đưa cho cô ta một tấm đệm. Ngô Bình liếc nhìn, phát hiện vẻ ngoài của cô gái quả nhiên còn hơn cả Hanami Tsukihime, hơn nữa vóc dáng rất uyển chuyển, dù là gương mặt hay vóc dáng thì đều vô cùng hoàn mỹ, không hề có khuyết điểm. Thế nhưng, anh phát hiện trong đầu Shimizu này lại có một bùa chú. Loại bùa này gọi là tâm chú, có thể kiểm soát suy nghĩ hay ý chí của một người. Vì vậy anh vươn tay, trong chớp mắt động tác tay đã thay đổi mấy chục lần, sau đó tâm chú kia đột nhiên bay ra từ giữa trán cô ta, nổ tung trong không trung. Phá vỡ tâm chủ, thân thể Shimizu bỗng run lên, cô ta kinh sợ nhìn Ngô Bình, sau đó cúi lạy thật sâu, Shimizu cảm tạ công ta giải thoát. Thì ra, Shimizu này sau khi đến 13 tuổi thì đã tự có suy nghĩ của mình, nhị hoàng tử vì để kiểm soát cô ta nên đã dùng tâm phù này. Không ngờ Ngô Bình lại là cao thủ, dễ dàng gỡ tâm phù này xuống. Ngô Bình cười nói, cùng uống hai ly đi. Shimizu gật đầu, cảm tạ công tử. Hanami Tsukihime trộm nhìn vẻ ngoài động lòng của Shimizu, bất giác cũng thích thú. Một cô gái xinh đẹp đến mức ngay cả con gái cũng thích, thật sự là đẹp tột cùng. Hanami Tsukihime cười nói, Shimizu, bây giờ cô đã không còn bị kiểm soát rồi, sau này có muốn đi theo bên cạnh anh Huyền Bình không? Shimizu rất thông minh, biết một khi rời khỏi nơi này thì sẽ bị khống chế, cô ta nói, Shimizu nguyện ý đi theo công tử. Hanami Tsukihime nói, đi theo anh Huyền Bình, cô sẽ không hối hận. Khi Ngô Bình phá vỡ tâm phù, trong một cung điện cổ xưa, nhị hoàng tử bỗng phun ra ngụm máu, hắn ta điên cuồng giống gào, dám phá tâm phù của ta. Người đâu, lập tức giết người này. Uống mấy ly rượu, Ngô Bình lấy ra đồng tiền lớn, bói một quẻ. Xem quẻ, anh nói, đêm nay có một trận huyết chiến. Hanami Tsukihime, xem ra là nhị hoàng tử thẹn quá hóa giận, muốn diệt trừ anh Huyền Bình rồi. Ngô Bình, đến rất đúng lúc. Tsukihime, nhị hoàng tử này nắm giữ Igamon sao? Hanami Tsukihime, Igamon chỉ là một phần thế lực trong tay anh ta mà thôi, ngoài Igamon, còn nắm giữ cả giới võ sĩ. Cô ta nói cho Ngô Bình, võ sĩ ở Đông Doanh có lịch sử gần nghìn năm. Sức chiến đấu hùng mạnh,
trang bị đầy đủ, từng là vũ lực cá nhân của từng vị lãnh chủ. Theo sự phát triển của thời đại, võ sĩ cũng phát triển theo, bây giờ đã trở thành bảo vệ của các tập đoàn lớn và giới quý tộc Đông Doanh. Có những nhóm võ sĩ lớn mạnh, còn được nước Đông Doanh thuê. Ví dụ như mấy võ sĩ lúc trước Ngô Bình đã giết chết, chính là một nhóm võ sĩ đó. Ngoài ra, thế lực ngầm của Đông Doanh đa phần đều được các nhóm võ sĩ nắm giữ. Ngay cả bên dưới tập đoàn Sanio, cũng nuôi dưỡng một nhóm võ sĩ phục tùng. Nhưng bên trong Đông Doanh, nhóm võ sĩ mạnh nhất chỉ có ba, bọn họ cũng có võ học truyền thừa thâm hậu, tài lực mạnh mẽ, cùng với sức ảnh hưởng ngoài xã hội cực lớn. Một trong số đó, chính là quỷ võ xã do nhị hoàng tử nắm giữ. Quỷ võ xã, võ thuật của quỷ võ kết hợp với quỷ đạo, chiêu thức kỳ lạ, khiến người ta không kịp phòng bị. Ngô Bình nghe vậy, cười lạnh nói, cái gì mà quỷ võ, ở trước mặt người có thực lực thật sự, vài loại thủ đoạn đó cũng chỉ là giấy mà thôi, một đòn là rách. Anh nói, Tsukihime, Shimizu, hai người lui xuống đi, anh ở lại đón tiếp bọn họ. Hanami Tsukihime biết có ở lại cũng không giúp được gì nhiều, lập tức đưa người rời khỏi nơi này, chỉ có một mình Ngô Bình ở trong viện uống rượu. Một giờ sau, xung quanh truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, cùng với tiếng cười nham hiểm. Ngô Bình chỉ vào không trung, gió xuyên qua bức tường, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết, một võ quỷ mất mạng tại chỗ. Giây tiếp theo, anh chuyển động, cả người biến mất trong đêm tối, một mình sát phạt. Lần này, để có thể giết được Ngô Bình, quỷ võ xã cử đi lực lượng mạnh nhất, bao gồm hai quỷ võ cấp bậc chân quân, cùng với vật báu của quỷ võ xã, bốn con rối quỷ võ. Con rối quỷ võ, thực lực có thể so với tiên quân, hơn nữa, không sợ đao kiếm, miễn nhiễm với pháp thuật, bọn chúng hợp lực tấn công, có thể giết độc bán bộ thiên tiên. Thế nhưng, bọn bỏ đã đánh giá thấp Ngô Bình, con rối quỷ võ không bắt được vị trí của Ngô Bình. Ngô Bình che giấu tung tích, xuất quỷ nhập thần, không ngừng sát phạt, khiến nhóm quỷ võ cũng đau đầu không thôi. Nếu Ngô Bình gặp được võ sĩ hùng mạnh, thì sẽ lấy nguyên thần của bọn họ luyện thành nhân nguyên đan, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Lúc này một quỷ võ đứng ở trên ngọn cây, anh ta căng thẳng nhìn xuống bên dưới, tìm kiếm vị trí của Ngô Bình, tay anh ta cầm ngọc phù, dùng nó để điều khiển con rối quỷ võ. Đột nhiên, anh ta cảm thấy bên tai vang lên âm thanh, anh đang tìm tôi. Anh ta kinh sợ, quay người về phía âm thanh, thế nhưng vừa quay qua thì trống không, sau đó một bàn tay siết chặt cổ anh ta. Răng rắc, cổ bị bóp nát, anh ta chết ngay tại chỗ, nguyên anh bay ra, bị Ngô Bình ném vào trong lò luyện minh thần, luyện thành nguyên anh đan và sinh mệnh đan. Anh cầm lấy ngọc phù kia, loay hoay đùa nghịch, điều khiển được hai con rối quỷ võ, tấn công hai con rối khác. Một quỷ võ cấp chân quan khác nhìn thấy vậy, trong lòng biết không ổn, vội điều khiến con rối, muốn rút lui khỏi trận chiến. Ngay lúc này, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào đầu anh ta. Răng rắc, đầu anh ta lập tức nứt ra, Ngô Bình đoạt lấy ngọc phù, thuận tiện thu lấy nguyên anh của anh ta. Audio điện tử võ tấn bền. Ngay sau đó, bốn con rối đều bị anh kiểm soát, quay đầu chém giết về phía những quỷ võ sĩ kia. Ngô Bình vứt lò luyện minh thần dưới đất, mỗi lần giết chết một quỷ võ sĩ, thì anh có thể luyện được sinh mệnh đan, hoặc là nhân nguyên đan. Có một vài người muốn chạy trốn, anh lại chém giết xuyên không. Cuối cùng, 124 quỷ võ, không một ai sống sót, toàn bộ đều bị Ngô Bình giết chết. Cách sân nhỏ không xa, một nhóm nhẫn tổ kinh ngạc nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Bọn họ là cao thủ của Igermon, nhìn thấy kết cục của quỷ võ xã, bất giác kinh sợ. Môn chủ, người này quá đáng sợ, chúng ta đi cũng chỉ có chết. Một nhẫn tổ run giọng nói. Môn chủ của Igermon, là một người trẻ tuổi, gương mặt anh ta u ám, nói quỷ võ xã bị tiêu diệt, chúng ta chỉ có thể làm trái lệnh thôi. Vừa nói xong, đột nhiên một người xuất hiện trước mặt bọn họ, cười với anh ta. Môn chủ Igermon này vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói, các hạ, chúng ta không có ý định thù địch. Ngô Bình liếc nhìn đám người, nói, anh là môn chủ của Igermon. Người đàn ông nói, đúng. Ngô Bình, kể từ bây giờ, Hanami Tsukihime là chủ nhân của các anh có thể từ chối, nhưng kết quả của việc từ chối chính là cái chết. Vẻ mặt người đàn ông thay đổi liên tục. Cuối cùng anh ta khẽ thở dài, nói tôi chấp nhận. Ngô Bình, anh tên gì?
Môn chủ Igermon nói, tiểu nhân Hattori Ryuzo. Ngô Bình quan sát anh ta, tốt lắm. Trong viện có không ít thi thể, các anh dọn dẹp đi. Vâng. Nửa giờ sau, Hanami Tsukihime quay lại, thấy Ngô Bình đã thu phục Igermon, vô cùng kinh ngạc. Hattori Ryuzo thấy Hanami Tsukihime, chính thức tôn cô ấy làm chủ. Trong viện người chết quá nhiều, mùi máu tanh nồng nặc, Hanami Tsukihime đổi chỗ ở cho Ngô Bình. Chỗ mới nằm ở lưng chừng núi, dưới núi có đồng ruộng, trên núi có vườn hoa, cảnh sắc không tệ. Hanami Tsukihime nói, anh Huyền Bình, thực lực Hattori Ryuzo rất mạnh, chỉ sợ anh ta chỉ giả vờ khuất phục. Ngô Bình thản nhiên nói, đợi anh ta thấy sự hùng mạnh của anh rồi thì sẽ kính nể anh như thần, không dám phản bội. Dừng lại một lát, anh nói tiếp, sáng ngày mai, đi đến biển xem sao. Hanami Tsukihime, nghe nói đã có người vào lốc xoáy, trước mắt vẫn chưa ra. Ngô Bình, bên trong có gì, phải thăm dò mới biết được. Hanami Tsukihime có chút lo lắng, không biết nhị hoàng tử có cử người đến giết nữa không. Ngô Bình, trừ phi anh ta có thể mời được bán bộ thiên tiên, nếu không chắc chắn sẽ không dám đến nữa. Thực ra, anh đã bói một quẻ, trong thời gian ngắn đối phương sẽ không dám có hành động gì. Tối đó, Ngô Bình luyện chế đột ngộ đan. Trước kia, anh đã từng luyện chế đan này, lúc đó được đan nhị phẩm. Mà hiện tại anh đã khác, lần này luyện chế ra được đan dược vương phẩm. Một lò luyện được 3 viên đan dược, đều là vương phẩm. Anh lấy một viên, thông qua sách Thiên Kiêu Bảo, chuyển qua cho Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt nhanh chóng đã phản hồi, Lý Huynh, đan dược đã nhận, chất lượng rất tốt, có khi còn trên cả vương phẩm, cảm tạ. Ngô Bình, không khách sáo. Ngay sau đó, Nam Cung Nguyệt đã chuyển 700 tiền bảo còn lại, cũng là đặt trong một túi tiền. Luyện chế đan dược xong, Ngô Bình ngồi xuống tu luyện phương pháp hít thở. Sau khi kích hoạt huyết mạch Lý Thị, Ngô Bình phát hiện phương pháp hít thở của bản thân lại kỳ diệu hơn nhiều, mỗi lần tu luyện, thì những xiềng xích kiềm chế huyết mạch sẽ thả lỏng hơn một chút. Lần trước anh ở Tháp Vạn Duy, nhận được lời chúc phúc từ Cổ Thiên Tử, phá vỡ một phần xiềng xích huyết mạch. Nhưng cũng chỉ là một phần, vẫn còn nhiều huyết mạch bị xiềng xích kiềm chế, phải cần bản thân mở ra. Trong lúc tu luyện, Ngô Bình hấp thụ một loại quả. Quả này được ngưng tụ từ linh lực mặt đất mà anh hấp thụ được trên đài sen, tổng cộng có 7 trái. Trước đó, anh đã tặng một miếng cho Lâm Thanh Giao, một miếng cho Lạc Trường Sinh, giờ còn lại 5 miếng. Lúc này, anh tự mình nuốt xuống một quả, lập tức có một luồng sức mạnh thâm hậu tuôn ra. Dựa vào linh lực mặt đất này, anh thuận thế tu luyện công pháp Tiên Điện Thiên Võ. Công pháp Tiên Điện Thiên Võ không có hạn chế về tu vi, có thể đột phá không ngừng. Mà đêm nay, cuối cùng anh đã đột phá Lưu Tinh Quyền và Man Vương Công đến cấp 9, cấp 10. Lưu Tinh Quyền và Man Vương Công cấp 10, uy lực rất đáng sợ. Lưu Tinh Quyền của Ngô Bình được sử dụng thì trong chớp mắt đánh ra được 300 quyền, mỗi một quyền đều có sức công phá kinh người, dễ dàng giết chết chân quân. Đồng thời, mấy trăm quyền mà đánh cùng lúc vào một người, thì ngay cả tiên quân cũng xong đời. Man Vương Công thì rất kinh khủng, sau khi tu luyện, quanh người sẽ tạo thành những luồng sức mạnh này có thể bộc phát sức công phá gấp mấy lần so với sức lực tự thân, nó phối hợp với Lưu Tinh Quyền, thì quyền đánh ra càng đáng sợ hơn. So với Thiên Cực Kiếm Kinh sắc bén, thì Ngô Bình thích Lưu Tinh Quyền không màng lý lẽ, kinh khủng này hơn. Trời vừa sáng, anh đã khởi hành đi đến khu vực biển Đông Doanh. Đến gần xoáy nước, anh thấy xung quanh có không ít thuyền lớn, có du thuyền, cũng có thuyền đánh cá, đều cách lốc xoáy chừng 1000 mét, không dám đến quá gần. Anh lập tức bay đến gần lốc xoáy, nhìn lốc xoáy chằm chằm, sử dụng đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Anh phát hiện dưới lốc xoáy thật ra có 3 lối vào, một lối vào khá tối và sâu, bên trong đầy tử khí, một lối vào mà bên trong có một ngọn lửa vô tận. Bất kỳ thứ gì đi vào cũng bị thiêu thành tro. Một lối cuối cùng thì bên trong là thảm thực vật đầy sức sống, rừng cây thăm thẳm, động cỏ mênh mông, núi lớn trùng điệp. Lúc này, đúng lúc có người đi vào lối vào thứ nhất, tu vi người này không thấp, vừa đi vào đã bị bóng đêm nuốt chửng, giống như hòn đá rơi vào vũng lầy sâu, không một tiếng động. Sau đó là người thứ hai đi vào ngọn lửa kia, người vừa vào, đã bị ngọn lửa thiêu thành tro. Qua vài phút, người thứ ba đi vào lốc xoáy. Người này đi vào không gian tươi sáng kia, anh ta vừa đáp đất thì lập tức chạy điên cuồng về phía xa như thể phát hiện ra gì đó. Ngô Bình tiếp tục quan sát,
anh phát hiện ra một nguyên tắc, chính là tu sĩ đi vào lốc xoáy, thứ nhất đi vào không gian u tối, thứ hai tiến vào không gian có lửa, thứ ba mới tiến vào không gian rừng rậm đồng cỏ kia, tiếp đó, người thứ tư lại tiến vào không gian u tối, người thứ năm tiến vào không gian có lửa, cứ như vậy lặp lại tuần hoàn. Anh quan sát hơn một giờ đồng hồ, bỗng một nhẫn tổ xuất hiện, anh ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, lạnh lùng nói các hạ là người Viêm Long. Ngô Bình nói, đúng. Anh ta hừ lạnh một tiếng, đây là địa bàn của Đông Doanh, anh mau chóng rời đi. Ngô Bình chớp mắt hỏi, lát nữa tôi sẽ đi, anh muốn xuống dưới sao? Người này nói, đương nhiên. Ngô Bình nhìn người phía trước vừa bước vào không gian u tối, lúc này nếu đi vào vòng xoáy chắc chắn sẽ vào không gian có ngọn lửa, thế là anh nói, tôi khuyên anh đừng vào đó, tôi nghĩ bên dưới rất nguy hiểm. Nhẫn tổ bật cười ha ha, người Viêm Long các anh đều nhát gan thế à? Nói rồi anh ta rơi vào vòng xoáy, quả nhiên vừa đi vào vòng xoáy đã bị đưa vào không gian có ngọn lửa đó rất đáng sợ phút chốc đã thiêu rụi anh ta. Ngô Bình nhìn thấy hình như đối phương hét lên cái gì đó trước khi chết, chắc không phải là trời ơi, tôi nên nghe lời anh ta đó chứ. Thấy người đó bị thiêu chết, anh vội bước vào vòng xoáy, sau đó thân thể bất lực bị một nguồn sức mạnh bao vây lấy đưa vào không gian rừng cây và thảo nguyên đó. Vừa đáp xuống đất, anh đã cảm nhận được khí tức tiên linh, cây cối ở đây rất cao lớn, mỗi một cái đều là mấy trăm mét, cao mấy hàng mét, người ở trên cây nhỏ bé hệt như kiến. Anh nhìn xung quanh, bên trái có một rừng cây, bên phải là thảo nguyên vô tận. Rừng cây có một vầng sáng chiếu trên trời, cũng không biết là bảo bối gì. Thảo nào những người đó vừa đi vào đã đến bên đó, chắc chắn đã nhìn thấy hào quang bảo vật này giống mình, anh lẩm bẩm. Suy xét một chốc, anh cũng bay về phía hào quang bảo vật, thế nhưng anh vừa bay lên không trung thì suýt nữa thì rơi xuống. Ê, trọng lực mạnh quá, nếu không đến cảnh giới chân quân chỉ sợ là muốn bay cũng khó. Đồng thời anh cũng nhận ra những người đi vào trước đó sở dĩ phải chạy mà không phải bay lên trời là vì vậy. Anh chậm rãi bay đến gần hào quang bảo vật, chỉ thấy một cây nấm cực lớn mọc dưới một cái cây chọc trời. Cây nấm này to bằng một căn nhà, phát ra ánh sáng ba màu. Anh ẩn mình trên cây quan sát, một người Đông Doanh vừa bước vào dưới nấm, hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải. Đúng lúc này một bóng đỏ xuất hiện bên cạnh, sau đó người này biến mất. Ngô Bình giật mình, cẩn thận quan sát. Ở một nơi cách cây nấm hơn 100 mét có một con cóc cực lớn, con cóc này toàn thân màu đen, làn da như được phủ thêm màu sơn hấp thụ ánh sáng, nó nhắm mắt lại thì trông như là một cái hố đen, không nhìn thấy gì cả. Bóng đỏ vừa rồi chính là đầu lưỡi của nó. Hành động nhanh như chớp, phút chốc đã nuốt tu sĩ Đông Doanh đó. Hóa ra là ôm cây đợi thỏ, Ngô Bình thầm nói. Thế là anh lấy một lá bùa ra, vẽ vài đường lên trên rồi thổi nhẹ một cái. Lá bùa này biến thành hình người dưới sự kích hoạt của pháp lực, người bùa đi đến cạnh cây nấm. Anh đã bôi thuốc độc mạnh lên lá bùa, nếu con cóc ăn phải lá bùa thì chắc chắn sẽ chết. Người bùa vừa đến đó, bóng đỏ xoẹt qua, chốc lát đã bị con cóc nuốt chừng. Nhưng ngay sau đó con cóc bỗng nhảy lên, ré một tiếng kỳ quái. Không quá 10 giây, bốn chân nó khuỵu xuống rồi nằm dạp xuống đất, chết ngắc. Ngô Bình lại quan sát thêm mất phút nữa, lúc này mới chậm rãi xuống khỏi cây, đi đến cạnh cây nấm. Anh rất tò mò tại sao cây nấm này lại phát ra hào quang bảo vật. Anh lấy dao găm ra rồi cắt một miếng nấm bỏ vào miệng, vừa giòn vừa ngọt, có vị kỳ lạ. Cũng được, nếu nướng lên ăn chắc chắn là mỹ vị. Anh lập tức cắt cả cây nấm rồi cho vào không gian hắc thiên, sau đó anh tiện thể đào xuống phần rễ, đào được một mảnh đất thần có kích thước bằng quả dưa hấu. Thật ra nấm này là nấm bình thường nhưng vì được đất thần nuôi dưỡng nên mới to đến thế, còn phát ra hào quang bảo vật. Cũng là đạo lý này, cây đại thụ cách đó không xa cũng được thần sĩ chăm sóc nên vô cùng cao lớn. Giao bảo vật ra đây. Đột nhiên có hai người Đông Doanh bước đến. Ánh mắt hiện lên sát khí nhìn chằm chằm tay Ngô Bình như thể đang tìm xem anh giấu đồ ở đâu. Ngô Bình vỗ tay, bảo bối ở đây, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Hai tu sĩ Đông Doanh một người cầm đao, một người cầm kiếm đánh về phía Ngô Bình. Tu vi của hai người này không yếu, một nhẫn tổ, một nhẫn thánh, cũng xem là cao thủ ở Đông Doanh nhưng tiếc là thực lực này chẳng là gì so với Ngô Bình cả. Anh đánh ra một đòn, vô số quyền kình đánh trúng hai người này. Ngũ tạng hai tu sĩ Đông Doanh vỡ nát, chết tại chỗ. Anh lấy nguyên thần của nhẫn tổ, ném vào bát vàng luyện thành nhân nguyên đan.
Sau đó anh bay lên không trung, mắt nhìn về phía xa nói, nơi này tràn đầy khí tức nguyên thủy, không biết là nơi nào. Lúc này ngoài vòng xoáy, cuối cùng nhóm người đông doanh đó cũng đã hiểu quy luật, họ nhận ra cứ ba người thì chỉ có thể có một người sống sót. Thế là họ bắt mấy trăm dân thường đông doanh, trước khi vào vòng xoáy sẽ ném hai dân thường vào trước, sau đó lại cho một tu sĩ đi vào. Dùng cách này, rất nhanh đã có một nhóm tu sĩ đông doanh tụ tập ở lối ra vào. Trước đó đã nhặt được một cục đất thần cực lớn, Ngô Bình cảm thấy nơi này là kho tàng nên bèn tiếp tục tìm kiếm, xem gần đó có bảo dược hoặc thần dược không. Anh phóng hết thần niệm của mình ra sức tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện cách đây hơn 100 dặm có một hồ nước lớn bằng sân đá bóng, cây cỏ hoa lá mọc đầy phía rìa ngoài, có rất nhiều ong bướm bay nhảy giữa những bông hoa. Trong hồ nước có một cái cây rất lớn, rễ của nó rất phát triển, trải khắp cả hồ nước nhưng cái cây này đã chết khô, chỉ còn trơ trọi lại một thân cây khô. Cây cao hơn 300 mét, trước đó chắc hẳn nó rất tươi tốt nên trong phạm vi 300 mét không có thực vật nào quá cao. Lúc này dây leo hồ lô dày đặc quấn quanh thân cây khô trơ trọi của nó. Đúng thế, đây là một cây hồ lô, dây leo hồ lô màu vàng đất, bề mặt có phù văn mờ ảo. Nó kết ra hai trái hồ lô, một treo trên đỉnh cây, màu vàng kim, còn một cách mặt nước không xa, là màu bạc. Ngô Bình đi đến cạnh hồ nước, anh vốc một ít nước lên, phát hiện nước có mùi hương thoang thoảng, sau đó lại nhìn cây hồ lô, rễ của nó cắm sâu xuống hồ nước. Dưới lớp bùn đất dưới hồ nước có một hòn đá thần cực lớn, dài hơn 3 mét, hình dạng như quả trứng, bề mặt ngoài dán đầy bùa bí ẩn. Hửm, còn có loại đá thần này sao? Đất thần sau khi được khai khoáng thì chính là đá thần, nhưng đá thần này rất bất thường, mặt ngoài có ký hiệu tiên đạo, hơn nữa còn rất lớn. Trước đó Ngô Bình cũng từng tìm được đá thần nhưng lớn nhất cũng chỉ bằng nắm tay. Ngô Bình nhìn chằm chằm hồ lô vàng, mở mắt nhìn thấu vạn vật ra. Phát hiện bên trong hồ lô vàng có một người tí hon cũng màu vàng, hai mắt nó phát sáng nhìn chằm chằm anh. Anh sửng sốt, trong hồ lô có thứ gì đó. Lại nhìn sáng hồ lô màu bạc, bên trong có một người tí hon màu bạc cũng đang nhìn hắn, ánh mắt còn hiện lên sát khí. Ngô Bình thầm cười mỉa, hai hồ lô này đã thành tinh, hơn nữa còn muốn hại chết anh. Anh cũng lấy một hồ lô vàng trong ngực ra, mở nút, một mặt người chui ra. Mặt người đó nhìn trái nhìn phải để tìm mục tiêu. Ngô Bình chỉ hồ lô vàng kia nói, đi đi, chém rơi nó. Nói rồi anh lấy tiền bùa, mặt người này há miệng ăn 50 cái, sau đó phát ra sát quang. Sát quang đến gần hồ lô vàng lập tức cũng bắn ra ánh sáng màu vàng đối kháng sát quang này. Nhưng sát quang mạnh hơn tia sáng vàng, không lâu sau đã khiến ánh sáng đó phân tán, mặt người dễ dàng chém rơi hồ lô vàng đó. Hồ lô tách ra khỏi dây leo, người tí hon màu vàng bên trong lập tức héo rũ, cuối cùng biến mất. Ngô Bình vung tay lên, hồ lô màu vàng đó bay đến. Mắt anh sáng rực, không tệ, là nguyên liệu tốt đến luyện chế pháp khí. Bây giờ anh có pháp lực, có thể luyện chế pháp khí của mình, pháp khí của người khác có mạnh đến mấy cũng không thuận tay bằng đồ mình luyện chế, vì pháp khí của mình có thể kết hợp với thần thông pháp thuật của bản thân. Sau đó anh lại đưa cho 50 tiền bùa mặt người để chém rơi cả hồ lô bạc. Thật ra hai hồ lô này là cách để dây leo hồ lô tự bảo vệ mình, không có hồ lô, nó cũng không thể đe dọa được Ngô Bình. Sau đó anh lặn xuống nước, đào xuống dưới mười mấy mét dọc theo rễ của hồ lô rồi lấy đi đá thần cực lớn đó. Không có đá thần, dây leo hồ lô nhanh chóng khô héo, bùa ở bề mặt cũng dần nhạt đi. Lấy được một hòn đá thần lớn như thế, tâm trạng Ngô Bình cực kỳ tốt. Ngân Nga tiếp tục tìm bảo dược. Anh bay trên không trung thì bỗng nghe thấy tiếng chim ưng, sau đó một bóng đen lao đến, anh ngẩng đầu lên nhìn, một con ưng rất lớn, cánh dài đến mấy mươi mét đang bay về phía anh. Không kịp suy nghĩ gì, móng vuốt của con chim ưng đã hung hăng chộp đến, Ngô Bình hừ một tiếng rồi vươn tay túm lấy móng vuốt sắc nhọn của nó, dùng sức bẻ đi, sau đó nghe một tiếng rắc, móng vuốt cứng như sắt bị anh bẻ gãy. Con chim ưng kêu lên, muốn hất Ngô Bình ra nhưng Ngô Bình nắm lấy móng vuốt nó, lật người lại cưỡi lên trên cổ nó, đánh một đòn xuống. Rắc! Đầu chim ưng bị đánh vỡ, nó choáng váng rơi xuống dưới, cuối cùng đập vào mấy cây đại thụ, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Đất cát bay tứ tung, Ngô Bình đang lấy dao găm cắt thịt chim ưng, bây giờ anh hơi đói, mà thịt của con chim ưng này lại có chứa tinh khí, chắc là mùi vị không tệ. Anh cắt thành từng miếng nhỏ,
xiên thành xiên que rồi bỏ lên lửa nướng. Không lâu sau, thịt đã chín, mùi hương tỏa ra khắp nơi, anh cắn một miếng, cả miệng dính đầy mỡ, thơm nhưng không ngấy, hơn nữa còn rất dai, tuyệt hơn là thịt có chứa tinh nguyên của chim ưng, ăn rất bổ. Khá ngon, mình phải để dành một ít mang về cho người nhà ăn. Ăn xong, anh cắt thịt xong rồi cấp đông, sau đó bỏ vào pháp khí chứa đồ. Ăn uống no say xong, anh vừa định tiếp tục đi tìm linh dược thì nghe thấy phía sau có người đến gần. Mấy phút sau, một nhóm người xuất hiện trong tầm mắt, không ngoài dự đoán của anh, người đến đều là tu sĩ Đông Doanh. Nhóm tu sĩ Đông Doanh này cũng đã nhìn thấy Ngô Bình, tên đi đầu nói qua đây xem này. Ngô Bình bị đám người này bao vây, tên thủ lĩnh là một võ sĩ có khí tức khá mạnh, hắn lạnh lùng hỏi, anh không phải là tu sĩ Đông Doanh. Ngô Bình, tôi là tu sĩ Viêm Long. Đám người này đưa mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ mặt không có ý tốt. Ngô Bình chớp mắt, các người chặn tôi làm gì? Võ sĩ đó nói, đây là bảo địa, tu vĩ Viêm Long không được phép vào. Một nhẫn tổ khác lạnh lùng nói, lúc đầu người Viêm Long các anh là người mà bọn tôi giết hại, anh cũng thế, bây giờ một là quỳ xuống xin tha, hai là bọn tôi giết anh. Ngô Bình nhìn chúng, ồ, ban đầu các người đang từng giết người ở Viêm Long, võ sĩ đó bật cười, đương nhiên, tất cả mọi người đều từng đến đó, phụ nữ Viêm Long các anh cũng rất tuyệt. Ha ha ha. Ngô Bình híp mắt nói, đám rác rưởi các người, hôm nay gặp phải báo ứng rồi. Vừa dứt lời, anh bỗng lao đến thật nhanh, mấy tu sĩ Đông Doanh chặn đường bị anh tông vào khiến xương cốt đều gãy, chết tại chỗ. Những người khác kinh ngạc, võ sĩ đó hét lên, đuổi theo. 30 mấy người đuổi giết Ngô Bình, anh cố ý chạy không nhanh, sau đó đã bị người ta đuổi kịp. Nhưng lúc này anh bỗng xoay người lại, sau đó đấm một cú đánh chết đối phương. Luyện thành nhân nguyên đan hoặc nguyên anh đan. Cứ như thế vừa chạy rồi lại dừng, 20 người trong số 30 mấy người liên tục bị anh đánh chết, những người còn lại cảm thấy không ổn, sao người lại ngày càng ít thế, chạy đi đâu cả rồi. Đến khi họ thấy không ổn thật thì võ sĩ thủ lĩnh kia nói, không cần đuổi theo nữa. Thế nhưng đã muộn rồi, một cú đấm đánh vào ngực hắn khiến tim hắn đập điên cuồng, chết tại chỗ. Cách đó không xa. Ngô Bình lạnh lùng nhìn đám người này nói, trò chơi kết thúc, đám rác rưởi các người có thể chết rồi. Những người còn lại hét lên, lần lượt lao về phía Ngô Bình. Anh bay lên không trung rồi đánh ra mấy mươi đòn tấn công, anh dùng lưu tinh quyền và mãn vương công, mỗi một cú đấm đều thành công giết được một tu sĩ Đông Doanh. Cú đấm cứng như sắt hiện ra bóng dáng rõ ràng của nắm đấm, đánh thẳng vào người của đám người này. Một lúc sau có vài người tu vi cao. Nguyên thần hoặc nguyên anh bỏ chạy, Ngô Bình lập tức bắt chúng lại, sau đó luyện thành đan dược. Anh không thực sự hận người Đông Doanh bình thường nhưng cũng không phải là thích, nhưng với những người từng tham gia xâm lược Viêm Long, giết hại người dân Đông Doanh vô tội, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ không bỏ qua cho đối phương. Tiêu diệt xong đám người Đông Doanh này, Ngô Bình tiếp tục đi vào trong tìm linh dược. Anh đi về một hướng khoảng hàng ngàn dặm, cuối cùng lại có phát hiện. Ở một nơi không xa phía trước có một rừng trúc màu tím, nhìn xa anh có cảm giác linh khí của rừng trúc này rất bức người, thậm chí còn hơn cả hồ lô trước đó. Có đất thần, mắt anh sáng rực, nhanh chóng đến gần. Đến gần rừng trúc màu tím, anh dừng lại, mở nhìn thấu vạn vật quan sát tình hình của rừng trúc. Vừa nhìn vào trong, tóc gáy anh dựng đứng, chỉ thấy rừng trúc tím này ẩn chứa năm sinh linh cực kỳ mạnh. Anh có thể đoán chắc nếu mình tự ý bước vào sẽ bị năm sinh linh này dễ dàng giết chết. Anh vội thu lại khí tức, đồng thời đứng cách xa rừng trúc tím. Đến một nơi yên tĩnh rồi đáp xuống đất, tim đập khá nhanh, lẩm bẩm, mấy thứ này chắc chắn là cường giả cấp thiên tiên, Long Thanh Khâm chưa chắc đã là đối thủ của chúng. Ngô Bình không dám đến gần, chỉ đành đứng xa quan sát. Năm sinh linh này nằm ở phía đông rừng trúc là một con bọ ngựa cực lớn, bọ ngựa thuộc loài côn trùng. Theo lý sẽ không quá lớn nhưng con bọ ngựa này dài đến hơn 100 mét, trên càng là hai thanh đao lớn đầy phù văn, trông có vẻ là một cao thủ dùng dao. Phía tây rừng trúc có một con rết này dài 200 mét, toàn thân đen tuyền, sắc ngoài cực kỳ cứng, hơn nữa miệng nó còn có túi độc nhưng là khói độc, ngộ nhỡ chọc giận nó, thiên tiên cũng tiêu đời. Phía nam rừng trúc có một con vượn trắng nằm dưới đất, thân dài 100 mét. Mỗi lần nó hít thở, trong rừng trúc đều nổi lên trận cuồng phong, thân hình rắn chắc, sức mạnh vô tận, đôi mắt phát ra ánh sáng màu vàng. Phía bắc là một con lợn rừng.
Người xưa đi săn có câu một lợn, hai gấu, ba hổ, khi gặp phải lợn rừng thì thường sẽ nguy hiểm hơn là gặp phải gấu, hổ. Cả người con lợn rừng này phủ một lớp lông màu xanh giống như kim thép, dài 100 mét, trên vai nhô lên đỉnh xương, xung quanh đuôi có một vòng xương sắc nhọn, răng nanh của nó dài hơn 10 mét, hơi thở của nó hung hãn hơn con vượn trắng đó. Nhưng mạnh nhất vẫn là một con linh sinh ở giữa rừng trúc, đây là con hổ trắng tuổi không lớn, toàn thân có hoa văn tròn vàng sẫm mờ nhạt, nó dài mười mấy mét, trông dáng vẻ vẫn chưa thành niên. Dù vậy, bốn sinh linh hung dữ khác trừ hổ con vẫn không dám lại gần mà chỉ quanh quẩn phía ngoài khu rừng trúc. Con hổ nhỏ kia cứ nhìn chằm chằm vào một cây trúc khổng lồ dựng thẳng đứng lên trời, đường kính rộng hơn 300 mét, cao tầm mấy chục ngàn mét. Nó không những là cái cây cao nhất trong rừng trúc tím, còn là che vua. Bề mặt của cây trúc phủ đầy những phù văn ma thuật, lấp lóe ánh sáng. Ngô Bình tìm một góc độ, phát hiện nơi hổ con nhìn chằm chằm là một nhánh trúc đang nở hoa vàng nhạt. Trúc chỉ nở hoa một lần một năm, khi đơm hoa kết trái thì được gọi là gạo trúc. Truyền thuyết kể rằng gạo trúc là thức ăn của Phượng Hoàng nhưng thực tế thì nó còn được dùng làm thuốc. Hổ con đang chờ gạo trúc sao? Hổ con có vẻ đã đợi ở đây từ lâu, nó có chút sốt ruột, chạy vòng quanh cây trúc lớn, quay vài vòng thì phát ra một tiếng gầm nhẹ phát ra cơn gió làm rung chuyển cả rừng trúc. Bốn sinh linh xung quanh đều giật mình không dám động đậy hay thở mạnh. Lại xoay vài vòng, hổ con bồn chồn không yên, dưới chân đột nhiên hiện lên một tia sáng máu vàng rồi thân thể không ngừng bay lên. Ngô Bình liếc nhìn cây trúc khổng lồ, sau đó nhìn con hổ trắng nhỏ, quyết định bí mật đi theo nó, anh muốn xem hổ con sẽ làm gì tiếp theo. Sau khi hổ con bay xa hàng ngàn dặm, nó đáp xuống một ngọn núi phủ kín đất đá. Ngô Bình không dám tới gần, cố gắng giữ khoảng cách trăm dặm với hổ con, đợi sau khi nó biến mất trong rừng đá mới chậm rãi tới gần. Một động thiên khổng lồ, cao gần nghìn mét gần vách đá trong thung lũng giữa ngọn núi, dần dần hiện ra. Lúc này, tiếng gầm thê lương của đàn hổ con từ trong hang vọng ra, hòa cùng tiếng hổ gầm yếu ớt rên rỉ của một con hổ khác. Sau khi Ngô Bình mở ra con mắt nhìn thấu vạn vật, ngay lập tức thấy một con hổ khổng lồ với thân dài hàng trăm mét đang nằm trên mặt đất, bộ lông của nó đã phai màu nhiều, đôi mắt đục ngầu và cơ thể yếu ớt. Anh vừa nhìn là biết con hổ lớn này đã trúng loại độc kỳ lạ nào đó, mà gạo trúc có thể giải độc. Nhưng phải chờ một thời gian nữa thì hoa trúc mới chín, hổ con không đợi được nên về trước xem mẹ nó thế nào. Hiển nhiên, con hổ lớn này không còn sống được lâu, nhiều nhất là 2-3 ngày nữa sẽ chết. Trong lòng Ngô Bình nặng trĩu, âm thầm thương tiếc cho sinh vật dù rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể nắm giữ được tính mạng của bản thân kia. Hổ con rên rỉ một tiếng, sau đó đột nhiên lao ra khỏi hang, bay về phía rừng trúc tím, xem ra nó vẫn ôm hy vọng vào gạo trúc. Khi hổ con biến mất, Ngô Bình tự nhủ, mình có thể loại bỏ chất độc trong người cho con hổ này, nhưng, đấy có phải là ý kiến hay không? Hổ là loài hung dữ, lỡ đâu cứu vật mà vật trả oán, lúc ấy biết kêu ai? Đột nhiên, một con khỉ lông vàng cao khoảng nửa mét, phóng như bay đến chỗ Ngô Bình. Đại vương của chúng tôi rất hoan nghênh. Con khỉ nói tiếng người bằng một ngôn ngữ cổ mà Ngô Bình không hiểu được, nhưng thần hồn của anh rất mạnh mẽ nên có thể nắm được ý tứ đại khái câu nói. Anh chớp mắt, ra hiệu và hỏi, đại vương của các ngươi. Bất ngờ là con khỉ này thực sự hiểu được lời anh nói, gật mạnh đầu và sau đó chỉ vào cửa động khổng lồ. Ngô Bình sửng sốt, đại vương của các ngươi là con hổ to lớn kia. Con khỉ lại gật đầu. Anh vội vàng xua tay, không, ta sẽ không đi. Khỉ lo lắng vò đầu nói, đại vương cảm giác được ở đây có nhân vương, có lẽ sẽ giúp được đại vương. Tim của Ngô Bình đập thình thịch, đại vương của các ngươi biết ta là nhân vương. Con khỉ gật đầu. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ta nhận lời. Anh đi theo con khỉ vào trong hang, hang rất lớn, rộng tầm 100 mét, cao hơn 1000 mét, đi vào trong vài dặm mới tới chỗ con hổ kia. Con hổ lớn vốn đã rất yếu, vừa nhìn thấy Ngô Bình, nó đã mở bừng mắt, trong đầu Ngô Bình chợt vang lên giọng nói phụ nữ, ta rất yếu nên không thể đứng dậy hành lễ, xin hãy thứ lỗi cho ta. Ngô Bình trả lời, xin đừng quá khách khí, vừa rồi ta chỉ là tò mò nên mới đi theo con trai của ngươi tới đây, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta. Đại vương hổ khẽ thở dài, đứa nhỏ này, biết là không có hy vọng mà vẫn không chịu từ bỏ. Ngô Bình, con khỉ đã truyền lời cho ta, ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?
Hổ nói, nhân vương, ta nghe nói nhân loại tinh thông y dược, nhưng không biết ngươi có thể chữa khỏi độc của ta hay không? Ngô Bình gật đầu, có thể chữa được. Đại vương hổ mừng rỡ, khẽ nâng thân lên, cầu ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ hầu tạ. Ngô Bình do dự, hồi lâu không đáp. Hổ nói, nhân vương xin hãy yên tâm, ta từ nhỏ đã được nhân loại nuôi lớn nên vẫn luôn tạo quan hệ tốt đẹp với con người. Tim của Ngô Bình lại đập mạnh liên hồi, ý của ngươi là, nơi này có người. Hổ nói, đương nhiên là có. Cách đây 30.000 dặm có một bộ tộc. Ngô Bình hỏi tiếp, thế đây là nơi đâu? Đại vương hổ nói tiếp, thật lâu trước đây, nơi này vốn là một phần của Hồng Hoang, sau đó bị một vị đại năng rời đến động phủ của mình. Ngô Bình, đây là một phần của Hồng Hoang sao? Đại vương hổ đáp phải. Khi ấy, vị đại năng đó di rời toàn bộ sinh vật nguyên thủy, bao gồm cả tổ tiên của ta. Ngô Bình, động thiên này rộng tới mức nào vậy? Đại vương hổ đáp, nó rộng vô biên, nhiều nơi trong đây vẫn chưa được khám phá. Ngô Bình sửng sốt, ngay cả con hổ to lớn thế kia mà cũng không thăm dò hết thì cái động này phải rộng cỡ nào? Đại vương hổ nói, nhân vương, người đến từ đâu? Ngô Bình, ta tới từ ngoài động thiên. Hổ gật đầu, đúng vậy. Vị đại năng kia đã tính toán trước là động thiên sẽ mở ra vào mấy năm sau, tính tới bây giờ thì đúng là thời điểm chín muồi rồi. Ngô Bình thấy con hổ có tính người, lại dễ nói chuyện nên hỏi nó, làm sao mà ngươi bị trúng độc nặng thế? Hổ nói, hướng về phía đông hơn 100.000 dặm có một con bò cạp vua. Không hiểu sao mà nó lại dám bén mảng tới địa bàn của ta nên ta đã truy sát nó, lúc đó bất cẩn bị nó đâm trúng một cú lúc nó gần chết. Không ngờ độc tính lại mạnh như vậy, làm mọi cách cũng không thể áp chế được. Ngô Bình gật đầu, nó biết mình sẽ chết nên lúc sắp chết nó đã tiêm toàn bộ tinh hoa trong cơ thể vào chất độc, muốn kéo ngươi chết theo. Dừng một chút, anh nói, ngươi còn giữ xác con bò cạp không? Hổ nói, còn giữ. Nó ra lệnh cho khỉ dẫn đường, tìm thấy xác của con bò cạp trong thung lũng. Ngô Bình rất mừng rỡ khi nhìn thấy con bò cạp lớn này. Con bọ cạp này này to hơn nhiều so với những con mà anh đã thấy trước đây, cái đuôi dài tới hàng trăm mét. Anh cẩn thận cắt mở đuôi bọ cạp, lấy túi độc ra. Vạn vật trong tự nhiên đều có tương sinh tương khắc nên chất giải độc chắc hẳn nằm trong cơ thể con bọ cạp và nơi nó sinh sống. Sau khi cắt bỏ túi độc, Ngô Bình nói với con hổ, ta vẫn phải đến lãnh thổ của bọ cạp để xem có tìm được dược liệu nào thích hợp không. Đại vương hổ gầm dài một tiếng, một lúc sau, hổ con quay lại. Vừa nhìn thấy Ngô Bình, trong mắt nó lập tức lộ ra vẻ hung dữ, định vồ tới. Đại vương hổ nói, đừng lỗ mãng, con của ta, mau đi chào hỏi nhân vương đi nào. Nhân vương là thầy thuốc giỏi, có thể cứu tính mạng của ta. Hổ con sửng sốt, lập tức phủi móng vuốt xuống đất, cung kính hành lễ với Ngô Bình, sau đó rơm rớm nước mắt nhìn Ngô Bình, rên rỉ cầu xin grư grư. Ngô Bình thấy nó đáng thương mới nói, ngươi đừng lo, ta sẽ chữa hết cho mẹ ngươi. Dẫn ta tới địa bàn của con bỏ cạp vua đó đi, ta muốn tìm chút thảo dược. Hổ con tức khắc trở nên tỉnh táo, ra hiệu cho Ngô Bình ngồi lên lưng nó. Ngô Bình cũng chẳng khách sáo, anh ngồi trên lưng hổ con, bấu chặt vào da lông. Tức thì, bốn chân hổ lóe lên tia sáng vàng, bay lên trên không. Tốc độ phi hành của hổ con còn nhanh hơn cả Ngô Bình. Lộ trình 10.000 dặm mà mất thời gian chưa tới nửa tiếng. Cuối cùng, họ đáp xuống một sa mạc bát ngát, cách đó không xa là một ốc đảo lớn, đúng là sào huyệt của bọ cạp. Tới ốc đảo, Ngô Bình phát hiện một nguồn nước khổng lồ dưới lòng đất, nước trào lên bề mặt tạo thành một hồ rộng mấy nghìn mẫu. Cuối nguồn chia thành ba nhánh sông chảy về phương xa, bên bờ sông và bờ hồ thì có cỏ cây tươi tốt tùm. Ngô Bình tìm kiếm bên bờ, quả nhiên anh phát hiện một loại dược liệu mùi kỳ lạ có màu đỏ kèm lấm tấm chấm bi. Dược liệu này đúng là thứ có thể khắc chế độc bọ cạp. Anh hái chút thuốc rồi quay sang hỏi hổ con, bọ cạp quanh năm canh giữ ở đây chắc chắn đang trông coi thứ gì đó nhỉ? Hổ con nghe thế thì bắt đầu ngửi, nó bước nhanh tới trước một cây ăn quả, cây cao chừng nửa thước, phân thành 4, 5 nhánh, cong cong vẹo vẹo. Bên trên còn có một đóa hoa màu lam, hoa này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, không có lá, mà quanh đó, trong phạm vi 10 mét cũng không còn thực vật nào. Dưới bông hoa kết ra 4 quả, đằng sau nó còn có thêm một quả thứ 5. Trái cây màu vàng lam, lớn cỡ 4 ngón chụm lại. Thấy trái này, Ngô Bình chấn động, gần từng tiếng, quả thần thái nhất.
Anh nhìn xuống dưới đất mới phát hiện hoa li ti bên dưới che phủ một bộ rễ khổng lồ, kéo dài mấy nghìn mét. Mà trong lòng đất mấy nghìn mét cũng có một khối đá thần lớn cỡ cái thớt. Khối đá thần này lại là cấp bậc cực phẩm đá thần thái nhất, nó còn quý giá hơn khối đá mà anh phát hiện bên dưới dây leo hồ lô nữa. Ngô Bình cẩn thận đào đá thần rồi lại đào ra rễ cây cùng với bùn đất quanh đó, bỏ hết vào nhẫn chứa đồ. Hổ con thấy Ngô Bình đào gì đó thì nó cũng vui vẻ, ở cạnh tí ta tí tởn. Thật ra nó cũng chỉ mới mấy tháng tuổi, đang tuổi ham chơi, tính cách ngây thơ. Ngô Bình sờ đầu nó, hổ con, ta hái xong thuốc rồi, về chỉ độc cho mẹ ngươi thôi. Hổ con không đợi được, lập tức chở Ngô Bình về lại khe núi. Về tới nơi, Ngô Bình lấy tiên đỉnh thuần nhất ra chế thuốc, dùng túi độc và thảo dược vừa tìm được làm thành phần chính, luyện chế ra một loại nước thuốc. Sau đó anh lấy ra một cái tô, rót nước thuốc vào trong miệng hổ mẹ, 10 phút rót một nồi. 10 nồi thuốc vào bụng, hổ lớn bất chợt xảy ra tình trạng trên nôn dưới tiêu chảy, Ngô Bình vội mang theo hổ con ra ngoài, anh cười nói, xả ra hết là không sao. Hổ con vui vẻ kêu tới kêu lui rồi nằm cạnh Ngô Bình chờ kết quả. Hơn 3 tiếng sau, một con hổ khổng lồ từ từ đi ra khỏi sơn động. Nó cao mấy trăm mét, thân dài hơn trăm, quanh người tỏa ra khí thế kinh động trời đất. Hổ lớn quỳ một chân, tạ ơn Ngô Bình, cảm ơn ân nhân đã cứu giúp. Ngô Bình cười, người không sao là tốt rồi. Đi tắm rửa đi, một tuần này nhớ uống nhiều nước, chỉ khoảng một tuần sau là sẽ hoàn toàn hồi phục. Hổ mẹ gật đầu, bay lên trời, hướng về phía hổ lớn cách đó không xa. Hổ con chở Ngô Bình theo sát. Đây cũng là một hồ khổng lồ, nước màu lam nhạt mà mênh mông. Vào trong nước, hổ con vẫy vùng vui vẻ, còn cố tình hất nước vào người Ngô Bình. Ngô Bình sao có thể chịu trận, anh dùng pháp lực ngưng tụ nước thành một bàn tay to trăm mét rồi đập mạnh xuống mặt hồ. Một cơn sóng lớn vỗ vào mặt hổ con. Móng vuốt nó hiển nhiên không thể sánh bằng bàn tay to lớn của Ngô Bình nên chỉ có thể kêu ngao ngao, vừa kêu vừa trốn. Chơi một hồi, Ngô Bình mới phát hiện tuy hổ con còn nhỏ nhưng sức mạnh và thể chất đều vượt xa mình. Anh nghĩ tới một loại mãnh thú thượng cổ tên Kim Vân Bạch Hổ, đó là chủng tộc đáng sợ có thể đánh nhau với cả long tộc, một chủng tộc có con đường tiến hóa đặc biệt. Ngô Bình đang chơi với hổ con, anh cũng phát hiện ra một lý luận huyền ảo trong lúc hổ hít thở. Hắn hỏi hổ con, từ bé ngươi đã hô hấp thế này rồi sao? Lúc này, hổ mẹ lên tiếng, nhân vương. Đây là bí pháp tu hành không thể truyền ra ngoài của chủng tộc Bạch Hổ nhưng nhân vương có ơn cứu mạng đối với ta, ta cũng bằng lòng truyền thụ. Ngô Bình mừng rỡ, cảm ơn. Hổ mẹ này truyền thụ cho anh phương pháp hít thở của Kim Vân Bạch Hổ. Ngô Bình học hết 3 ngày mới xong, lập tức thử nghiệm ngay tại chỗ. Anh dựa theo phương pháp hổ mẹ truyền dạy bắt đầu hít vào thở ra, lúc ấy, trong trời đất như có một cỗ năng lượng cực bá đạo cộng hưởng với linh khiếu và thần khiếu của anh. Nhân loại là chủng tộc đứng đầu vạn linh, trí tuệ bất phàm, từ xưa đã giỏi trong việc học hỏi các loài khác. Ngô Bình hiện tại là đang tiến hành sửa chữa và bổ sung. Khi năng lượng kia tiến vào cơ thể, anh có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiên trì, không ngừng thử nghiệm. Sau vài chục lần, Ngô Bình căn cứ vào đặc điểm cơ thể người, kết hợp với phương pháp hít thở tuyệt diệu kia, dùng thừa bù thiếu, tạo ra một phương pháp hít thở mới. Loại phương pháp mới này tốn của anh hơn nửa tháng. Đợi khi phương pháp vừa ra đời, anh lập tức thử hiệu quả của nó. Trong lúc anh hít thở, cơ thể và kiếm hồn đều xảy ra thay đổi, tuy là thay đổi rất nhỏ nhưng chúng đang thật sự trở nên mạnh mẽ hơn. Phương pháp hít thở này mang tính giai đoạn, rất thích hợp cho thể chất nhân vương hiện tại của anh. Sau này anh sẽ gọi phương pháp này là phương pháp hít thở nhân vương. Khi phương pháp hít thở nhân vương đã định hình, Ngô Bình tìm hổ mẹ. Dì hổ, bé hổ, ta đã ở đây khá lâu, giờ phải trở về, khi nào rảnh ta lại tới thăm mọi người. Trong khoảng thời gian này, anh và hổ mẹ, hổ con trở nên thân thiết hơn nhiều, thế nên cách xưng hô mới thay đổi thành dì hổ, bé hổ. Dì hổ nói, nhân vương, nơi này có không ít linh dược, ngươi chọn thêm rồi hắng về. Ngô Bình, lần sau ta tới hái cũng được. Phải rồi, dì hổ, sau này nếu có kẻ xông vào, dì cứ ném ra ngoài nhé. Anh có mối quan hệ cửa sau này nên tất nhiên không mong những kẻ khác tiến vào. Thực lực dì hổ này cực kỳ đáng sợ, có nó canh gác ở đây, không ai có thể xông vào. Sau này, nơi đây là lãnh địa cá nhân của anh. Dì hổ, được, những kẻ kia cũng quá phiền phức, không.
không cho họ vào cũng tốt. Tạm biệt mẹ con hổ xong, Ngô Bình đi theo con đường mà hổ mẹ chỉ dẫn để ra ngoài. Anh tiến vào một hang núi, trời đất lập tức xoay chuyển, giây sau anh đã đứng trên một hải đảo. Ngô Bình xem điện thoại thì phát hiện nơi này chỉ cách Đông Doanh có hơn 200 cây thôi. Lại nói về việc sau khi Ngô Bình rời đi, hổ mẹ lập tức dùng thần lực phong ấn lối vào, xoáy nước cũng biến mất, nước biển không còn bị hút vào nữa. Đến khi nào Ngô Bình quay lại thì con đường này mới mở ra lần nữa. Ngô Bình quay lại chỗ ở của Hanami Tsukihime, anh lại thấy một đống hoang tàn và phế tích. Ngô Bình chấn động, đúng là lo gì thì nó sẽ tới, anh sợ bên này xảy ra chuyện mới vội quay về mà cuối cùng vẫn không tránh được bất trắc. Lúc này, một bóng người chạy tới từ xa, là Mio. Mio bị trọng thương, khóc không thành tiếng, cậu chủ, chiều hôm trước, cô chủ và ông chủ, Shimizu, Hoshi đều bị nhẫn hoàng của nhẫn giới bắt đi rồi. Ngô Bình hỏi, người thì có bị gì không? Mio đáp, ông chủ bị thương nặng, cô chủ cũng có thương tích. Ngô Bình nói, tôi biết rồi. Mio, cô tìm một chỗ để tôi trị thương cho, sau đó chúng ta tới nhẫn giới. Ngô Bình vẫn điềm tĩnh mặt ngoài nhưng trong lòng đã dâng lên sát khí. Mio có một căn cứ bí mật, cô ấy dẫn Ngô Bình tới đó. Nơi này nằm ở một khu dân cứ nên hai người vừa đến nơi, đã có nhiều ninja và võ sĩ xuất hiện rồi bao vây họ. Mio biến sắc mặt nói, chủ nhân, hỏng rồi, chúng ta đã bị bao vây. Ngô Bình, tôi lường trước rồi. Tu vi của cô không cao mà lại không bị bắt, đó là vì họ muốn lợi dụng cô để dụ tôi ra mặt. Mio cúi đầu nói, Mio quá ngu dốt nên đã mắc bẫy của họ. Ngô Bình, bẫy gì, tôi cũng đang muốn gặp họ đây. Một võ sĩ to béo bước ra, người này cao hơn 2 mét, người to như một ngọn núi, có lẽ từng là một vận động viên thể thao. Võ sĩ to béo nhìn Ngô Bình rồi trầm giọng hỏi, cậu Ngô, nhẫn hoàng của chúng tôi muốn gặp cậu. Ngô Bình, là các người bắt nhóm Lạc Trường Sinh à? Võ sĩ to béo, chúng tôi mời họ tới nhẫn giới, nếu cậu Ngô muốn gặp họ thì hãy đi theo tôi. Ngô Bình, theo tôi biết, nhẫn hoàng ở nhẫn giới không chỉ có một người, vậy ai muốn gặp tôi? Võ sĩ to béo, nhẫn hoàng Benny. Ngô Bình, được, tôi sẽ đi, nhưng người của tôi bị thương rồi, tôi phải chữa trị cho cô ấy trước. Võ sĩ to béo mỉm cười nói, được thôi. Ngô Bình và Mio về phòng, anh trị thương cho cô ấy xong rồi nói, cô hãy tìm một nơi an toàn để dưỡng thương rồi chờ chúng tôi về. Mio gật đầu nói, xin chủ nhân hãy cẩn thận. Một tiếng sau, Ngô Bình đã ngồi lên một chiếc xe với võ sĩ to béo rồi rời đi. Nửa tiếng sau, chiếc xe đi tới một thần xã. Thần xã này rất lớn, kiến trúc bên trong cũng đã lâu đời. Ngô Bình đi vào một cung điện, ở đây có vài cái bàn, sau đó họ đi xuyên qua một cánh cửa lớn. Sau đó, Ngô Bình đã tiến vào nhẫn giới một thế giới mới lạ. Sau khi vào đây, anh thấy khí tức ở nơi này khác hẳn ở địa tiên giới, nói chung là kém hơn. Bọn họ xuất hiện ở một ngọn núi, có một tốp người đứng ở đây. Họ nói, đây là Ngô Bình ư. Mời đi theo chúng tôi. Người lên tiếng đi trước dẫn đường, người ở hai bên tập trung lại một chỗ rồi cũng tiến bước. Ngô Bình lặng lẽ đi theo mà không nói gì. Không lâu sau, họ đã đi vào một khe núi, nơi đây là một bình nguyên rộng lớn, bên trong có rất nhiều các tòa nhà đồ sộ. Bọn họ đi tới trước một căn nhà gỗ 5 tầng, Ngô Bình được yêu cầu chờ ở tầng 3, còn những người khác thì lui ra ngoài. Ngô Bình ngồi xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần. 10 phút sau, cửa mở ra, một bà lão tóc bạc trắng đi vào, bà ta mặc đồ ngũ sắc, tay còn chống gậy. Lưng bà lão hơi gù, khi nói chuyện phải cố lắm mới ngẩng mặt lên được, cậu Ngô, nhẫn hoàng nhà tôi có lời mời. Ngô Bình nói, bảo ông ta đến gặp tôi. Bà lão ngẩn ra, sau đó bật cười nói, giờ cậu như thú trong lồng rồi mà vẫn ngông vậy sao? Ngô Bình, bà đi nói với Benny. Nếu 10 phút nữa không đến gặp tôi sẽ san bằng nơi này. Dứt lời, anh vung tay lên, bùa tam hoàng trấn áp thần bay lên, sau đó hóa thành một màn sáng lớn, trấn áp toàn bộ nơi này. Bà lão sợ hãi rồi quỳ xuống đất nói, đây là bùa gì vậy? Ngô Bình, đi đi, truyền đạt đúng ý tôi. Bà lão không dám nhiều lời mà đi bẩm báo ngay. Cùng lúc đó, Ngô Bình lấy hoàn trận mà lần trước đã đối phó với Vũ Thiên Đô ra rồi bày ở khe núi này. Ngay sau đó, cả khe núi đã bị hơi khói che phủ. Khí tức của bùa tam hoàng trấn áp thần rất mạnh,
người ở đây là bị khống chế hết, đến tư duy cũng bị đình trệ. Ngô Bình chờ khoảng 10 phút thì có một người đeo mặt nạ, eo dắt trường đao đi vào. Người này có dáng người không cao, mặc áo bào màu bạc, khí chất rất phi phàm. Người đó vừa vào đã nói, cậu giỏi đấy, thần bùa trên đỉnh đầu chắc chắn là bảo bối trấn phái của thế lực nào đó. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào người đó, xuyên qua lớp mặt nạ, anh nhìn thấy gương mặt của một cô gái, anh sững người nói, cô là Benny. Cô gái nói, đúng, nhưng giọng nói phát ra lại là của đàn ông. Ngô Bình cười lạnh, đừng giả vờ nữa, tôi biết cô là phụ nữ rồi. Benny trầm mặc vài giây rồi nói, anh tinh mắt thật đấy. Anh là người đầu tiên phát hiện ra tôi là nữ nhanh như vậy. Ngô Bình, tôi là người thẳng thắn nên có gì thì cô nói luôn đi. Nhẫn hoàng Benny tháo mặt nạ xuống, để lộ ra gương mặt đầy mụn nhọt và lở loét của mình, lông mày cũng đã rụng hết, thịt trên chóp mũi giữa da, thoạt nhìn trông rất đáng sợ. Benny, 10 năm trước, tôi bị trúng một chất độc kỳ lạ, khiến cơ thể thối rữa, xương cốt mục nát. Thực lực của tôi bây giờ còn không bằng 1/10 ngày trước. Ngô Bình, cô muốn tôi chữa cho cô à? Benny gật đầu, đúng, tôi nghe Hanami Tsukihime nói anh có y thuật cao siêu nên hy vọng anh có thể giúp tôi. Ngô Bình cười lạnh, cô bắt cóc người của tôi để ép tôi giúp cô à? Benny nói, tôi không dám. Cô ấy vỗ tay, Lạc Trường Sinh và Hanami Tsukihime và Shimizu đã đi vào, không ai bị thương gì. Anh ngạc nhiên nói, Hanami, có chuyện gì vậy? Hanami Tsukihime, anh Huyền Bình, Benny đưa bọn em đến đây xong thì đối xử rất tốt, đã thế còn chữa trị cho bọn em nữa. Ngô Bình, nhưng Miyo bị thương rất nặng. Benny nói, tôi rất xin lỗi, tôi làm vậy để thử y thuật của anh. Ngô Bình nổi giận, đánh người của tôi bị thương để thử y thuật của tôi ư. Cô to gan nhỉ. Láo, các cao thủ ở xung quanh xuất hiện. Ai nấy đều tức giận nhìn Ngô Bình. Tuy đã bị khống chế, nhưng không sợ hãi chút nào. Benny quỳ xuống nói, xin anh bớt giận, tôi sẽ dâng bảo bối để đổi lấy sự tha thứ của anh. Thuộc hạ của cô ấy cầm một chiếc hộp gỗ đến, cô ấy mở ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy xem thì thấy là một món pháp khí như la bàn, nhưng phức tạp hơn. Trên mặt có 3 kim chỉ nam, chỉ vào các hướng khác nhau. Anh nhìn rồi hỏi, đây là gì? Benny, tôi tình cờ lấy được thứ này, hình như nó có liên quan đến Tiên Phủ Quảng Thành. Tiên Phủ Quảng Thành, Bạch Băng từng cho anh một con cóc ngọc, bên trong có ghi cách khai phá Tiên Phủ Quảng Thành. Anh hỏi, dùng nó thì tìm được Tiên Phủ ư? Benny, muốn tìm được Tiên Phủ thì có mỗi nó thôi là chưa đủ, còn cần sách hướng dẫn, nhưng tôi không có. Ngô Bình nhận lấy cái hộp rồi nói, được rồi, nể mặt thứ này nên tôi sẽ tha thứ cho cô. Benny, cảm ơn. Ngô Bình, tôi có thể trị được chất độc cô mắc phải, nhưng cần có dược liệu. Giờ tôi viết rồi cô nhanh chóng bảo người đi mua về đây. Benny mừng rỡ nói, vâng. Benny bảo mọi người lui ra rồi nhanh chóng đi mua thuốc, Ngô Bình cũng thu bùa chú về, vì dùng nó cũng rất tốn sức. Nhưng anh không thu hoàn trận lại, vì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về Benny này. Lạc Trường Sinh nói, chủ nhân định giúp cô ta thật à? Ngô Bình, chỉ giải độc cho cô ta thôi mà. Lạc Trường Sinh, không ngờ Nhẫn Hoàng Benny lại là phụ nữ. Ngô Bình, cô ta không gây khó dễ cho mọi người chứ? Hanami, không ạ, cô ấy cũng khá khách sáo với bọn em. Ngô Bình, anh định giết cô ta rồi đấy chứ, nhưng thấy cô ta thành tâm hối lỗi nên mới tha mạng. Lạc Trường Sinh ngẫm nghĩ rồi nói, chủ nhân, mấy ngày qua tôi đã nghe ngóng được ít tin tức ở đây. Cuộc đời của Nhẫn Hoàng Benny này cũng được coi là truyền kỳ đấy. Ngô Bình, sao cơ? Lạc Trường Sinh, Nhẫn Hoàng Benny tên thật là Sanamoba, là tên của Mỹ thần trong truyền thuyết. Cô ta cũng là đệ nhất Mỹ nữ ở thời Giang Hộ, đến người của Hoàng thất cũng phải thèm muốn. Nghe Lạc Trường Sinh kể xong, Ngô Bình cũng có hiểu biết nhất định về vị Nhẫn Hoàng Benny này. Sanamoba học đao từ 5 lên 10. Bố cô ấy là một cao thủ Viêm Long lưu lạc ở Đông Doanh. Sau khi nhận được chân truyền thì Sanamoba đã bước trên con đường tu hành, tư chất của cô ấy khá tốt nên 20 tuổi đã trở thành cao thủ số 1 trong lớp người trẻ tuổi. Khi ấy, có rất nhiều người theo đuổi Sanamoba, cô ấy thấy phiền nên đã bế quan tu hành ở nhân giới. Cứ thế, thực lực của cô ấy tăng nhanh chóng mặt, đã tu hành nhẫn đạo dưới sự dẫn dắt của Ninh Nhẫn Hoàng. Bây giờ,
Cô ấy đã là một trong các nhẫn hoàng ở nhẫn giới và có địa bàn của mình. Vì mới đến nên thường bị một nhẫn hoàng khác có tên Gốt chơi xấu, vì thế hai bên thường xuyên xảy ra xung đột. Chất độc của Sanamoba cũng có liên quan đến trận chiến với nhẫn hoàng Goto kia. Ngô Bình nghe xong thì thờ ơ nói, cô ta được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Hanami, vì cô ấy quá xinh nên từng có nhiều nhân hoàng có ý với cô ấy, vị nhẫn hoàng Goto kia là một trong số đó. Ngô Bình, Hanami, các nhẫn hoàng có địa bàn cố định như ở địa tiên giới không? Hanami, cũng tương tự thế, các nhẫn hoàng đều có địa bàn riêng của mình. Nhưng họ chỉ chiếm một phần rất nhỏ của nhẫn giới thôi. Hầu hết đất đai ở nhẫn giới đều vô chủ. Ngô Bình hỏi, tại sao? Hanami, vì ở đây có nhiều bẫy và sát trận, đến nhẫn hoàng cũng không dám tiến vào. Ngô Bình nổi hứng nói, tại sao lại có bẫy và sát trận? Hanami, có một truyền thuyết kể là thuở ban sơ, thật ra nhẫn giới là một nơi sinh sống của các gia tộc cổ. Sau này, các gia tộc ấy đều bị truy sát. Để tự bảo vệ mình, họ đã thiết kế nhiều bẫy và sát trận ở đây. Chỉ có người của họ mới bình an thông qua được thôi, ngoài ra đều sẽ chết hết. Ngô Bình, các gia tộc cổ ấy còn không? Hanami, họ từng xuất hiện vài lần, nhờ có chỉ dẫn của họ mà truyền thừa nhẫn đạo của Đông Doanh mới có quy mô phát triển như hiện nay. Ngô Bình, vậy là vẫn còn các gia tộc cổ ấy, nhưng họ ít khi lộ diện. Hanami, chắc vậy, cho nên so về quy mô thì nhẫn giới không thể bì với Côn Luân được. Bọn họ trò chuyện thêm một lúc thì Sanamoba mang dược liệu vào. Ngô Bình đi vào một phòng khác để luyện thuốc, một lát sau anh đã mang một bát thuốc ra. Anh cho Sanamoba uống 1/3 bát thuốc, sau đó đổ 1/3 vào thùng gỗ đầy nước rồi bảo cô ấy ngồi vào bên trong. Sanamoba cảm thấy toàn thân vô cùng ngứa ngáy, nhưng Ngô Bình không cho cô ấy cử động nên cô ấy đành cắn răng chịu. Sau đó, Ngô Bình quay lại phòng luyện thuốc. Làn da của cô gái bị rữa ra rất nhiều, muốn hồi phục lại bình thường thì cần dùng thêm thuốc khác. Sau khi ngâm thuốc một ngày, sáng hôm sau, Sanamoba không còn thấy ngứa nữa, nhưng da bắt đầu chảy máu rất đau đớn. Ngô Bình để thuốc bôi lên bàn rồi nói với Hanami và Shimizu, lấy thuốc này bôi khắp người cô ấy, cả da đầu nữa. Bôi xong thì cô ấy phải đứng yên trên mặt đất bất động 3 ngày. Sanamoba cảm thấy mình đang hồi phục nên rất mừng. Cô ấy dặn thuộc hạ phải tiếp đãi nhóm Ngô Bình thật tốt trong lúc mình không tiện ra ngoài, đồng thời phải đáp ứng hết mọi yêu cầu của anh. Ngô Bình ra ngoài rồi nói với Hanami, anh muốn đến nơi có bẫy. Hanami Tsukihime giật mình, anh Huyền Bình, ở đó nguy hiểm lắm, anh đừng mạo hiểm. Ngô Bình biết cô ấy lo lắng nên cười nói, em yên tâm, anh đảm bảo mình sẽ an toàn trở về. Hanami Tsukihime ngẫm nghĩ rồi nói, nếu anh nhất quyết muốn đi thì để em đi cùng. Vì thế Ngô Bình dẫn cô ấy bay về phía xa. Nhìn từ trên cao, Ngô Bình phát hiện địa bàn của các nhẫn hoàng có ranh giới rõ ràng với đất hoang không có người ở. Ở chỗ đất hoang có cây cối mọc xanh dã thú qua lại, không có đường đi. Khu vực mà các nhân hoàng quản lý thì như đô thị, nhà cửa san sát, đường đất đan xen. Hai người đáp xuống ranh giới của đất hoang. Phía trước là bụi cỏ tốt đến chỗ chen chân cũng không có. Hanami Tsukihime, anh Huyền Bình, phía trước là nơi hoang dã rồi. Bây giờ rất ít người dám vào đó, chỉ có người đến bước đường cùng thì mới vào đó để trốn kẻ thù thôi. Nhưng chắc cũng chết trong đó hết. Ngô Bình vung tay lên, một đám mây xuất hiện dưới chân họ, sau đó đỡ họ bay lên, mặt đất không đi được thì phải bay thôi. Sau khi bay lên cao, Ngô Bình giảm tốc độ rồi quan sát xung quanh. Anh bay chưa tới 100 mét thì dừng lại, sau đó nhìn chăm chú vào một cái cây lớn ở gần đó. Cây này cao 100 mét, trên cây được trang bị nỏ tiên, nếu có ai thứ gì bay ngang thì nỏ tiên sứ tự khởi động và bắn hạ kẻ địch ngay. Anh bảo Hanami Tsukihime chờ ở đây, còn mình thì tiến lại gần đó. Vù! 3 mũi tên bắn tới, Ngô Bình hẩy chúng đi, tuy chúng có uy lực khá mạnh nhưng không thể làm gì anh được. Anh đi tới cạnh cái cây rồi tung chưởng vào thân cây, sau đó lấy một cái nỏ tiên ra. Món đồ này được thiết kế rất tinh xảo, anh đoán nó có thể bắn chất cao thủ cảnh giới linh biến. Anh tìm từ trên xuống dưới thì thấy có 10 cái nỏ tiên cùng 500 mũi tên. Anh cất đi phòng lúc dùng đến. Sau đó, Ngô Bình và Hanami Tsukihime bay tiếp, lần này thì họ bay thêm mấy cây số mới dừng lại. Quả nhiên Ngô Bình lại phát hiện ra cơ quan.
phía trước có một ngọn núi thấp, có một khẩu đại pháo giấu ở đó. Ngô Bình từng đọc về khẩu đại pháo này trong bộ tạp, muốn khởi động nó thì phải dùng tiền bùa. Nhưng tiền bùa ở thời nay rất quý, ai lại lấy nó để nổ pháo chứ? Mà mỗi lần đâu chỉ dùng một tờ. Anh cố ý bay đến gần đó, quả đạn pháo lập tức nhắm về phía anh. Sau đó mặt đất rung chuyển, một tia sáng lóe lên. Ngô Bình dùng pháp lực ngưng tụ thành lá chắn, nhưng tay anh vẫn không khỏi rung lên và buộc phải lùi lại. Thấy pháo bùa vẫn bắn về phía mình, Ngô Bình lập tức đáp xuống. Khi anh vừa đáp xuống cạnh khẩu pháo thì không gian xung quanh chợt phát sáng, một sát trận xuất hiện. Rõ ràng, sát trận này được chuẩn bị sẵn dành cho những người có thể né được đạn pháo. Sát trận vừa lóe sáng thì Ngô Bình đã nhìn thấy khuyết điểm của nó, anh búng tay một cái, một tảng đá gần đó đã nổ tung, trận văn tối dần, vì anh đã phá vỡ đầu mối then chốt của trận pháp, khiến nó mất tác dụng. Pháp bùa này hay ra phết, mỗi lần bắn sẽ tốn 5 lá tiền bùa, ngoài ra nó còn có thể bắn thẳng phù bảo ra, nhưng số lượng hạn chế nhiều nhất là 300 miếng thôi. Ngô Bình cất ngay nó vào không gian hắc thiên, vì anh thấy phẩu pháo bùa này mạnh hơn bom đạn hiện đại nhiều. Hơn nữa, người bình thường cũng có thể dùng được, chắc chắn nó sẽ là món vũ khí lợi hại. Sau khi đi sâu hơn vào bên trong, cuối cùng Ngô Bình đã nhìn thấy linh dược. Đó là một ngọn núi đá đỏ, trên đỉnh núi có rất nhiều cây cùng màu, lá cây đỏ như lửa, trái cũng có màu đỏ trầm to như mắt rồng. Nhìn thấy loại quả ấy, Ngô Bình biết ngay nó là xích linh tiên quả. Thường thì phía dưới nơi quả này mọc ra đều sẽ có tiên tinh xích linh. Anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy phía dưới ngọn núi đúng là có tiên tinh xích linh, khối nào to như cái chậu rửa mặt, bé thì như bàn tay. Giá trị của loại tiên tinh này quý hơn tiên tinh bình thường, nó thường được dùng để bày trận pháp, chế tạo pháp khí. Đương nhiên nó cũng có thể dùng để tu luyện. Nhưng so với quả xích linh thì loại tiên tinh này chưa đáng được nhắc đến. Xích linh tiên quả cực kỳ hiếm, dùng nó làm thuốc thì có thể luyện chế được xích linh tiên đan. Loại đan dược này có thể nâng cao lực phòng ngự của tu sĩ nhanh chóng, cơ thể và nguyên thần cũng sẽ mạnh theo. Thường những người phải độ kiếp đều sẽ chuẩn bị trước một ít xích linh tiên đan. Hiện giờ, có 5 quả xích linh trên cái cây kia. Ngô Bình nhổ luôn cả rễ cây lên, sau đó lấy tiên tinh xích linh ở dưới, còn cái cây thì anh sẽ mang về nhà trồng. Anh vừa đào tiên tinh xích linh xong thì thấy có 4 người khiêng một cái kiệu đến, có một người thanh niên đang ngồi trong kiệu. Mấy người khiêng kiệu trông rất khỏe khoắn, tu vi đều ở cảnh giới linh biến. Còn tu vi của người ngồi trên kiệu hình như ở cảnh giới thần hóa. Trông người đó có vẻ còn nhỏ tuổi hơn Ngô Bình, hắn lười biếng ngồi xêu vẹo, bên cạnh có một cô hầu gái đang cầm quạt quạt cho, một cô khác thì đút nho cho hắn ăn. Chiếc kiệu dừng gần đó, một cô hầu gái bước xuống rồi quan sát xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì. Sau đó khi nhìn thấy Ngô Bình, cô ấy quay lại kiệu nói, cậu chủ lương. Không thấy cây xích linh đâu nữa, hình như bị người ta nhổ mất rồi. Chiếc kiệu nghiêng về đằng trước một chút, cậu thanh niên kia bước ra, sau đó nhìn trái ngó phải nói, mất rồi thật. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngô Bình rồi hỏi, anh nhổ cây đi rồi à? Ngô Bình gật đầu, Cậu lương đó thở dài một hơi, tiên tinh xích linh cũng bị anh đào hết rồi à? Ngô Bình, Cậu lương hỏi cô hầu gái, mấy cái cây này trồng bao lâu rồi? Cô hầu gáo lấy một cuốn vở ra rồi nói, thưa cậu, cây trồng được 31.515 năm rồi ạ, 1.300 năm nó mới ra quả một lần, tổng cộng đã kết trái 24 lần. Lần cuối cùng kết trái nhiều nhất, chất lượng cũng tốt nhất. Cậu lương, tính xem mấy cái cây này có giá trị bao nhiêu. Cô hầu gái lấy bản tính ra rồi gảy lạch cạch, một lát sau nói, tính cả tiên tinh và bỏ số lẻ đi thì tổng giá trị là 550.000 tiền báu. Sau đó, cậu lương lại nhìn sang Ngô Bình, nghe thấy chưa, 550.000 tiền báu đấy, anh định trả hết luôn hay trả góp? Ngô Bình liếc hắn rồi hỏi, cây này của nhà cậu trồng à? Cậu lương, đúng rồi. Ngô Bình thầm nghĩ hắn có gì chứng minh đây là cây nhà mình trồng chứ? Anh đang định phản bác lại mấy câu thì chợt thấy có một luồng sức mạnh rất lớn đang nhắm về phía mình. Anh giật mình rồi âm thầm quan sát xung quanh rồi hỏi, cậu dùng xích linh tiên quả làm gì? Cậu lương, đó là việc của tôi. Ngô Bình, nếu chỉ dùng để ăn thì phí lắm. Quả này dùng để luyện chế xích linh tiên đan, có tác dụng rất lớn với tu sĩ độ kiếp đấy. Hơn nữa, chỉ cần thay đổi một chút thì nó còn giúp tu sĩ đột phá cảnh giới nữa.
Cậu Lương ngẩn ra, anh biết luyện đan à? Ngô Bình, tôi là một thầy luyện đan, nếu không đã chẳng mạo hiểm vào đây tìm dược liệu làm gì. Nghe nói ở đây có một gia tộc sinh sống, cậu là người của gia tộc đó à? Cậu Lương cười nói, đúng, không ngờ anh lại là thầy luyện đan, ban nãy tôi thất lễ rồi. Ở bất kỳ đâu, thầy luyện đan luôn có địa vị rất lớn vì số lượng cực hiếm, cậu Lương này lập tức thay đổi thái độ với Ngô Bình. Ngô Bình, trước đó, tôi cứ tưởng dược liệu ở đây vô chủ, xin lỗi nhé. Tôi sẽ trồng trả lại, và phục hồi hiện trạng như ban đầu. Cậu Lương vội xua tay nói, chỉ có mấy quả thôi mà, anh cứ cầm đi. Ngô Bình không từ chối mà nói, tôi tự giới thiệu, tôi là Lý Huyền Bình đệ tử của Tiên Phủ Thiên Võ. Cậu Lương sững sờ hỏi, cái gì? Anh là đệ tử của Tiên Phủ Thiên Võ ư? Ngô Bình, đúng. Cậu Lương chắp tay nói, tôi thất lễ rồi. Tôi nghe các trưởng lão nói Tiên Phủ Thiên Võ là một trong các thế lực hàng đầu của Hồng Hoang, tuy số lượng không nhiều, nhưng đệ tử nào cũng rất tài giỏi. Ngô Bình, tu vi của tôi còn thấp lắm. Cậu Lương cười nói, anh Lý, tôi tự giới thiệu, tôi là Khương Ngọc Lương, đứng thứ 7 trong nhà. Ngô Bình chào lại, ra là cậu Khương. Khương Ngọc Lương, anh Lý, nhà tôi hiếm khi có khách tới chơi, nếu tiện thì mời anh đến ngồi uống chén trà. Ngô Bình là người to gan lớn mật nên đồng ý ngay, được thôi. Khương Ngọc Lương không ngồi kiệu nữa mà cùng bay với Ngô Bình, hai người bay khoảng chục phút thì đến một đỉnh núi hoa lệ. Họ đáp xuống thì Khương Ngọc Lương mời Ngô Bình vào đại viện, ở đây có khá nhiều người hầu kẻ hạ, họ lần lượt mang trà bánh lên. Sau khi hàn huyên đôi điều, Khương Ngọc Lương nói, anh Lý, không biết anh có luyện chế được quả mà anh vừa hái không? Ngô Bình, được chứ, tôi có mang đồ sẵn luôn đây. Khương Ngọc Lương mừng rỡ nói, anh chỉ tôi chuẩn bị độ lôi kiếp, nếu có xích linh tiên đan hỗ chỗ trợ thì sẽ đỡ hơn nhiều. Ngô Bình, lát nữa tôi sẽ luyện đan cho. Khương Ngọc Lương cười nói, người trong gia tộc chúng tôi đã sống rất lâu rồi nên hiểu rõ về nơi này lắm. Nếu anh Lý cần dược liệu gì thì tôi sẽ cho người dẫn anh đi hái. Ngô Bình, tôi nghe nói gia tộc anh đến đây lánh nạn, đúng không? Khương Ngọc Lương trầm mặc rồi nói vậy cũng đúng. Năm xưa, thời buổi loạn lạc, tổ tiên nhà tôi bị lẻ thù ở tiên giới đuổi giết, cuối cùng đã dừng chân ở đây. Ngô Bình, nhẫn đạo mà mọi người bên ngoài học cũng từ gia tộc cậu mà ra à? Khương Ngọc Lương, vì gia tộc nhà tôi ít người nên cần thuê người hầu kẻ hạ, những người đó tìm người làm giúp chúng tôi, còn tổ tiên chúng tôi truyền thụ công pháp đơn giản cho họ coi như trao đổi. Ngô Bình đã hiểu nên không hỏi nhiều nữa, hai bên chưa quen biết nhiều nên hỏi nhiều cũng không hay. Một lát sau, Ngô Bình về phòng luyện đan, Hanami Tsukihime ở bên cạnh. Cô ấy nói, anh Huyền Bình, chúng ta đúng là may mắn nên mới gặp được người trong gia tộc này. Ngô Bình lau mồ hôi rồi nói, ừ. Hanami Tsukihime ngẩn ra, có gì bất thường không anh? Ngô Bình, hình như có người bày sát trận đáng sợ ở cả nhẫn giới, dù tu sĩ thiên tiên có đến thì cũng bị giết ngay. Hanami Tsukihime ngạc nhiên. Tu sĩ thiên tiên mà cũng bị giết ngay ư. Ngô Bình, vì thế anh mới đồng ý luyện đan cho hắn, bây giờ chúng ta không thể đắc tội với họ được. Hanami Tsukihime cười trừ, có sát trận ấy bảo sao họ có thể trốn ở đây. Ngô Bình, để anh hỏi dò hắn về nơi này. Nói rồi, anh lại tập trung vào luyện đan. Nửa tiếng sau, anh đã cầm một bình đan dược ra ngoài. Khương Ngọc Lương đi tới, nhìn thấy đan dược thì cười nói, anh Lý. Xong rồi à? Ngô Bình cười nói, may quá, vừa hay là đan dược nhất phẩm. Thật ra, đan dược này xứng là cấp phương phẩm, nhưng để giấu tài nên Ngô Bình hạ nó xuống một cấp. Khương Ngọc Lương mừng rỡ, đan dược nhất phẩm ư? Tốt quá rồi, tài luyện đan của anh Lý đúng là cao siêu, tôi khâm phục. Hắn cầm lấy bình đan dược, sau đó chỉ đổ ra lấy hai viên rồi trả lại hai viên cho Ngô Bình, hai viên là đủ rồi. Xin anh Lý chờ tôi một lát, tôi đi rồi về ngay. Khương Ngọc Lương đi rồi, Ngô Bình lại luyện thêm một lò đan dược nữa để sau này dùng. Một tiếng sau, Khương Ngọc Lương vui vẻ quay lại rồi chắp tay nói, anh Lý, cảm ơn đan dược của anh tôi vừa độ kiếp xong rồi. Ngô Bình kinh ngạc, anh biết thực lực của tu sĩ càng mạnh thì độ kiếp càng khó. Vào thời Tiên Quốc cũng ít ai độ kiếp nhanh vậy, thường chỉ có thiên tài mới làm được. Chúc mừng gia đình, anh nói. Khương Ngọc Lương, chị tôi cũng đang độ kiếp, bố tôi muốn mời anh đến gặp. Ngô Bình không từ chối,
anh bảo Hanami Tsukihime chờ ở đây, còn mình thì đi theo Khương Ngọc Lương. Họ bay thêm một lúc thì đến một quần thể núi, nơi này có địa hình hình xoáy ốc, thung lũng phía dưới có rất nhiều người đang sinh sống. Thung lũng này có các tòa nhà cao lớn đồ sộ, đó chính là nhà họ Khương. Khi đi tới thôn làng, Khương Ngọc Lương giải thích, hầu gái và người làm sinh sống ở đây, sau đó hình thành thôn làng. Hai người đáp xuống trước một cánh cổng, có một người đàn ông trung niên đi ra, người này khoảng 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm, ông ta mặc hoàng bào thêu hình con rồng đen. Ngô Bình vừa đến, ông ta đã ra nghênh đón, chào thầy Lý. Khương Ngọc Lương giới thiệu, anh Lý, đây là Khương Hoa Dương bố của tôi. Ngô Bình chắp tay, chào tiên quân. Khương Hoa Dương là một tiên quân cảnh giới bất tử nên Ngô Bình chào hỏi rất lịch sự. Khương Hoa Dương cười nói, thầy Lý khách sáo quá, mời vào nhà. Bọn họ đi vào bên trong, Khương Hoa Dương sau người pha trà rồi cười nói, tôi nghe Ngọc Lương nói thầy Lý đến từ tiên phủ thiên võ. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Khương Hoa Dương, tổ tiên nhà tôi từng kể nơi đó là thiên hạ vô địch trong giới võ thuật. Thầy Lý là đệ tử ở đó, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Khương Ngọc Lương, chắc chắn anh Lý từng học tuyệt học của tiên phủ đúng không? Ngô Bình, tôi có học một ít, nhưng chưa phải cảnh giới cao thâm gì, mới chỉ nhập môn thôi. Khương Ngọc Lương, có thể cho tôi được mở mang tầm mắt một chút không? Ngô Bình gật đầu, vậy tôi xin phép. Anh biết bố con nhà này vẫn đang nghi ngờ thân phận đệ tử của tiên phủ thiên võ của mình, vì thế anh đi ra ngoài sân rồi bay lên cao, sau đó thi triển lưu tinh quyền. Loáng cái, vô số quyền kình đã bay về phía hòn non bộ ở phía xa, ngay sau đó nó đã vỡ vụn. Khương Hoa Dương ở phía dưới nhìn rồi sáng mắt lên, sau đó nói với Khương Ngọc Lương, Ngọc Lương, thực lực của thầy luyện đan này khéo còn hơn cả tiên quân rồi. Quyền kình của hắn đến bố cũng phải thấy sợ. Khương Ngọc Lương rất ngạc nhiên, chờ Ngô Bình đáp xuống rồi mới nói, anh Lý là thần quân rồi ư. Thật ra Ngô Bình là nhân vương rồi, nhưng vốn là người khiêm tốn nên anh không giải thích mà nói, đúng. Khương Ngọc Lương không hề che đậy sự ngưỡng mộ của mình mà nói, bảo sao anh Lý có thể đến tiên phủ thiên võ. Khương Hoa Dương cười nói, thầy Lý, thật ra tôi mời cậu đến đây là có chuyện nhờ vả. Ngô Bình, xin cứ nói. Khương Hoa Dương, tôi đã ở cảnh giới bất tử nhiều năm, lẽ ra có thể đột phá thiên tiên lâu rồi, nhưng tôi muốn đi xa hơn, là đột phá cảnh giới đoạt thiên trong truyền thuyết. Ngô Bình chớp mắt nói, đúng là cảnh giới đoạt thiên rất khó. Khương Hoa Dương, đúng, dù tôi đã thất bại nhiều lần, nhưng vẫn không cam tâm. Tôi đọc được trong cổ tịch là có vài loại đan dược có thể giúp tu sĩ đột phá cảnh giới đoạt thiên, không biết có đúng không? Ngô Bình gật đầu, đúng, cảnh giới nào cũng có đan dược hỗ trợ mà. Khương Hoa Dương sáng mắt lên, không biết thầy Lý có luyện chế được không? Ngô Bình, giờ thì e là không, tu vi của tôi còn thấp. Muốn luyện chế đan dược cho cảnh giới đoạt thiên thì ít cũng phải ngưng luyện ra nguyên anh đã. Khương Hoa Dương mừng rỡ, nói vậy là sau này thầy Lý có thể luyện chế được phải không? Ngô Bình, đương nhiên rồi. Khương Hoa Dương cười lớn nói, tốt quá. Với tài năng của thầy Lý, chắc chỉ vài năm nữa là ngưng luyện được nguyên anh thôi, tôi sẽ chờ. Ngô Bình, đan dược mà tiên quân cần rất nhiều dược liệu quý, ông nên gom trước dần đi. Khương Hoa Dương vội nói, được, tôi sẽ gom đủ. Ngô Bình viết ba danh sách đưa cho ông ta, chờ khi nào gom đủ thì báo anh. Sau đó, Ngô Bình nói mình cần đi hái ít dược liệu, Khương Hoa Dương đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay. Ngay sau đó, Ngô Bình đã được một người dẫn đi khắp nơi để hái thuốc. Ngô Bình đi rồi, Khương Ngọc Lương mới nói, tiếc thật, mình đã tính là giữ anh ta ở lại đây luôn rồi. Khương Hoa Dương, cậu ấy là thiên tài thật sự. Đến bố thời trẻ cũng không bị kịp. Hơn nữa, quyền pháp mà cậu ấy thi triển chắc chắn là của tiên phủ thiên võ rồi. Phủ chủ của nơi đó đứng đầu hồng hoang, cậu ấy có tư chất như vậy chắc chắn rất được coi trọng, thậm chí khéo còn là đệ tử thân truyền cũng nên. Nếu chúng ta nhốt hoặc làm cậu ấy bị thương, tiên phủ thiên võ sẽ san bằng nhà mình mất. Vì thế, chúng ta không thể đắc tội với cậu ấy được. Khương Ngọc Lương cau mày, tiếc thật. Nếu anh ta không có bối cảnh gì thì mình có thể dùng thủ đoạn của gia tộc để chiếm dụng thể chất phi phàm của anh ta rồi. Khương Hoa Dương thở dài, người như cậu ấy thường có vận may lớn, hơn nữa bố cũng không rõ hắn có bảo bố hộ mệnh hay không. Vì thế, tốt nhất là kết thân thôi, mấy ngày tới cậu ấy cần gì thì mình cứ đáp ứng hết.
Khương Ngọc Lương, bố, đám người làm bên ngoài bảo dạo này có người đang khuấy động phong vân, chắc có liên quan đến người này. Nếu đúng là anh ta thì không biết có ảnh hưởng đến nhà mình không? Khương Hoa Dương suy nghĩ rồi nói, nếu muốn kết thân với cậu ấy thì phải có thành ý. Còn bảo bọn người làm bên ngoài là cậu ấy là khách quý của nhà ta nên không được đắc tội. À, mà cậu ấy muốn gì cũng phải đồng ý hết. Khương Ngọc Lương, hay mình cho anh ta một thân phận cao quý? Con tự sắp xếp đi. Về phần Ngô Bình, anh đang thảnh thơi đi hái thuốc. Với nhãn lực của mình, anh có thể quan sát và đoán ra được hai bố con Khương Ngọc Lương không phải người lương thiện. Nếu anh không có bối cảnh là đệ tử của Tiên Phủ Thiên Võ, chắc đã bị bố con họ tính kế rồi. Hái thuốc xong mình phải rời khỏi đây ngay thôi, anh nghĩ thầm. Hai ngày sau, Ngô Bình đã hái được vài trăm loại thuốc, sau đó chào từ biệt hai bố con Khương Ngọc Lương. Lúc chia tay, Khương Ngọc Lương đưa cho anh một tấm lệnh bài và nói đó là biểu tượng của Khương Thị, có nó rồi thì người bên ngoài sẽ rất kính trọng anh. Ngô Bình không khách sáo mà nhận ngay, sau đó dẫn Hanami Tsukihime rời đi. Đến ngày thứ ba, anh đã về địa bàn của Nhẫn Hoàng Beni. Sanamoba vẫn đứng yên một chỗ được ba ngày rồi. Ngô Bình quan sát rồi bảo Hanami Tsukihime đập vỡ lớp thuốc bên ngoài da của cô ấy. Thuốc bôi trước đó đã khô cong, chỉ cần đập cái là vỡ. Các mảnh thuốc vỡ rơi xuống, sau đó Hanami Tsukihime đã phải ngạc nhiên hô lên. Thì ra, sau lớp thuốc là làn da trắng ngần như tuyết cùng dung nhan tuyệt sắc của Sanamoba. Gương mặt này khiến Shimizu cũng phải lép vế. Ngô Bình chờ ở bên ngoài, gần 10 phút sau, Sanamoba đã thay đồ rồi đi ra cảm ơn anh. Ngô Bình, đừng khách sáo, nếu cô muốn cảm ơn tôi thì hãy giúp tôi một việc. Sanamoba, xin anh cứ nói. Ngô Bình, Hanami Tsukihime là người của tôi, sau này cô hãy để ý đến cô ấy. Cô hãy tuyên bố ra ngoài là Hanami Tsukihime là người thân cận của cô. Sanamoba, chuyện này đơn giản, tôi sẽ làm ngay. Ngô Bình gật đầu, sau đó, cô hãy tiếp tục ngâm thuốc, hai ngày nữa sẽ khỏe lại bình thường. Sanamoba mừng rỡ rồi liên tục nói cảm ơn anh. Cô ấy chuẩn bị đi ngâm mình tiếp thì bên ngoài chợt có tiếng huyên náo, có người vào báo, thưa Nhẫn Hoàng Goto lại dẫn người đến tấn công chúng ta rồi. Sanamoba lập tức ra ngoài nghênh chiến. Ngô Bình nói, cô cứ vào ngâm thuốc tiếp đi, để đấy cho tôi. Anh đi ra ngoài thì thấy có một tốp ninja đang xô sát với ninja của Sanamoba. Có một người đàn ông có con ngươi màu xám đang đứng trên không trung với khí tức bức người. Ngô Bình lạnh giọng quát, dừng tay ngay. Goto lạnh lùng liếc anh, khi thấy tấm lệnh bài trên thắt lưng của Ngô Bình, ông ta chấn động rồi vội đáp xuống rồi quỳ dưới đất nói, nô tài tham kiến thượng thần. Thượng thần, Ngô Bình bình thản nói, bảo người của ông dừng tay ngay. Goto lập tức hạ lệnh cho mọi người ngừng chiến. Ngô Bình, ông biết tôi à? Goto ngẩng đầu lên nói, vâng. Tôi là ai? Ngô Bình hỏi. Goto, người là một trong ba thượng thần của giáo hóa Đông Doanh, thượng thần Huyền Thiên. Ngô Bình thầm nghĩ thì ra tấm lệnh bài này đại diện cho thượng thần Huyền Thiên, nhưng đó là ai vậy? Anh nói, biến đi, không được kể cho ai biết chuyện đã gặp tôi, rõ chưa? Thấy thượng thần không trách phạt, Goto mừng rỡ nói, vâng, nô tài nhớ rồi ạ. Goto đi rồi, Ngô Bình về gặp Sanamoba rồi hỏi, ba thượng thần của Đông Doanh là ai? Sanamoba, ba vị thượng thần là theo truyền thuyết thần thoại, sư phụ của họ là thần vô thượng. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, xem ra truyền thừa tu hành của Đông Doanh có liên quan đến Khương Thị. Anh lấy tấm lệnh bài ra rồi nói, cô biết cái này không? Sanamoba thấy thế thì vội vàng bước ra khỏi thùng gỗ rồi quỳ xuống đất, mặc kệ trên người đang không mặc gì, nô tỳ tham kiến thượng thần Huyền Thiên. Ngô Bình quay mặt đi rồi nói, vào trong đi. Sanamoba vội bước vào thùng gỗ, nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn Ngô Bình. Ngô Bình, giờ cô biết tôi là ai chưa? Nô tỳ biết rồi ạ. Ngô Bình, tôi đuổi Goto đi rồi, sau này hai người sẽ không còn xung đột nữa. Vâng, cô ấy nói. Ngô Bình, cô đừng tiết lộ cho ai biết thân phận của tôi, cô có thể nói với họ mình là hầu gái của tôi cũng được. Sanamoba mừng rỡ, cảm ơn thượng thần. Ngô Bình không muốn ở lại đây lâu nên dặn dò vài câu rồi dẫn lạc trường Shinam Hanami Tsukihime và Hoshi cùng Shimizu rời đi. Hiện giờ,
Lạc Trường Sinh đã được Nhẫn Hoàng Beni hỗ trợ nên địa bàn đã được mở rộng hơn. Ông ta đã chiếm nốt địa bàn của các môn phái khác. Không lâu sau, Goto cũng tuyên bố ủng hộ Lạc Trường Sinh. Nhân đó, Lạc Trường Sinh tiếp tục chiếm luôn các huyện lân cận rồi cuối cùng đến Kinh Đô. Nhiều cao thủ muốn bái kiến thượng thần nhưng đều bị Lạc Trường Sinh từ chối hết. Ngô Bình ở lại Đông Doanh vài ngày giúp Lạc Trường Sinh đột phá địa tiên. Ông ta vốn ở cảnh giới này rồi nên đột phá cũng dễ dàng, loáng cái đã đến tầng thứ tư rồi. Miyo và Hoshi và Hanami Tsukihime cũng có sự tiến bộ, sau đó tất cả cùng đột phá lên cảnh giới địa tiên. Ngô Bình còn định đi gặp một người nhưng Lý Mai đã gọi tới, thông báo dạo này khu Hưng Long làm ăn rất khó, việc gì cũng trục trặc. Cô ấy đã cho người đi điều tra thì biết có người đang gây khó dễ cho nhà họ. Người này chính là Hướng Hoa Viễn thị trưởng mới. Ban đầu, Lý Mai còn tưởng là công ty chưa có chỗ đứng nên đã cho người đi móc nối quan hệ với thị trưởng và thân tín của ông ta. Nhưng sau đó, cô ấy mới biết người nhắm vào mình chính là con trai Hướng Văn Thiên của thị trưởng. Hướng Văn Thiên chưa đến 30, anh ta đang là chủ của nhiều công ty, đồng thời còn là trùm của giới tài chính. Nghe đồn, anh ta rất lắm trò, bố anh ta được như hôm nay cũng nhờ anh ta tác động. Bên Đông Doanh đã ổn. Sau khi có thêm cái mác thượng thần huyền thiên của Ngô Bình, không lâu nữa là Lạc Trường Sinh sẽ khống chế toàn bộ Đông Doanh. Chiến tranh thế giới sắp nổ ra rồi, coi như anh bày binh bố trận ở Đông Doanh trước. Nhận được tin xong, Ngô Bình nhanh chóng về nước ngay. Lý Mai và Lý Đông Hưng đều đang ở khu kinh tế mới, tất cả mối làm ăn của nhà họ Lý đều bị gây khó dễ, thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành của công ty. Ví dụ, theo kế hoạch thì họ sẽ dỡ khu biệt thự Đông Hồ để xây lại, nhưng phòng bảo vệ môi trường và phòng kế hoạch đều không cho phép, khiến công trình bị chậm trễ. Tại nhà mới của Ngô Bình, Lý Mai cau mày nói với anh, Tiểu Bình, giờ em bó tay rồi đấy. Bên kia mạnh quá, thích chèn là chèn được mình ngay. Ngô Bình, thủ tục của mình có hợp pháp không? Lý Mai, có chứ, để bảo vệ môi trường, chúng ta đã lắp đặt hệ thống phun sương chống bụi. Mọi thủ tục đều xong hết rồi, nhưng lại không được phép thi công. Lý Đông Hưng, nhà thì dỡ lúc nào cũng được, nhưng vài dự án mà mình đầu tư như nhà máy pin, sửa xe và thộc đều không được phê duyệt. Ngô Bình nói, mọi người đừng lo, chuyện này để cháu xử lý. À, cháu mang nhiều món ngon về lắm, mọi người thử đi. Ngô Bình lấy linh quả và thịt thú ra chia cho mọi người, quả vừa thơm vừa ngon, đến Lý Mai cũng phải khen tấm tắc. Khi mọi người đang thưởng thức đồ ăn ngon, Ngô Bình về phòng sách rồi đăng nhập vào trang của Thần Huy, anh muốn qua đây để điều tra về Hướng Văn Thiên. Anh đã là thiên sứ 5 sao của Thần Huy nên rất được chào đón, loáng cái anh đã vào một chủ đề liên quan đến khu Hưng Long. Sau khi vào nhóm, anh vẫn phát tiền theo thường lệ, mọi người lập tức sôi nổi hẳn lên. Mọi người ơi, có ai biết Hướng Văn Thiên không, anh hỏi. Hướng Văn Thiên, người này truyền kỳ phết đấy. Ngô Bình, hả, truyền kỳ thế nào? Người đó kể, bố của Hướng Văn Thiên trước kia chẳng được trò chống gì, chỉ là một viên chức nhỏ, tiền đồ tối thui. Đến năm 35 tuổi thì sinh ra Hướng Văn Thiên, từ nhỏ Hướng Văn Thiên đã rất thông minh, 12 tuổi đã thi đỗ Hoa Thanh rồi, 15 tuổi thì tốt nghiệp tiến sĩ. Sau đó, Hướng Văn Thiên bắt đầu đầu tư và thành công liên tục. Chẳng mấy đã trở thành một đại gia có khối tài sản cả 50 tỷ. Ngoài ra anh ta còn đầu tư vào rất nhiều công ty, đến nay không ai biết anh ta có bao nhiêu tiền nữa rồi. Anh ta toàn qua lại với giới thượng lưu thôi. À, Hướng Hoa Viễn được lên chức cũng nhờ con mình đấy, giờ địa vị cao ngang với chủ tịch tỉnh rồi, thế mới thấy Hướng Văn Thiên mạnh cỡ nào. Ngô Bình, ai hẹn Hướng Văn Thiên cho tôi gặp được không? Một người khác nói, trùng hợp thế, Hướng Văn Thiên đang ở Hải Thành để bàn chuyện hợp tác với công ty mà nhà tôi góp vốn. Vì thế, Ngô Bình nhắn riêng cho người đó để hỏi khách sạn mà Hướng Văn Thiên ở. Anh biết giờ đi tìm Hướng Hoa Viễn cũng vô dụng, vì người gây khó dễ cho nhà họ Lý là Hướng Văn Thiên. Sau khi nghe ngóng về Hướng Văn Thiên, anh nghĩ anh ta là một người chuyển thế. Vì chuyển thế nên mới là thần đồng và phát triển nhanh chóng như vậy. Ngô Bình chuẩn bị một chút rồi đi tới Hải Thành. Khách sạn Long Tân tại Hải Thành. Có một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất trong một căn phòng sang trọng của khách sạn, sau đó ngắm nhìn dòng sông cuồn cuộn như có điều suy ngẫm. Đột nhiên, cửa phòng bị ai đó mở ra. Người đàn ông quay lại thì nhìn thấy có một người thanh niên trạc tuổi mình đi vào.
Anh ta híp mắt lại rồi lạnh giọng hô lên, bảo vệ. Người đến chính là Ngô Bình, anh nói, khỏi phải gọi nữa, họ ngủ hết rồi. Người đàn ông nhìn Ngô Bình rồi hỏi, cậu là ai? Muốn gì? Ngô Bình nhìn thẳng vào anh ta rồi nói, anh là Hướng Văn Thiên hả? Xem ra cũng trẻ đấy, anh sinh năm nào? Hướng Văn Thiên trầm mặc rồi ngồi xuống nói, nghe nói Vân Đỉnh có một người tên là Ngô Bình rất giỏi, quả nhiên không sai. Ngô Bình cười lạnh, anh cũng to gan đấy, dám quấy phá tôi. Có tin tôi móc nguyên anh của anh ra luyện đan luôn không? Hướng Văn Thiên biến sắc mặt, cậu. Ngô Bình lạnh giọng nói, anh tưởng tôi không biết thân phận của anh à? Đừng tưởng trước anh là tiên quân mà tôi sợ, dù giờ anh vẫn là tiên quân thì tôi cũng không ngán đâu. Tôi muốn giết anh thì chỉ như dẫm một con kiến thôi. Người tu hành làm gì cũng trực tiếp, tôi mạnh hơn anh thì không cần nói lý với anh làm gì, dùng nắm đấm luôn cho tiện. Bây giờ, Ngô Bình đang làm vậy. Hướng Văn Thiên nhăn mặt rồi trầm giọng nói, cậu mà động vào tôi thì sư phụ của tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Ngô Bình, nói tên nghe coi, để tôi xem có mạnh không nào. Hướng Văn Thiên hít một hơi rồi nói, sư phụ tôi là Hỗn Thiên Ma Quân. Ngô Bình sáng mắt lên, Hỗn Thiên Ma Quân à, hay đấy, tôi đang bực vì mãi không tìm thấy ông ta đây. Hướng Văn Thiên ngẩn ra, người khác nghe thấy tên sư phụ anh ta là hoảng sợ rồi toàn thân run rẩy, nhưng sao Ngô Bình lại vui thế? Anh ta nào biết Hỗn Thiên Ma Quân là kẻ thù của Kim Huyền Bạch, ban đầu còn có ý đồ với Lam Nguyệt. Ngô Bình, gọi sư phụ anh đến luôn đi, tôi chờ. Hướng Văn Thiên nhăn nhó mặt mày, đương nhiên anh ta không thể gọi được cho Hỗn Thiên Ma Quân. Vì anh đang gặp vấn đề trong tu hành, bị ép phải từ bỏ ma đạo và chuyển sang tu tiên. Vì vậy, anh ta không còn là đệ tử được Hỗn Thiên Ma Quân yêu quý nhất nữa, anh ta nói ra tên sư phụ mình chỉ để dọa Ngô Bình thôi. Thấy Hướng Văn Thiên không làm gì hết, Ngô Bình cau mày, tôi bảo anh gọi cho Hỗn Thiên Ma Quân cơ mà, không nghe thấy à? Hướng Văn Thiên hôm nay gặp đối thủ rồi nên thở dài nói, tôi xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho nhà anh. Chát! Ngô Bình tát cho anh ta một phát, khiến một bên mặt của Hướng Văn Thiên đau nhức, răng rụng lả tả, máu tươi ứa ra, còn anh ta thì bay ra xa rồi đập mạnh vào tường. Hướng Văn Thiên bị đánh cho ngu người, đầu óc quay cuồng. Ngô Bình bước tới rồi móc nguyên anh của Hướng Văn Thiên ra. Nguyên anh gào thét và vùng vẫy kịch liệt. Anh nhìn nó rồi nói, nguyên anh của anh đã không còn khí tức ma đạo nữa, anh chuyển sang tu tiên rồi à? Hướng Văn Thiên hét lên, đừng giết tôi, xin cậu đừng giết tôi. Ngô Bình, lúc động đến tôi, anh không nghĩ đến hậu quả à? Hướng Văn Thiên run rẩy nói, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi. Ngô Bình ném trả lại nguyên anh cho anh ta rồi nói, quỳ đấy. Hướng Văn Thiên quỳ tại chỗ rồi cúi đầu xuống. Lúc này, anh ta đang vô cùng hối hận, nếu không phải mặt quá đau rồi thì kiểu gì anh ta cũng giơ tay lên tự vả vài cái, sao anh ta lại chọc vào vị sát thần này chứ? Ngô Bình, nói đi, tại sao anh lại nhắm vào nhà họ Lý? Hướng Văn Thiên, tôi nhờ người đẩy bố tôi lên làm thị trưởng mới của khu Hưng Long, người đó đưa cho tôi một danh sách công ty ở đây. Xem xong thì tôi phát hiện có rất nhiều sồn ti liên quan đến cậu và nhà họ Lý, tôi thấy chuyện này rất lạ nên mới cho người điều tra. Bấy giờ mới biết nhà họ Lý quả là mạnh, đã bày binh bố trận hết ở đây rồi. Còn cậu cũng là một nhân vật máu mặt, đầu tư lớn ở nhiều quốc gia. Ngô Bình, nói tiếp đi. Hướng Văn Thiên, mấy năm qua, tôi làm ăn rất thuận lợi, ỷ mình có ma quân chống lưng nên coi thường người khác. Thấy nhà cậu kiếm được nhiều tiền quá nên tôi muốn chen chân, vì thế mới cố ý cho người gây khó dễ cho công ty của nhà cậu. Ngô Bình cười lạnh nói. Với thực lực và tài chính hiện giờ thì đúng là anh có thể hãnh diện với đời, nhưng tiếc là anh lại gặp phải tôi. Vì tôi chỉ tát một phát thôi là anh chết lăn quay ra rồi. Hướng Văn Thiên biết Ngô Bình không hề khoác lác, mà đó là sự thật. Ngô Bình, giờ anh tính xem tôi nên xử lý anh sao đây? Luyện hóa nguyên anh của anh rồi biến anh thành con rối, sau đó cướp hết tài sản của anh à? À, anh kết hôn chưa? Hướng Văn Thiên tái mặt rồi run rẩy nói, tôi mới kết hôn năm ngoái, giờ có một con gái 5 tháng tuổi. Ngô Bình thở dài, đáng thương quá, đứa bé mới 5 tháng đã mất bố rồi, còn vợ anh chắc phải tái giá thôi. Hướng Văn Thiên dập đầu xuống đất nói, xin cậu tha cho tôi một mạng, nhất định tôi sẽ ghi nhớ công ơn và báo đáp. Ngô Bình cười lạnh, tôi cần anh báo đáp gì,
Loại người như anh với tôi mà nói là vô giá trị, thà tôi lấy nguyên anh của anh luyện đan, sau đó chiếm hết tài sản của anh còn hơn. Hướng Văn Thiên biết bây giờ anh ta cần phải chứng minh thực lực của mình, nếu không sẽ có kết cục thê thảm, anh ta đảo mắt nói, tiên sinh, tôi biết một bí mật của Hỗn Thiên Ma Quân. Ngô Bình châm một điếu thuốc rồi nói nghe coi. Hướng Văn Thiên, Hỗn Thiên Ma Quân có một món pháp bảo tên là Hỗn Thiên Nghi. Ngô Bình, Hỗn Thiên Nghi ư, nó có tác dụng gì? Hướng Văn Thiên, đó là một món bảo bối có thể tìm ra khuyết điểm của công pháp và sửa đổi khuyết điểm đó. Ngoài ra còn có thể phát hiện vấn đề trong cơ thể người và điều chỉnh. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, có loại bảo bối vậy ư? Hướng Văn Thiên gật đầu nói, Hỗn Thiên Ma Quân vốn là một tu sĩ không theo quy trình, còn chưa đột phá nhân tiên. Chính nhờ Hỗn Thiên Nghi nên ông ta mới liên tục sửa đổi công pháp và ngày càng mạnh hơn. Nhưng ban đầu ông ta chỉ tu luyện một công pháp ma đạo cấp thấp hơn, nó đã hạn chế thành tựu của ông ta. Tuy vậy, nhưng bây giờ ông ta cũng là một trong các tu sĩ mạnh nhất ở Côn Luân rồi. Ngô Bình, Hỗn Thiên Ma Quân có món bảo bối ấy rồi tại sao vẫn chưa phi thăng? Hương Văn Thiên, ông ta tu luyện ma công, nhưng nền móng không vững nên không thể đột phá được. Tuy nhiên, ông ta đã lên kế hoạch tự hủy tu vi để tu tiên lại từ đầu rồi. Ngô Bình, ông ta muốn bỏ ma đạo để tu tiên à? Hướng Văn Thiên, đúng thế, Côn Luân không có nhiều công pháp cho ma đạo, trong khi đó công pháp tu tiên mạnh mẽ lại rất nhiều. Ngô Bình, anh nói cho tôi biết chuyện này để tôi đi cướp Hỗn Thiên Nghi à? Hướng Văn Thiên, tôi đoán Hỗn Thiên Ma Quân chắc đã tự phế tu vi để tu tiên lại từ đầu rồi. Tôi có thể giúp cậu trộm Hỗn Thiên Nghi. Ngô Bình, anh làm được ư? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hướng Văn Thiên, đúng, người mà Hỗn Thiên Ma Quân tin tưởng nhất là người tình Nguyễn Ngọc. Chắc chắn cô ấy biết ông ta đang ở đâu, tôi sẽ bảo cô ấy dẫn đi tìm Hỗn Thiên Ma Quân. Ngô Bình híp mắt hỏi, tại sao cô ấy lại giúp anh? Hướng Văn Thiên tỉnh bơ nói, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Ngô Bình cười nói, anh cũng to gan đấy, dám ngủ với cả bồ của sư phụ mình. Hướng Văn Thiên nghiêm túc nói, chúng tôi yêu nhau thật lòng, Nguyễn Ngọc không hề có tình cảm với lão già kia. Ngô Bình, anh có vẻ hận Hỗn Thiên Ma Quân nhỉ? Hướng Văn Thiên, đương nhiên, lão già đó không chịu cho tôi dùng Hỗn Thiên Nghi, nếu không tôi đã chẳng bị tẩu hỏa nhập ma. Hừ, ông ta sợ tôi mạnh hơn mình nên không muốn để tôi tiến bộ. Ngô Bình, dạy đệ tử thành tài thì sư phụ cũng thiệt thân, dã tâm của anh quá lớn, Hỗn Thiên Ma Quân để phòng anh cũng phải thôi. Hướng Văn Thiên không dám phản bác, nhưng vẻ mặt của anh tỏ rõ sự không đồng tình với câu nói của Ngô Bình. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, vài hôm nữa anh hãy dẫn tôi đi tìm Hỗn Thiên Ma Quân. Nói rồi, anh vẽ một bùa chú trên không trung. Anh đập bùa chú đó vào đầu Hướng Văn Thiên, sau đó anh ta thấy nguyên anh của mình bị bó chặt, rõ ràng anh ta đã bị hạ bùa chú. Ngô Bình, tôi đã yểm bùa chú sinh tử vào người anh, chỉ cần tôi niệm chú là anh chết ngay. Hướng Văn Thiên vội nói, nhất định tôi sẽ nghe lệnh của tiên sinh, cậu bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy. Ngô Bình, anh biết mình cần làm gì rồi chứ? Vâng. Ngô Bình rời khỏi khách sạn, anh đang định về nhà thì nhìn thấy một áp phích quảng cáo trên đường. Thì ra bộ phim mà anh tham gia đã quay xong và chiếu rồi. Đây là bộ phim đầu tiên của anh rất muốn biết cảm nhận của khán giả cũng như đánh giá của họ về nhân vật phản diện của mình nên đã mua một vé ở rạp chiếu phim gần đó. Người đến xem phim thường đi cùng người thân hoặc người yêu, chứ đi một mình như Ngô Bình thì ít. Còn một tiếng nữa thì phim mới chiếu nên anh tìm một quán trà rồi lấy trà của mình ra nhờ nhân viên phục vụ pha cho. Sau đó anh vừa ngồi uống trà, vừa chờ phim chiếu. Anh chụp một bức ảnh tấm vé xem phim rồi đăng lên mạng. Loáng cái, đã có rất nhiều người vào bình luận. Qua, tiền bối cũng có thời gian đi xem phim ư. Ngưỡng mộ quá, đó là Diệp Huyền. Anh ta dạo này đang vất vả tu luyện và kinh doanh công ty nên không có thời gian để nghỉ luôn. Anh Ngô, phim của chúng ta có doanh thu tốt lắm, đây là bình luận của Lâm Băng Tiên. Anh Ngô, giờ anh là diễn viên phụ triển vọng nhất cho giải thưởng quốc tế, anh có thời gian đi nhận giải không, đó là Trần Lăng Sương. Anh ơi, em cũng muốn đi xem phim, Ngô Mi cũng góp vui. Ngô Bình đang trả lời bình luận của mọi người thì chợt nhận được một tin nhắn của Nhậm San San. Nhà em gần chỗ anh xem phim lắm đấy, anh đi một mình à? Có cần bổn cung đi cùng không?
Ngô Bình trả lời, đến nhanh còn kịp. Một lát sau, Nhậm San San đã xuất hiện ở quán trà. Hiện giờ, cô ấy đã hoàn toàn khác trước, cô ấy trang điểm và ăn mặc đẹp hơn nên khiến Ngô Bình cũng phải trố mắt ra nhìn. Cô ấy vẫy tay, này, gặp anh khó thật đấy. Trước đó, Nhậm San San định hẹn Ngô Bình đi ăn, nhưng anh đang ở địa tiên giới nên không đi được. Ngô Bình, anh mới đến Hải Thành có chút việc, tiện thể xem phim anh đóng luôn. Nhậm San San tròn mắt nói, có anh đóng trong phim á? Sao em không phát hiện ra nhỉ? Ngô Bình, anh thay đổi tướng mạo nên đương nhiên em không nhận ra rồi. Nhậm San San nổi hứng hỏi, rốt cuộc anh đóng vai nào? Ngô Bình chớp mắt nói, để lát xem em có đoán ra không? Nhậm San San lừ mắt với anh, không nói thì thôi. Ngô Bình rót trà cho cô ấy, uống xong, Nhậm San San ngạc nhiên nói, trà gì mà ngon thế? Ngô Bình, trà tiên, nếu em thích thì lát anh cho một lạng. Nhậm San San cười nói, cảm ơn. Ngô Bình lấy một viên sinh mệnh đan ra cho cô ấy rồi nói, nếm thử đi. Nhậm San San bỏ vào miệng rồi nhai ngon lành, cô ấy không thấy có vị gì, nhưng sau đó chợt thấy thần kỳ có thứ gì đó trong người mình đang thay đổi. Cái gì đấy, cô ấy hỏi. Ngô Bình, đậu sinh mệnh, anh có hai viên, em mang hai viên về cho bố mẹ nhé. Nhậm San San nhận lấy chiếc bình rồi cười nói, cảm ơn anh. Vì thể chất có vấn đề nên trước đó Nhậm San San rất ghét đàn ông, nhưng sau khi ngủ với Ngô Bình, cô ấy đã hoàn toàn bình thường trở lại. Nhậm San San cất bình thuốc đi, sau đó tỏ vẻ thất vọng nói, em biết ngay chúng ta không cùng một thế giới mà, anh như thần tiên ấy, việc gì cũng làm được, còn em chỉ là một cô gái người phàm thôi. Ngô Bình nắm tay cô ấy rồi nói, San San, sao tự nhiên em lại nói thế? Nhậm San San nhìn bình thuốc rồi nói, em đã từng nghe tên loại thuốc này rồi, là sinh mệnh đan đúng không? Nó đắt lắm đấy, thế mà anh tặng em hẳn ba viên. Ngô Bình cười nói, anh có nhiều lắm, em dùng hết anh lại cho tiếp. Nhậm San San nói, anh có nhiều nhưng em thì không có, đấy là khoảng cách của chúng ta đấy. Cô ấy nhìn Ngô Bình, em không muốn trường sinh bất lão, em chỉ muốn có một người đàn ông bình thường luôn ở bên cạnh mình và thương yêu em. Ngô Bình trầm mặc, điều mà Nhậm San San muốn rất đơn giản và bình thường, nhưng anh lại không làm được. Thấy Ngô Bình không nói gì, cô ấy mỉm cười nói, thôi anh đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ trách móc chút thôi. Dẫu sao, anh cũng là người đàn ông của em rồi mà. Ngô Bình thấy hơi áy náy, anh nói, ít nhất thì tối nay anh sẽ ở cùng em. Nhậm San San đứng phát dậy rồi nói, còn nửa tiếng nữa phim mới chiếu, đi dạo phố với em đi. Cô ấy là con nhà giàu nên chẳng thiếu thứ gì, chỉ muốn được đi dạo với Ngô Bình thôi. Đương nhiên Ngô Bình không từ chối, miễn Nhậm San San vui là được. Khoảng 5 phút trước khi phim chiếu thì họ mới về rạp. Sau khi vào phòng chiếu thì họ mới phát hiện đã có người ngồi vào ghế mà Ngô Bình mua, anh chọn vị trí chính giữa để xem được trọn vẹn nhất. Người ngồi chỗ của họ là một cặp nam nữ, chàng trai khoảng 30, còn cô gái 20. Trên mặt người đàn ông xăm hình một bông hoa trông rất xấu. Ngô Bình vỗ vai hắn rồi nói, anh ngồi nhầm chỗ của tôi rồi. Tên đó lử mắt nói, biến. Hắn vừa nói dứt câu thì đầu óc đã trống rỗng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, cô gái thấy hắn đi rồi thì cũng vội vàng chạy theo. Người đàn ông đi ra ngoài rạp chiếu phim sau đó cứ thế đứng tự vả vào mặt mình, vừa tát còn vừa đếm. Một cái, hai cái, ba cái. Cô gái hét lên, sao anh lại đánh mình thế, dừng tay. Nhưng cô ta có kéo thế nào cũng vô dụng, người đàn ông vẫn đứng yên tự vả vào mặt đến khi mặt mũi sưng phù. Sau khi tự vả xong 100 cái, hắn chợt tỉnh lại rồi nhìn vào cửa phòng chiếu mà lạnh sống lưng, sau đó kéo cô gái chạy mất, đi thôi. Lúc này, Ngô Bình và Nhậm San San đang xem phim cùng nhau. Ngô Bình đóng vai phản diện. Vai diễn của anh tô điểm khá nhiều cho bộ phim nên được khá nhiều người ở xung quanh khen ngợi. Nhậm San San nhận ra ngay vai phản diện là Ngô Bình, cô ấy cười nói, không ngờ anh cũng biết diễn xuất đấy. Ngô Bình, chuyện 62. Bộ phim rất hay, những cảnh hành động thực tế đến mức khiến Ngô Bình phải hô lên. Sau đó, anh lên mạng thì thấy có rất nhiều nhận xét tích cực về bộ phim, có trang web còn cho 9.9 điểm. Lượng vé bán ra rất tốt. Ngày thứ nhất đã thu về hơn 400 triệu, ngày thứ hai là hơn 500 triệu. Đến hôm nay, doanh thu vẫn tăng chóng mặt, vì rạp nào cũng quảng cáo về phim.
vị thế của bộ phim ở nước ngoài cũng rất cao, mấy hôm trước phim đã chiếu ở Đông Nam Á, lượng vé bán ra cũng rất khủng. Vé bán ở Bắc Mỹ trong 2 ngày cũng thu về 5 triệu đô. Ở Nam Mỹ thì đã trên 100 triệu, châu Europa và Đông Doanh cũng rất chào đón. Tính đến nay, lượng vé bán trên toàn cầu đã gần 4 tỷ. Có người đoán bộ phim này sẽ có tổng doanh thu trên 30 tỷ, đứng đầu trong lịch sử. Hết phim, Ngô Bình và Nhậm San San nắm tay nhau rời đi. Em đói rồi, mình đi ăn đi, cô ấy nói. Ngô Bình, ừ. Ngô Bình ở cùng cô ấy đến 3 giờ sáng, chờ Nhậm San San ngủ say thì đã gần sáng rồi. Thấy cô ấy đã say giấc, Ngô Bình lén xuống giường mặc đồ rồi rời khỏi Hải Thành. Anh mới đi, Nhậm San San đã mở mắt, sau đó cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào hỏi, thành công chưa? Nhậm San San chớp mắt nói, em đã đâm thủng bao rồi, không biết có tác dụng không nữa. Người phụ nữ nói, mang thai cũng phải xem có may mắn hay không, chúc em thành công. Nhậm San San thở dài, không biết Ngô Bình có giận hay không nữa. Nhậm San San đã uống sinh mệnh đan, tuy không ngủ nhưng không hề mệt chút nào. Cô ấy mặc đồ lên rồi cùng chị mình đi tham gia đại hội cổ đông. Cách đây không lâu, nhà họ Nhậm đã chi 50 tỷ để đầu ta vào một công ty năng lượng mới và chiếm 37% cổ phần. Hôm nay, chính là đại hội cổ đông của công ty này, vì là người quản lý chính của nhà họ Nhậm nên Nhậm San San phải tham dự đại hội cổ đông. Công ty này có tên là Bắc Cực, chủ yếu chế tạo ô tô năng lượng mới, xe điện và xe chạy bằng cả xăng và điện. Có 3 người đàn ông đang vừa hút thuốc, vừa thảo luận trong một văn phòng ở Hải Thành, họ là người sáng lập ra công ty năng lượng mới này. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đầu chọc nhíu mày nói, lần trước, nhà họ Nhậm đã đầu tư 50 tỷ và giữ 37% cổ phần, còn chúng ta giữ 40%. Tôi đã cầm một nửa cổ phần cho ngân hàng để vay 200 tỷ. Có khoản tiền này rồi, chúng ta có thể mua được công ty nhà họ Nhậm. Một người đàn ông khác ngoài 30 tuổi vỗ tay nói, chúng ta quăng lưới lâu rồi, đến lúc thu lại thôi. Nhưng Nhậm San San của nhà họ Nhậm khó chơi phết đấy, cô ta mà không biến đi thì kế hoạch của chúng ta hỏng bét hết. Người đàn ông thứ ba khoảng hơn 20 tuổi nói, chuyện này cứ giao cho tôi quen một người bạn chuyên buôn người, cậu ta có thể đưa cô gái này đến một nơi mà không ai hay biết. Người đàn ông đầu chọc cười nói, Tiểu Ngụy, chỉ có cậu mới giỏi mấy trò này thôi. Người đàn ông tên là Tiểu Ngụy cười nói, tôi đặt tên công ty là Cửu Tà cũng có lý do chứ. Người đàn ông đầu chọc, làm cho cẩn thận vào, linh khí sắp khôi phục rồi, đào nghỉ dưỡng mà nhà họ Nhậm đầu tư vào 10 năm trước sắp trở thành động tiên rồi đấy. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải chiếm được nhà họ, để cướp hòn đảo ấy. Một người khác nói, ban đầu, nếu nhà họ Nhậm chịu bán hòn đảo ấy cho chúng ta thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Nửa tiếng sau, đại hội cổ đông đã bắt đầu, 3 người đàn ông kia đều có mặt, tính cả Nhậm San San thì ở đây có 17 người. Người đàn ông đầu chọc nói, các vị cổ đông đã đến đủ, tôi xin công bố thành tích tháng qua và kế hoạch trong năm nay của chúng tôi. Cuộc họp kéo dài rất lâu, nhưng Nhậm San San chẳng hề chú tâm, cô ấy chỉ nghĩ đến Ngô Bình và tương lai chưa ai biết ra sao. Đột nhiên Nhậm San San ngẩn ra vì không thấy chị họ mình đâu, nhiều người trong phòng họp cũng biến mất một cách kỳ lạ. Chỉ còn một người đàn ông hơn 20 tuổi đang ngồi gần đó rồi mỉm cười nhìn cô ấy. Cô ấy hỏi, anh Ngụy, mọi người đâu hết rồi? Người họ Ngụy đáp, họ đi cả rồi, cô Nhậm đi theo tôi một lát nhé. Nhậm San San thấy hơi chếch choáng, đi đâu? Người kia cười nói, đến một nơi rất thú vị. Trước mắt Nhậm San San xuất hiện một tia sáng rất chói mắt, khi cô ấy mở mắt ra thì đã tới một thôn làng có phong cảnh rất đẹp. Tên họ Ngụy cười nói, cô Nhậm, sau này cô hãy sống ở đây. Nhậm San San nhíu mày, sống ở đây ư, đây là đâu? Cô ấy định hỏi, nhưng tên họ Ngụy đã biến mất, còn cô ấy thì mất đi ý thức. Chờ khi Nhậm San San tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường vừa bẩn vừa cũ, tấm nệm còn ẩm và mốc, khiến cô ấy phải mắc ói. Đây là một ngôi nhà bằng đá vừa thấp vừa nhỏ, bên trong rất ngột ngạt. Nhậm San San định đứng dậy. Nhưng phát hiện chân mình đã bị xích lại. Cô ấy dựng tóc gáy vì không biết đây là đâu, sau đó cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ được gì hết. Lúc này, cửa chợt mở ra, có một bà lão với gương mặt đầy xương gió bưng một cái bát vào. Miệng bát còn sứt một miếng, đã thế còn vừa đen vừa bẩn, bên trong có ít cháo loãng.
Bà lão đặt chiếc bát lên tủ đầu giường, sau đó nhìn Nhậm San San và nói bằng chất giọng địa phương rất khó nghe, ăn cháo đi để tối còn có sức động phòng. Nhậm San San trừng mắt nhìn bà ta, bà là ai? Bà lão chỉ nhìn cô ấy chứ không trả lời, sau đó quay người bỏ đi và đóng cửa lại. Nhậm San San tìm điện thoại của mình nhưng không thấy đâu, túi sách cũng biến mất. Sao lại thế này, cô ấy ôm đầu rồi bật khóc, vì biết mình đang lâm vào cảnh rất nguy hiểm. Có khả năng cô ấy đã bị bán đến nơi này. Làm sao bây giờ, Nhậm San San không thể nghĩ ra cách nào cả. Đột nhiên cô ấy nhìn chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay, cô ấy nhớ sau trận kích tình, Ngô Bình đã đeo lên cho mình chiếc vòng này. Nếu em gặp nguy hiểm hoặc cần anh thì hãy đập vỡ chiếc vòng này, anh sẽ đến bên cạnh em ngay, nguyên văn lời nói của anh là vậy. Nhậm San San sáng mắt lên rồi tháo chiếc vòng ra đập vào sợi xích, chiếc vòng lập tức vỡ nát. Lúc này, Ngô Bình đang ở nhà cho đám thuồng luồng con ăn. Đột nhiên, anh giật mình rồi lẩm bẩm, tối qua mới gặp mà nay Nhậm San San đã gặp chuyện rồi ư. Vì thế, anh gọi ngay cho cô ấy, nhưng điện thoại không kết nối được, Ngô Bình lo lắng rồi gọi cho Nhậm Thiên Thắng. Điện thoại kết nối, nhưng không phải giọng của ông ấy, mà là của một cô gái, xin lỗi, sếp Nhậm đang đi nghỉ nên không tiện nghe máy. Ngô Bình, bảo với ông ấy, tôi là... Nhưng anh còn chưa nói hết câu thì bên kia đã ngắt máy. Ngô Bình híp mắt lại, vì anh cảm nhận được là Nhậm San San gặp chuyện thật rồi. Anh lập tức bay lên cao rồi bay về phía tây bắc, chiếc vòng anh đeo cho cô ấy hôm qua làm bằng thiên ngọc, bên trong có trận pháp. Vòng ngọc vỡ sẽ báo vị trí về cho anh. Ngô Bình bay hơn 1.000 cây số qua mấy ngọn núi rồi dừng ở một thôn làng nhỏ. Thôn này không có đường nối với thế giới bên ngoài. Chỉ có đúng một con đường quanh co nho nhỏ. Ngô Bình phóng thần niệm để tìm Nhậm San San, loáng cái anh đã tìm được vị trí của cô ấy. Nhậm San San đang bị nhốt trong một ngôi nhà đá và bị xích chân. Ngô Bình cau mày rồi đáp xuống cổng làng, sau đó đi vào bên trong. Anh vừa đi vào đã nhìn thấy có hai đứa nhóc đang chơi đùa ở đây, thấy Ngô Bình ăn mặc đẹp, chúng lập tức vây lại rồi kéo anh. Ngô Bình lùi lại rồi cười nói, hai đứa sao thế? Một đứa trong số đó ngạc nhiên nói, có thể né được đòn của tôi, anh là người tu hành hả? Ngô Bình cũng cảm nhận được chúng ra tay rất nhanh, rõ ràng không phải người bình thường. Một đứa khác nói, đến thôn minh của chúng tôi rồi thì đến hổ cũng phải sợ. Ngô Bình cười nói, anh đến tìm một người. Đứa nhóc đầu đinh chớp mắt nói, tìm ai? Ngô Bình, một cô gái rất đẹp. Hai đứa nhóc nhìn nhau, đứa mặt đỏ nói, cô ấy là người phụ nữ của chú Năm rồi. Chú ấy giỏi lắm, anh đừng hòng động vào người phụ nữ của chú ấy. Ngô Bình hỏi, có thể đưa tôi đến gặp chú Năm của các cậu không? Cậu nhóc đầu húi cua cười khẩy, muốn gặp chú Năm của tôi, cũng được thôi, nhưng phải đánh thắng tôi trước. Ngô Bình đáp, bình thường tôi không đánh trẻ con, trừ phi đối phương kiên quyết yêu cầu. Các cậu chắc chắn muốn đánh với tôi. Cậu nhóc đầu húi cua đột nhiên biến thành một cái bóng mờ, lập tức tung ba quyền bốn cước về phía Ngô Bình. Ngô Bình còn chẳng buồn nhìn, chỉ vươn tay chưởng một cái. Chưởng này đánh vào vai cậu nhóc đầu húi cua, khiến đối phương gào thét thảm thương, văng xa mấy mét. Đấy là anh đã nương tay rồi, nếu không thì cậu nhóc này đã mất mạng. Cậu nhóc mặt đỏ sửng sốt kêu lên, anh đại cẩu, người này có chưởng lực mạnh quá. Cậu nhóc đầu húi cua xoa vai, nhìn Ngô Bình với vẻ căm giận, có vẻ vẫn chưa phục. Ngô Bình hờ hững nói, bảo người lớn của các cậu ra đây đi. Hai cậu quá yếu. Lúc này, một người trông như lão nông bước ra. Ông ta đang hút tẩu, mặc đồ vải đen, ăn mặc rất quê mùa. Lão nông chậm chậm tiến đến gần, nhìn Ngô Bình rồi nói, người thành phố, cậu không nên đến nơi này. Bây giờ rời đi còn kịp giữ mạng. Ngô Bình đáp, bạn gái tôi đang ở thôn của ông, thả cô ấy ra. Lão nông lắc đầu, đúng là người trẻ tuổi. Cứ nghĩ mình có tu vi nhân tiên là có thể đến thôn minh của tôi làm càn. Đoạn ông ta ngoái đầu, gọi to, đao tử, đuổi cậu ta đi. Một người đàn ông mặc áo may ô xanh lam với cơ bắp cuồn cuộn bước ra, chừng 20 tuổi, đầu hói, tay trái cầm một con dao chặt xương. Dao chặt xương trong tay người này đột ngột biến thành đao ảnh mơ hồ, sát khí kinh người. Vút, người đàn ông bỗng nhiên vung tay, dao chém về phía Ngô Bình, vừa nhanh vừa mạnh. Ngô Bình nâng tay, đao khí còn chưa chạm được lòng bàn tay anh đã nổ tung. Đao tử cả kinh,
đao khí của mình có thể chém chết địa tiên linh biến mà lại không giết được Ngô Bình ư? Ngô Bình lạnh lùng bảo, chỉ có chút tài mọn này mà cũng dám khoe khoang. Dứt lời, anh bèn vung cú đấm vào không khí. Sức mạnh của cú đấm ấy đánh ầm về phía đao tử. Đao tử hét lên, chắn dao ngay phía trước để chặn cú đấm này. Quyền ảnh vững chắc đánh vào dao. Một tiếng rầm vang lên, mặt đất khẽ rung chuyển, đao tử lùi đi mười mấy bước rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hai cánh tay của đao tử run rẩy không ngừng, xương cánh tay và khớp vai bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, cảm giác đau đớn khiến tay run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra. Ấm! Ngô Bình tung ra ba cú đấm nữa. Đao tử thất kinh, lão nông kia lập tức chắn ở trước mặt, hai tay vòng lại, tung ra ba chưởng trông chậm nhưng thực chất rất nhanh, để đỡ ba cú đấm của Ngô Bình. Rắc rắc rắc! Sóng dao động dữ dội trong không khí. Mỗi lần lão nông đỡ một cú đấm sẽ lùi lại ba bước. Đỡ xong ba cú đấm, mặt ông ta đã đỏ như máu. Ngô Bình nhìn ông ta, lãnh đạm nói, đừng gắng gượng, dễ làm hỏng cả nội tạng đấy. Thế là lão nông há miệng, uệ ra một ngụm máu đen. Ông ta ngẩng đầu nhìn Ngô Bình, không ngờ trên thế gian này vẫn còn cao thủ nhân tiên như cậu. Ngô Bình lạnh lùng nói, thả người ra, bằng không tôi sẽ san bằng cả cái thôn chết tiệt này. Lão nông cười khẩy, san bằng thôn Minh. Cậu có biết thôn Minh của chúng tôi có lai lịch ra sao không? Ngô Bình đáp, người chết thì cần lai lịch nữa làm gì? Lão nông nghiêng người rồi bảo, cậu có gan thì vào thôn với tôi. Ngô Bình thả nhân bì viêm dương ra, âm thầm nói, đến địa tiên giới, mời Long Thanh Khâm ra giúp tôi. Viêm dương kinh ngạc hỏi, thượng tiên, ở đây có kẻ nào lợi hại lắm sao? Ngô Bình trả lời, ừ, mà không chỉ có một người. Nhanh lên. Vâng. Nhân bì bay đi. Sau khi bảo Viêm Dương rời đi, Ngô Bình sải bước tiến vào thôn. Vừa bước vào thôn, anh đã cảm nhận được một luồng năng lượng khó lường đang bao trùm anh khắp nơi. May mà, tuy năng lượng này rất mạnh nhưng không ảnh hưởng đến anh. Lão nông đi phía trước, đưa Ngô Bình đến một ngôi nhà cũ trong làng, cửa nhà mở toang, bên trong có một nhóm trung niên và thanh niên đang luyện quyền. Thấy lão nông dẫn người ngoài vào, những người bên trong đều dừng lại. Tò mò nhìn Ngô Bình. Trong ấn tượng của họ, đã nhiều năm rồi không có người lạ vào thôn. Một ông lão ngồi trên phiến đá xanh trước cửa, đôi mắt sáng quắc ngước nhìn Ngô Bình rồi nói, 300 năm qua, chưa từng có tu sĩ nào xông vào thôn Minh chúng tôi. Cậu là người đầu tiên. Ngô Bình ôm quyền, bạn gái tôi đang ở đây. Tôi muốn đưa cô ấy đi, mong các ông giúp đỡ. Ông lão cười ha ha, ý cậu là cô vợ mới đến à? Cô ta đã được tộc trưởng hứa gả cho ông Năm rồi. Ông Năm thích người phụ nữ này lắm, còn muốn cô ta sinh vài đứa con. Ngô Bình nheo mắt, tôi biết đám người các ông rất có bản lĩnh. Nhưng người phụ nữ của tôi đang ở đây, tôi sẽ mang cô ấy đi bằng mọi giá, ngay cả khi phải đổ máu. Ông lão lạnh lùng hừ giọng, khẩu khí khá đấy. Cậu có thể đưa người đi, nhưng phải đánh thắng ông Năm trước. Một người đàn ông bước ra từ trong nhà. Độ 40 tuổi, khí tức như rồng. Người này vừa bước ra, Ngô Bình đã cảm thấy bị áp chế mạnh mẽ. Anh nhìn người đàn ông trung niên ấy, tu vi của đối phương có lẽ là cảnh giới linh biến, nhưng khí tức lại khủng khiếp hơn cảnh giới linh biến rất nhiều. Mà nguyên nhân người này mạnh như vậy nằm ở tu vi võ đạo. Những người ở đây đều là võ tu, đặc biệt là ông lão trước mặt, đây chắc chắn là võ tiên quân. Người đàn ông được gọi là ông Năm đứng trước mặt Ngô Bình. Ngẩng đầu lạnh lùng nói, tôi đã chọn người phụ nữ đó rồi. Bây giờ nếu cậu cút đi, tôi có thể không giết cậu. Ngô Bình trầm giọng hỏi, ông đã động đến cô ấy chưa? Ông Năm cười hề hề, tôi chưa nỡ động đến cô ấy đâu, nhưng cũng sắp rồi. Tối nay, tôi sẽ tìm đến cô ấy. Không còn lời gì để nói nữa, Ngô Bình vung cú đấm một cách không hề do dự. Anh dùng lưu tinh quyền. Khí tức khủng khiếp bao trùm căn nhà, mọi người xung quanh đều bị luồng không khí thổi bay. Ông ngũ nọ biến sắc, gương mặt vốn đang tự tin ngay giây tiếp theo đã lộ vẻ hoảng hốt. Trước đó, lúc ở đầu thôn, Ngô Bình chỉ tung ra ba cú đấm. Nhưng bây giờ anh đang tung ra hàng trăm cú đấm, cú nào cũng đánh thẳng vào người ông ngũ. Ông ngũ đỡ được 10 cú đấm đầu tiên, đến cú thứ 11 đã bắt đầu chật vật. Đến cú đấm thứ 30. Sự phòng thủ của ông ngũ đã bị lực đấm phá vỡ, cả người không ngừng bay ngược ra sau, đập nát toàn bộ căn nhà ở phía sau. Căn nhà sụp xuống,
đá và gỗ cũng rơi xuống theo bụi đất mịt mù, chôn vùi ông Ngũ ở bên trong. Ông lão chậm rãi đứng dậy, kinh ngạc nhìn Ngô Bình, thì ra cậu cũng là võ tu. Ngô Bình hỏi, tôi có thể đưa người đi rồi chứ? Ông lão cười khẩy, cậu đã thương người của thôn Minh thì phải chết ở đây. Càng không được đưa người đi. Ngô Bình thở dài, tôi không muốn giết người, là các ông ép tôi. Ông lão lãnh đạm nói, đúng là cậu rất mạnh, nhưng vô ích thôi, cảnh giới cậu quá thấp. Rồi ông lão chậm rãi đứng thẳng dậy, một luồng ý chí võ đạo cực kỳ kinh khủng liền đánh tới. Ngô Bình cau mày, kiếm hồn dao động, chống lại ý chí võ đạo của đối phương. Áo quần tự lay động mà không cần gió, ông lão khẽ tung ra một chưởng. Ngực của Ngô Bình lập tức xuất hiện dấu chưởng màu đen. Anh gầm lên rồi văng ra 100 mét, lưng đập vỡ bức tường quanh sân. Khi bị đánh lui, anh đã lấy hồ lô sát sinh ra. Ở khoảng không phía trên hồ lô, một gương mặt người đơn giản đã xuất hiện, quét mắt nhìn quanh rồi khóa chặt ông lão chỉ trong tích tắc. Anh lạnh lùng nói, giết. Đồng thời, anh lấy toàn bộ phù bảo trong tay ra. Hồ lô nuốt chừng 500 tấm phù bảo rồi rung chuyển, sát quang lập tức bay về phía ông lão. Ông lão là võ tiên quân, sở hữu năng lực xuất chúng, nhưng khi bị hồ lô khóa chặt vẫn run rẩy, điên dại giống lên, khí tức tỏa ra toàn bộ. Nhưng khí tức của ông lão vừa được giải phóng thì sát quang kia đã đến, phá vỡ mọi đòn phòng thủ rồi quấn quanh cổ ông lão. Ngay lập tức, máu tươi phun ra điên cuồng, đầu của ông lão rơi xuống đất. Một linh hồn sơ sinh bay ra nhưng đã bị hồ lô bắt giữ. To gan. Một chưởng từ bên cạnh đánh tới. Ngô Bình dùng hai chưởng để phản đòn, nhưng lại có cảm giác như bị một quả núi va vào vậy, liền văng ra hàng 100 mét. Khi anh ngừng lại, cổ họng bỗng thấy ngọt, vừa há miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, bèn ngẩng đầu nhìn người ra đòn. Đó là một người trung niên với khí tức rất khủng khiếp, có thế đoạt thiên. Khi trông thấy đối phương, Ngô Bình sửng sốt. Là Đoạt Thiên Tiên Tôn. Người đàn ông lạnh lùng nói, cậu nhóc, lá gan cũng lớn lắm, dám đến thôn Minh của chúng tôi làm càn. Hôm nay, cậu đừng hòng rời khỏi đây. Ngô Bình giơ tay ném bùa âm dương truy hồn ra, đồng thời dùng cả giảo hồn tiễn. Anh cũng biến mất ngay tại chỗ để đi cứu Nhậm San San. Nhậm San San bị giam trong nhà đá. Ngô Bình phá cửa xông vào. Bên trong vừa bẩn vừa hôi, lúc này Nhậm San San đang co ro ở góc giường. Chân đeo cùm. Cô ấy đang ngẩn ngơ, tự hỏi nếu mình làm vỡ vòng tay thì Ngô Bình có đến cứu mình hay không. Vừa nghĩ đến đó, cô ấy đã trông thấy Ngô Bình. Nhậm San San mừng rỡ, bèn ôm chầm anh, em biết anh sẽ cứu em mà. Ngô Bình không nhiều lời, bóp nát cùm chân rồi đưa cô ấy vào không gian hắc thiên. Sau đó, anh lấy bùa địa độn ra, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng bùa địa độn vừa được lấy ra, đã có một bàn tay xuất hiện từ hư không và chưởng vào ngực anh. Chưởng này đã hất tung Ngô Bình, cơ thể anh làm sập nhà đá rồi bay ra ngoài như quả đạn pháo. Không biết đã văng bao xa, anh đã được cổ thụ chặn lại. Khi anh ngừng lại, cây cũng gãy, anh lại há miệng phun ra máu tươi. Chưởng này đã đánh gãy 3 cái xương sườn của anh. Người đàn ông nọ sải chân, chỉ cần vài bước đã đến trước mặt anh, lạnh lùng nói, trên trời dưới đất. Không ai cứu được cậu đâu. Cậu muốn chết thế nào? Ngô Bình vận kiếm nguyên toàn thân, lạnh lùng hừ giọng, tiên tôn thôi mà, cũng chẳng có gì ghê gớm. Tôi mà là tiên tôn thì chỉ cần một ngón tay cũng đủ ép chết ông. Người đàn ông nọ khinh bỉ, tiếc là cậu không phải. Ngô Bình hít một hơi sâu, xương bị gãy tự động nối lại và hồi phục. Anh bảo, không ngờ nơi quỷ quái này lại tiềm ẩn một nhóm cao thủ, còn có một võ tiên tôn. Người đàn ông lãnh đạm nói, chúng tôi là ẩn tộc, trước đây từng hứa với một người rằng trong vòng 1000 năm sẽ không ra khỏi thôn. Năm nay là năm thứ 997, còn 3 năm nữa, chúng tôi sẽ có thể trở về thế tục. Ngô Bình đáp, ra là vậy. Người đàn ông nọ nói tiếp, thể chất của cậu rất mạnh. Nếu tôi không nhìn nhầm, có lẽ cậu đã đạt đến cảnh giới nhân vương. Thiên tài của cảnh giới nhân vương đã không xuất hiện nhiều năm nay, cậu cũng xem như là người kiệt xuất. Ngô Bình bảo, làm tôi bị thương, ông sẽ gặp phải rắc rối. Người đàn ông hờ hững đáp, không ai ở hạ giới có thể uy hiếp tôi. Ngô Bình hỏi, vậy Hồng Hoang thì sao? Người đàn ông hơi ngẩn ra, cậu là người của Hồng Hoang. Ngô Bình đáp, động tiên thiên võ, đệ tử thiên phẩm hạng nhất.
Vẻ ngưỡng mộ lóe lên trong đôi mắt người đàn ông nọ, ra là đệ tử của Động Tiên Thiên Võ. Vậy là cậu có truyền thừa của Động Tiên Thiên Võ à? Ngô Bình nhìn đối phương chằm chằm, tất nhiên là có. Ông muốn học sao? Người đàn ông nheo mắt, nếu cậu nói cho tôi biết truyền thừa của Động Tiên, tôi có thể không giết cậu. Ngô Bình bảo, ông nghĩ tôi sẽ tin ông ư? Người đàn ông cười khẩy, không tin tôi thì cậu còn có thể làm gì chứ? Ngô Bình thở dài, đoạn lấy ngọc huyễn tượng ra rồi nói, thứ ông cần đang ở trong này. Người đàn ông vươn tay cầm ngọc, ngay lập tức, một nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ trong ngọc, người nọ liền đánh trả trong vô thức. Đòn đánh trả này đã kích hoạt ngọc. Ngay sau đó, cả thôn Minh đã chìm trong sương khói. Người đàn ông nọ kinh ngạc, đến khi hoàn hồn và ném ngọc ra thì Ngô Bình đã lẩn vào màn sương rồi biến mất. Hóa ra, trước khi vào thôn, anh đã âm thầm bày huyễn trận. Khi anh lấy ngọc huyễn tượng ra, huyễn trận đã được khởi động ngay tức khắc. Có điều huyễn trận đơn giản này không kéo dài quá lâu, anh phải nhanh chóng rời đi. Bùa địa đột, đi. Ánh sáng lóe lên, Ngô Bình đã chạy được hơn nghìn dặm. Anh đến huyện lỵ gần đó, vào một khách sạn rồi thả Nhậm San San ra. Nhậm San San vừa ra ngoài đã trông thấy bộ dạng thảm hại của Ngô Bình, máu bê bết khắp người, mặt trắng bệch. Ngô Bình, anh làm sao thế này? Nhậm San San rất đau lòng, vội vã lau máu trên mặt anh. Ngô Bình mỉm cười, không sao. Anh giao đấu với người của thôn này, không đánh thắng, chịu vài đòn của họ. Nhậm San San ôm chặt anh rồi khóc nức nở. Trước đó cô ấy đã rất sợ hãi, bây giờ an toàn rồi mà vẫn còn thấp thỏm lắm. Ngô Bình nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ấy, đoạn an ủi, không sao nữa rồi. Có anh ở đây, sẽ không ai làm hại em được đâu. Rồi anh hỏi, San San à, sao em lại ở đây? Thế là Nhậm San San kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh biết. Nghe xong, Ngô Bình híp mắt lại, xem ra mấy đại cổ đông ấy có vấn đề. Trước đó anh gọi điện cho bố em, có một người phụ nữ lạ đã bắt máy. Nhậm San San sửng sốt, bố em cũng gặp chuyện rồi ư. Ngô Bình à, chúng ta về nhanh đi. Ngô Bình nói, không cần gấp gáp, chờ anh Trúc Dận giúp em xong xuôi rồi chúng ta sẽ về. Nhậm San San ngẩn ra, Trúc Dận. Ngô Bình đáp, anh không đánh lại họ, nhưng trợ thủ của anh sắp đến rồi, lát nữa cô ấy sẽ dạy dỗ đám người đó giúp anh. Nhậm San San hiếu kỳ hỏi, trợ thủ của anh là ai thế? Là tôi. Cánh cửa đột nhiên bị ai đó đẩy ra. Long Thanh Khâm bước vào, theo sau là Viêm Dương. Ngô Bình vội đứng dậy, Thanh Khâm. Thấy anh bị thương, Long Thanh Khâm tò mò hỏi, ai lại có thể đánh anh ra nông nỗi này vậy? Anh là nhân vương kia mà. Ngô Bình thở dài, Đoạt Thiên Tiên Tôn, mà còn là Võ Tiên Tôn. Long Thanh Khâm cười nói, vận số của anh tốt thật, còn gặp được cả Võ Tiên Tôn. Thú vị đấy, để tôi đi gặp người này. Ngô Bình nói với Viêm Dương, đưa San San về Hải Thành, tìm một nơi an toàn rồi chờ ta sang đó. Viêm Dương đáp, vâng. Tuy không muốn xa Ngô Bình, nhưng Nhậm San San biết mình ở lại cũng không giúp được gì, bèn ngoan ngoãn vâng lời, cùng Viêm Dương rời huyện lỵ này và trở về Hải Thành. Sau khi Nhậm San San đi rồi, Long Thanh Khâm cất lời, xem ra anh là người đa tình, cô gái ấy cũng là nửa kia của anh nhỉ. Ngô Bình húng hắng bảo, Thanh Khâm, người nọ là Võ Tiên, cô có đánh lại không? Nếu như không thể, tôi có thể tạm nhẫn nhịn. Long Thanh Khâm cười khẩy, tuy tôi không phải chân long, nhưng nếu đối thủ dưới cấp thiên tiên thì tôi có thể thoải mái đánh. Ngô Bình nói, thôn Minh này không đơn giản, hình như có thứ gì đó. Thanh Khâm, chúng ta không được khinh suất, tôi sẽ cho cô mượn vật này. Nói đoạn, anh đưa bùa bát bộ chu tiên cho Long Thanh Khâm và dạy đối phương cách sử dụng. Uy lực của bùa này quá lớn. Anh vẫn chưa thể phát huy uy lực một cách toàn diện, nhưng nếu đưa cho Long Thanh Khâm dùng thì không còn vấn đề gì nữa. Long Thanh Khâm gật đầu, được, có bùa này thì tôi nắm chắc 100% rồi. Lúc này, ở thôn Minh, một đám người đang vây quanh Đoạt Thiên Tiên Tôn nọ, nhìn rảo hồn tiễn và bùa âm dương truy hồn trong tay người đó rồi thi nhau xu nịnh. Tộc trưởng càng ngày càng lợi hại, nhoáng một cái đã đánh bại được nhân vương. Tiếc là để tên nhóc đó chạy mất. Chạy rồi cũng không sao, đến khi chúng ta ra ngoài, sớm muộn gì đánh chết tên đó. Người đàn ông nọ lãnh đạm nói, các người tập trung tu luyện đi. Đã nghìn năm nay chúng ta không lộ diện, chẳng biết ở bên ngoài đã có thêm bao nhiêu kẻ mạnh rồi, không được lơ là. Đang nói thì bầu trời bỗng dưng tối lại,
mây đen vần vũ, sấm sét không ngừng chớp nổ. Trong những đám mây ấy thấp thoáng ẩn hiện một con rồng. Mọi người sửng sốt hô lên, là rồng. Người đàn ông nọ cũng kinh ngạc, không ngờ hạ giới này thực sự có rồng. Bỗng nhiên có bóng người màu xanh bay từ trên trời xuống, một bàn tay ngọc ngà vỗ nhẹ vào vai người đàn ông nọ. Vai trái của người đàn ông đột ngột sụp xuống, một luồng sức mạnh khủng khiếp xâm nhập cơ thể khiến ông ta phun ra máu, loạng choạng lùi về sau. Ngay sau đó, Long Thanh Khâm và Ngô Bình đã xuất hiện trước mặt đám đông. Thấy người nọ bị thương, Ngô Bình cười khẩy, chẳng phải ông đánh giỏi lắm sao? Người đàn ông đưa tay lau máu ở khóe miệng, nhìn Long Thanh Khâm chằm chằm, gằn từng chữ, rồng, quả nhiên rất mạnh. Rồng đại diện cho sự tiến hóa đến mức cao nhất, tuy ông ta là Đoạt Thiên Tiên Tôn nhưng vẫn không phải là đối thủ của Long Thanh Khâm. Long Thanh Khâm bảo, ông đã thương anh Ngô, tôi đánh trả giúp anh ấy. Ngô Bình lên tiếng, Thanh Khâm à, thôn này hơi quái lạ, tôi muốn hỏi ông ta vài câu. Bây giờ người đàn ông nọ không thể không nhìn thẳng vào Ngô Bình, bèn trả lời, tôi là Minh U, trước đó đã mạo phạm, xin tạ tội với cậu ngay tại đây. Ông ta là người cầm được buông được, liền chắp tay trước Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, Minh U, tôi hỏi ông, trước kia, ai là người đã bắt các ông hứa rằng sẽ không rời khỏi thôn trong 1000 năm? Minh U im lặng một lúc rồi đáp, Địch Thanh, đại tướng Bắc Tống. Ngô Bình khi rỗi rãi thường đọc rất nhiều sách sử, biết Địch Thanh là mãnh tướng của Bắc Tống, lập được nhiều công trạng, sau đó bị cách chức rồi chết tại nhà với mụn độc ở miệng. Hình như Địch Thanh chỉ sống đến năm 40 mấy tuổi, không giống người tu hành, anh nói. Minh U đáp, đúng là Địch Thanh đã chết, có điều khi ấy ông ta đang trải qua thiên kiếp bất tử, tuy thân xác đã chết, nhưng người thì nhờ vậy mà tiến vào cảnh giới Đoạt Thiên, sau đó thăng cấp thành thiên tiên, bây giờ đã là thiên chủ một phương. Ngô Bình cảm thán, thiên chủ ư, thế thì lợi hại thật, chẳng trách các người không dám làm trái lệnh ông ta. Minh U nói, để duy trì dòng dõi, cứ cách một khoảng thời gian, chúng tôi sẽ ra lệnh cho người ta đưa một số phụ nữ đến đây để gả cho thanh niên trong tộc. Ngô Bình hỏi, lý do Địch Thanh muốn các người cố thủ ở đây là gì vậy? Minh U đáp, Địch Thanh ra lệnh cho chúng tôi bảo vệ một thứ ở đây. Ngô Bình hỏi tiếp, là thứ gì? Minh U trả lời, không rõ. Thứ đó được đặt trong một dương đồng rất lớn, chúng tôi không mở được. Ngô Bình bảo, đưa tôi đi xem. Minh U không từ chối, dẫn Ngô Bình và Long Thanh Khâm đến một ngôi nhà cổ trong thôn. Nhà này rất lớn, bên trong đặt một dương đồng dài khoảng 3 mét, rộng 2 mét, cao 1 mét rưỡi. Bề mặt dương khắc rất nhiều văn tự cổ xưa. Ngô Bình quan sát, loại văn tự này hẳn là tiền thân của tiên văn, thuộc cổ văn. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, thấy trong dương đồng có một động thiên, trong động thiên có bài bố một đại trận tuyệt thế dùng để trấn áp một cỗ quan tài bằng đồng. Trong cỗ quan tài bằng đồng này có một thi thể cổ xưa được vẽ bùa toàn thân, không mặc quần áo, tỏa ra khí tức rất đáng sợ. Nhìn thấy thi thể ấy khiến đôi mắt Ngô Bình đột nhiên đau đớn, vội vàng nhìn đi nơi khác. Anh điềm tĩnh hỏi, năm xưa Địch Thanh đã nói gì? Minh U đáp, ông ta nói rằng vật này không may mắn, thứ ở bên trong sớm muộn gì cũng ra ngoài, bảo chúng tôi bảo vệ nó 1000 năm. Ngô Bình hỏi, bảo vệ 1000 năm ư, nghĩa là vài năm nữa, thứ ở bên trong sẽ ra ngoài sao? Minh U đáp, hẳn là vậy. Ngô Bình gật đầu, đoạn bảo, nể mặt thiên chủ Địch Thanh, hôm nay tôi sẽ tha cho ông một lần, dứt lời, anh kéo Long Thanh Khâm rời đi. Sau khi ra khỏi đó, cả hai đáp xuống tầng thượng của một tòa cao ốc trong huyện lỵ. Long Thanh Khâm cười hỏi, tha cho ông ta như vậy sao? Ngô Bình đáp, trong dương đồng ấy có một thứ rất đáng sợ. Long Thanh Khâm sững người, được Ngô Bình gọi là đáng sợ thì chắc chắn vật đó cực kỳ khủng khiếp. Là gì vậy? Cô ấy hỏi. Ngô Bình đáp, nếu tôi không nhìn nhầm, đó có lẽ là một kẻ mạnh siêu cấp đã mất ý chí, chỉ còn giữ lại thứ hình thành từ bản năng. Thực lực của nó, e là ở cấp kim tiên. Nếu nó không đạt đến mức kim tiên thì chỉ ít cũng là chân tiên cấp 1, nên mới khiến một thiên chủ phải nghiêm túc trấn áp ngay tại đây. Long Thanh Khâm kinh ngạc, mạnh đến vậy ư? Ngô Bình gật đầu, thứ này quá đáng sợ, chúng ta đừng động vào sẽ tốt hơn, nên tôi mới kéo cô đi ngay. Long Thanh Khâm nói, chuyện gì anh cũng biết cả, thật đáng ngưỡng mộ. Ngô Bình mỉm cười, Thanh Khâm à, cô đã ra đây rồi. Chỉ bằng dạo chơi vài ngày đi. Long Thanh Khâm cười đáp, được đấy. Trước đây tôi là yêu,
không thường tiếp xúc với con người, chỉ có một người bạn là Vân Tịch. Nay tôi lại có thêm một người bạn là anh rồi. Ngô Bình cười bảo, nhà tôi có vài con thuồng luồng, lát nữa cô làm quen với bọn nó đi. Đôi mắt Long Thanh Khâm sáng rực lên, thuồng luồng ư. Thế thì tuyệt đấy. Ngô Bình nói, tôi đi làm chút chuyện, cô muốn đi cùng tôi hay đến nhà chờ tôi? Long Thanh Khâm đáp, tôi cũng đang rảnh rỗi, đi chung đi. Ngô Bình gật đầu, được, chúng ta đến Hải Thành một chuyến. Nhất định phải tóm được kẻ đã bắt Nhậm San San và khiến kẻ đó hối hận khi đến thế giới này. Trong một biệt thự sang trọng bên bờ biển ở Hải Thành, ba người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà vừa tán gẫu. Người đàn ông đầu chọc cười nói, Tiểu Ngụy à, sau khi Nhậm San San biến mất, mọi chuyện quả nhiên thuận lợi hơn nhiều. Người phụ nữ này quá thông minh, có mặt cô ta, kế hoạch của chúng ta rất khó thành công. Tiểu Ngụy 20 tuổi nọ mỉm cười, tôi đưa Nhậm San San đến thôn Minh rồi. Hồi bé tôi từng nghe đến nơi quái quỷ ấy, người trong thôn đều rất đáng sợ. Tôi đã chính mắt nhìn thấy ba chân quân vào đó, chỉ vài giây sau đã bị đánh chết. Chậc chậc, đúng là hung ác. Người đàn ông độ 30 tuổi kia cất lời, Tiểu Ngụy à, Nhậm San San bị đưa đến thôn Minh, người đó chắc chắn sẽ đi cứu cô ta. Tiểu Ngụy gật đầu, lúc ấy tôi đã phát hiện trên cổ tay của Nhậm San San có một chiếc vòng có thể truyền tin. Tôi cố ý để nó lại để dụ người đó đến. Người đàn ông đầu chọc bảo, mưu kế của cậu rất khá. Người đó rất bí ẩn, lần trước nhà họ Nhậm thoát chết nhờ cậu ta ra tay cứu giúp đấy. Tôi đã cho người điều tra rồi, có khả năng cậu ta là long thủ của Thiên Long. Tốt hơn hết, chúng ta không nên động vào người như vậy. Cách của cậu vừa có thể khiến người trong thôn đối phó cậu ta, vừa có thể làm Nhậm San San biến mất, quả là một mũi tên trúng hai đích. Người đàn ông độ 30 tuổi kia im lặng vài giây rồi bảo, có khi nào cậu ta sẽ may mắn thoát được không? Tiểu Ngụy lập tức đáp, không thể nào, kẻ mạnh ở đó là tiên tôn đấy. Đừng nói là người đó, dù là mấy người mạnh nhất địa tiên giới vào thôn Minh cũng chưa chắc sống sót trở ra đâu. Nghe Tiểu Ngụy nói thế, hai người còn lại cuối cùng cũng thở phào. Người kia cười bảo, cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Các người đang nói về tôi sao? Bỗng nhiên có một giọng nói lạ vang lên phía sau bọn họ. Cả ba cả kinh, đồng loạt nhảy dựng lên với vẻ mặt hoảng sợ. Không biết tự khi nào, đã có ba người lạ mặt đứng ở gần đó, gồm một nam và hai nữ. Ba người này chính là Ngô Bình, Long Thanh Khâm và Nhậm San San. Nhậm San San phẫn nộ nhìn ba người bọn họ, tại sao các người phải hãm hại tôi? Người đàn ông đầu chọc là người bình tĩnh đầu tiên, vừa nhìn Ngô Bình vừa nói, đây là Long chủ Ngô phải không? Chuyện lúc trước, tôi rất xin lỗi. Rắc, Ngô Bình tung ra một cú đấm, đầu của người đàn ông đầu chọc lập tức bị đấm vỡ nát như quả dưa hấu, dịch não văng ra khắp mặt của hai người còn lại. Cả hai sợ đến mức cứng còng người, không dám động đậy, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ. Ngô Bình đi đến bên cạnh Tiểu Ngụy nọ, là cậu đã đưa San San đến thôn Minh. Tiểu Ngụy tái mặt, lắp bắp nói, xin lỗi. Ngô Bình bảo, cho cậu 5 phút để giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối. Nếu không nói rõ, tôi đánh chết cậu. Đầu óc của tên Tiểu Ngụy này nảy số rất nhanh, lập tức kể rõ mọi chuyện. Hóa ra ba người này đều là thuộc hạ của Đông Hải Long Vương Lương Thiên Cốt, một trong 8 ông trùm Viêm Long. Lương Thiên Cốt nhận được tin mật rằng, hòn đảo mà nhà họ Nhậm mua sẽ trở thành mảnh đất lành động thiên trong tương lai. Vì vậy, Lương Thiên Cốt đã ra lệnh cho ba người họ nhất định phải giành được hòn đảo này. Tuy nhiên, Nhậm Thiên Thắng kiên quyết từ chối bán hòn đảo nên cả ba đã quyết định dùng thủ đoạn. Họ thành lập một công ty năng lượng mới, sau đó thu hút nhà họ Nhậm đầu tư vào đó, nhân cơ hội này tiếp xúc với Nhậm Thiên Thắng và Nhậm San San. Kế hoạch của họ là nắm giữ cổ phần của nhà họ Nhậm thông qua việc hoán đổi cổ phiếu. Sau đó, họ sẽ diệt trừ Nhậm San San và những kẻ chống lưng của cô ấy. Cuối cùng khống chế Nhậm Thiên Thắng và nuốt chửng sản nghiệp nhà họ Nhậm. Như vậy, họ không chỉ lấy được của cải nhà họ Nhậm mà còn giành được hòn đảo, một công đôi việc. Ngoài ra, mục đích chính của việc đưa Nhậm San San đến thôn Minh là dụ Ngô Bình đến đó. Theo kế hoạch của họ, Ngô Bình một khi đã vào thôn Minh thì không có khả năng sống sót trở ra. Nhưng họ không ngờ Ngô Bình chẳng những không chết mà còn bình yên quay về, sau đó thì tìm đến bọn họ. Nghe Tiểu Ngụy kể xong, Ngô Bình híp mắt lại. Anh từng nghe đến 8 ông trùm, nghe nói mấy người này đều chiếm cứ một vùng riêng, thế lực rất mạnh,
những người như Hoàng Thiên Bá vốn chẳng thể so sánh với họ. Ngược lại, ông vua thế giới ngầm Hoàng Thiên Bá còn phải dâng quà cho Đông Hải Long Vương của tám ông trùm nữa kia. Trên giang hồ có một câu cửa miệng lưu truyền về tám ông trùm, Đông Hải Long Vương, Tây vực Quỷ Đà, Bắc có Bồ Tát, Nam có Thi Ma. Man Hoang Cửu Lộ Yêu, Âm Sơn 10 vạn quỷ, Trung Nguyên một thanh kiếm, cùng thờ Phật tám tay. Ngô Bình chỉ mới nghe đến tám vị này chứ chưa từng gặp họ. Trong tài liệu của Thiên Long, sự tồn tại của mấy người này giống như cấm chế vậy, không nên động vào. Ra là người của tám ông trùm, anh hơi cau mày. Long Thanh Khâm hỏi, tám ông trùm là gì vậy? Tiểu Ngụy nọ vì muốn lấy lòng Ngô Bình và Long Thanh Khâm, vội giải đáp, tám ông trùm là tám kỳ nhân đã có công dựng nước buổi đầu. Ở thời cổ đại là họ được phong vương rồi đấy, nhưng hiện nay không còn vương để phong nữa, nên mỗi người họ chọn một mảnh đất và trở thành nhà vua không ngai của nơi đó. Ngô Bình hỏi, Đông Hải Long Vương có biết kế hoạch của các người không? Tiểu Ngụy đáp, Long Vương không biết, trước giờ Long Vương chỉ cần kết quả, không quan tâm đến quá trình. Đông Hải Long Vương, Long Thanh Khâm cười khẩy, là cái thá gì mà dám tự xưng Long Vương? Kẻ đó đang ở đâu, tôi sẽ đến gặp ngay. Tiểu Ngụy nói, Long Vương sống trên biển, quanh năm không vào bờ. Ngô Bình không hỏi nhiều nữa, tôi sẽ cho cậu thời gian để trả lại cổ phần nhà họ Nhậm, ngoài ra, hãy chuyển hết cổ phần của công ty các người sang tên Nhậm San San. Vâng, hai người đó vội đáp. Đội ngũ luật sư của Nhậm San San đã ở bên ngoài. Sau khi họ vào trong thì tức tốc ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, cả hai sẽ chuyển nhượng vô điều kiện tất cả quyền và lợi ích ở công ty năng lượng mới, đồng thời trả lại cổ phần cho nhà họ Nhậm. Chưa kể, họ còn phải chuyển tất cả tài sản dòng đứng tên mình cho Nhậm San San. Khi bọn họ đang ký kết thì Ngô Bình giải trừ huyễn thuật trong người Nhậm Thiên Thắng. Sau đó, anh cùng Long Thanh Khâm bay đi tìm vị Đông Hải Long Vương kia. Kẻ này dám động vào người phụ nữ của anh, bất kể mục đích là gì, anh cũng không dễ dàng bỏ qua. Trên đại dương bao la, có một con tàu khổng lồ đang ra khơi. Đây là tàu chở khách siêu cấp được cải tạo từ tàu sân bay 100.000 tấn. Trên tàu không chỉ có vũ khí cực mạnh mà còn có quán bar, sân bóng, sòng bạc và nhiều căn phòng được bài trí sang trọng. Con tàu này mang tên Vườn Cực Lạc Phương Đông, được gọi là thiên đường của đàn ông. Nghe nói khách trên con tàu này có thể thưởng thức những người phụ nữ hàng đầu và uống những loại rượu ngon nhất. Những dịch vụ không thể thỏa thích tận hưởng ở xã hội thông thường đều có ở đây cả. Khi Ngô Bình và Long Thanh Khâm tìm đến con tàu khổng lồ này thì trời đã tối. Họ đáp xuống boong tàu, thế mà xung quanh không có ai để ý đến họ cả. Lần đầu tiên đến đây, Ngô Bình nhìn quanh quất rồi bảo, chúng ta đi xem thử có gì mới lạ. Đi về phía trước hơn 10 mét là một đại sảnh nguy nga lộng lẫy và chật kín người. Ngô Bình vừa nhìn vào đó đã phải sững sờ. Vì trong đại sảnh ấy, ngoại trừ nhân viên phục vụ, toàn bộ khách đều là người tu hành. Anh vừa bước vào trong, một nhân viên phục vụ đã đon đả tiếp đón, xin chào anh chị. Anh và chị nhà cần gì có thể nói với tôi? Bị hiểu nhầm là vợ Ngô Bình, Long Thanh Khâm không nói gì. Ngô Bình hỏi, ở đây có sòng bạc không? Nhân viên phục vụ cười đáp, dĩ nhiên là có, mời anh theo tôi. Ngô Bình và Long Thanh Khâm đi theo người phục vụ xuống tầng dưới, ở đây toàn là sòng bạc. Hơn nữa còn có rất nhiều hình thức bài bạc ở đây, có cược quyền anh, chọi gà, cả cược tiền nữa. Điều khiến Ngô Bình bất ngờ là thứ mà họ cược không phải là tiền bình thường mà là tiền bùa, thậm chí là tiền báu. Long Thanh Khâm hỏi, đến đây làm gì thế, không đi tìm Long Vương sao? Ngô Bình cười bảo, cô không nhìn thấy tiền bùa à? Cược vài ván đi, để Long Vương chủ động tìm chúng ta. Long Thanh Khâm không nói gì nữa, đi theo Ngô Bình đến một bàn đánh bài. Mấy người này đang chơi bài xì tố, trong đó có một tu sĩ đã thua rất nhiều. Chán đẫm mồ hôi lạnh. Ở ván cuối cùng, người đó đã thua sạch thẻ đánh bạc, tổng cộng thua hơn 100 tiền bùa, đã không còn tiền để thua nữa. Người đó cứ ngồi thẫn thờ, muốn chơi tiếp, tiếc là chẳng còn tiền. Người bên cạnh lạnh lùng bảo, còn chơi nữa không? Không chơi thì đi đi. Ngô Bình vỗ vai người đó, cười bảo, anh bạn à, hay là nghỉ ngơi một lát đi, để tôi. Người đó nhìn Ngô Bình một cái rồi khẽ thở dài, ủ rũ rời chỗ. Ngô Bình ngồi xuống, mấy người trên bàn đều liếc nhìn anh. Người đối diện hỏi, biết luật chưa? Ngô Bình đáp, anh có thể nói cho tôi biết. Đối phương nói,
không được sử dụng pháp thuật để gian lận, nếu không sẽ bị giết ngay tại chỗ. Phải sử dụng thần niệm, bảo vệ bài của mình, tránh để người khác nhìn trộm. Anh cũng không được nhìn trộm bài của người khác. Một người khác bảo, ở đây dùng tinh tệ thay thẻ đánh bạc, một tiền bùa có thể đổi 1.000 tinh tệ. Ngô Bình mỉm cười, lấy ra một túi tinh tệ đặt ở trên bàn, chí ít cũng phải mấy chục nghìn. Mọi người thấy anh là người giàu có, bèn đồng loạt gật gù, ván cược bắt đầu. Trong ván bài đầu tiên, Ngô Bình lấy phải bài xấu. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, nhận thấy bài của những người khác cũng rất bình thường, thế là đập ngay 10.000 tinh tệ vào. Cuối cùng chỉ có một người theo anh, mà bài của người này lại không bằng anh. Nhưng người này rất táo bạo, khí thế hừng hực, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng vậy. Ngô Bình bèn đẩy một túi tinh tệ vào, cười nói tôi cược hết. Anh còn muốn theo không? Người này ngồi đối diện Ngô Bình, vốn rất quyết đoán, thấy Ngô Bình tự tin hơn cả mình bèn quả quyết không theo nữa. Ngô Bình cười bảo, ngại quá. Rồi anh vẫy tay, gom hơn 10.000 tinh tệ trên bàn đến trước mặt. Số tinh tệ này xếp thành từng chồng. Thua ván đầu, mấy người này rất khó chịu, tiếp tục ván thứ hai. Ở ván thứ hai, bài của Ngô Bình tốt một cách ngạc nhiên, trong khi những người khác kém anh rất nhiều. Bằng cách quan sát máy chia bài, anh tính toán được sắp tới mình vẫn sẽ chiếm ưu thế, bèn đánh bạo đặt cược. Sau vài vòng, chỉ còn vài người có bài khá đẹp còn theo tiếp. Ngô Bình lại đẩy mấy chục nghìn tinh tệ vào rồi cười nói, tôi cược tất. Lúc này, những người khác không một ai dám theo. Người ngồi đối diện cười lạnh, lần trước bài của anh cũng bình thường thôi, chẳng qua là dám chơi liều. Tôi không tin lần này anh lại có dây, tôi cũng cược tất. Tiền của cả hai bên đều được chất lên bàn. Đối phương lật bài, anh ta có hai đôi. Bài không hề tệ. Ngô Bình liếc nhìn, nói, bài đẹp đấy, tiếc là tôi thực sự có dây. Ngô Bình lật lá bài cuối cùng lên, quả thực là một dây. Đối phương mặt biến sắc, suýt thì ngã xuống đất. Anh ta gầm lên, anh ăn gian. Ngô Bình lạnh lùng đáp, chơi không lại thì đừng có chơi. Thua rồi lại kêu tôi ăn gian, có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng thì tôi có thể một quyền đánh chết anh. Người kia siết chặt nắm đấm, còn định cãi thêm vài câu nhưng khí tức đáng sợ toát ra từ Ngô Bình khiến anh ta rùng mình, lập tức bình tĩnh lại. Anh ta thở dài rồi quay lưng đi khỏi. Ngô Bình cho hết số tiền trên bàn vào túi. Ván này, anh thắng được hơn 50.000 tinh tệ. Cứ như vậy, Ngô Bình chơi 3 tiếng đồng hồ, thắng mười mấy người và kiếm được tổng cộng 1.290.000 tinh tệ. Về sau, không ai dám chơi với anh nữa. Ngô Bình liền đi tới quầy cược chơi với một cô gái xinh đẹp ở đó. Cô gái này là người của sòng bài, khi đó đang chơi cùng 3 khách khác. Ngô Bình đợi một lát, sau đó vào thay chân một vị khách đã thua hết tiền. Cô gái này sớm đã chú ý đến anh bởi Ngô Bình chưa thua một ván nào. Điều đó khiến cô khá lo lắng, nhìn về phía xa. Thực ra sòng bạc sớm đã cho người theo dõi anh. Một người cứ thắng liên tục như vậy chắc chắn phải có vấn đề, chỉ là hiện giờ họ vẫn chưa thể tìm ra thủ thuật của anh nên không thể làm gì anh được. Giờ Ngô Bình lại muốn kiếm tiền của sòng bạc, khiến những người kia đứng ngồi không yên. Hai người đàn ông mặc đồ đen đi tới. Hai người này tu vi không hề thấp, đều là chân nhân. Anh bạn, hôm nay chơi đến đây là được rồi nhỉ, một người cười nói. Ngô Bình lạnh lùng đáp, cái gì mà đến đây là được rồi. Các người có phải sòng bạc không vậy? Người kia đáp, đương nhiên là phải. Nếu đã là sòng bạc lại ngăn tôi cá cược thì khác nào đuổi khách, Ngô Bình hỏi tiếp. Người kia sầm mặt lại, nói, anh bạn, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu không, bốp, Ngô Bình thẳng tay tát cho người kia đánh bốp một cái khiến người kia móp cả mặt vào, xương sọ cũng méo luôn, bay ra xa vài mét. Những người xung quanh thi nhau nhìn về phía đó. Lúc này, một ông già lạnh lùng nói, kẻ nào dám tới địa bàn của Long Vương làm loạn. Người này khí tức hùng mạnh, là một chân quân. Ông ta đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình đáp, tôi đến chơi cá cược, đó là việc vô cùng chính đáng ở nơi này. Vậy mà người của ông không cho tôi cược, còn nói cái gì mà rượu mời không uống uống rượu phạt. Đây là cách bọn ông làm ăn sao? Vị chân quân cau mày hỏi, anh bạn, cậu vẫn muốn chơi tiếp sao? Ngô Bình, hỏi thừa. Chân quân kia hừ một tiếng, ra hiệu cho người đẹp đứng ở bàn cược tránh ra. Sau đó, ông ta nhìn Ngô Bình, nói, nếu cậu đã muốn chơi thì tôi chơi với cậu nhé. Ngô Bình cười đáp, đương nhiên là được.
chỉ cần có tiền trả thì tôi chơi với ai cũng được. Chậc chậc, anh bạn trẻ này gan không nhỏ đâu, lại dám chơi cá cược với Bách Đổ Chân Quân. Lần này có kịch hay xem rồi, có người biết tới danh tiếng vị chân quân kia bình luận. Ha ha, nghe nói ngay từ trước khi có tu vi, Bạch Đổ Chân Quân đã là cao thủ bài bạc rồi. Sau này ông ấy được một vị tiên quân thu nhận làm đệ tử. Sau khi tu luyện thì trình độ bài bạc của ông ấy càng lên, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, cho nên mới được Long Vương mời tới quản lý sòng bạc này. Người kia không biết trời cao đất dày, lát thua còn cái nịt. Ngô Bình cười nói, chúng ta chơi đơn giản thôi, so xúc sắc lớn bé được không? Bách Đổ Chân Quân, được, vậy thì so lớn bé. Ngô Bình dùng tiên ngọc khắc ra ba con xúc sắc tại chỗ rồi nói, tôi không yên tâm dùng xúc sắc của các người nên tôi sẽ tự làm. Sau khi khắc xong, có người tới lắc xúc sắc còn Ngô Bình và một vài khách nữa chơi trò cược lớn nhỏ với Bách Đổ Chân Quân. Hơn nữa, họ đều cược bằng tiền bùa. Tất cả mọi người đều tin tưởng Bách Đổ Chân Quân nên con xúc sắc vừa rơi xuống bàn, tất cả mọi người đều thi nhau cược theo Bách Đổ Chân Quân, đặt vào cửa lớn. Xúc sắc ra 15 điểm, quả thực cửa lớn thắng. Ngô Bình âm thầm dùng nhãn lực dịch chuyển xúc sắc, biến nó thành số nhỏ rồi đặt vào cửa nhỏ. Chụp xúc sắc mở ra, những người xung quanh đều sững sờ, Bách Đổ Chân Quân cũng kinh ngạc, sao có thể ra số nhỏ cơ chứ? Thính lực của ông ta là thiên hạ vô địch. Chắc chắn là 15 điểm. Rốt cuộc đối phương đã dở trò gì? Ngô Bình cười ha ha rồi vét hơn 100 đồng tiền bùa vào túi mình rồi hỏi chơi nữa không? Bách Đổ Chân Quân xa sầm mặt lại đáp, đương nhiên. Lại đi. Lần này Bách Đổ Chân Quân quan sát rất kỹ để đề phòng Ngô Bình ăn gian. Thế nhưng, lần này vẫn như lần trước. Rõ ràng ông ta đã cược đúng rồi mà khi mở ra kết quả lại ngược lại. Họ đặt cửa nhỏ thì xúc sắc lại ra số lớn. Bách Đổ Chân Quân mặt không cảm xúc, tiếp tục yêu cầu chơi ván thứ ba. Lần này, ông ta đặt tay lên bàn, âm thầm truyền một lực vào xúc sắc để cố định nó. Như vậy ông ta sẽ không sợ Ngô Bình dở trò nữa. Thế nhưng, Ngô Bình còn nhanh tay hơn. Anh đã thay đổi điểm số của con xúc sắc trước cả khi Bách Đổ Chân Quân kịp hành động nên lại thắng thêm một ván nữa. Sau ba ván thắng liên tục, Ngô Bình kiếm được hơn 500 đồng tiền bùa. Đám người cực theo Bách Đổ Chân Quân ôm cục tức, họ thầm nghĩ Bách Đổ Chân Quân bách đổ bách chúng cái quái gì, là lừa đảo chân quân thì có, hại họ thua liền ba ván. Cho nên đến ván thứ tư, đã bắt đầu có người chuyển sang cược theo Ngô Bình. Bách Đổ Chân Quân tức điên lên được, chuyện gì thế này, tại sao Ngô Bình lại điều khiển được xúc sắc, ông ta không biết rằng, Ngô Bình không cần dùng tới thần niệm mà chỉ cần nhãn lực là có thể thay đổi con xúc sắc. Sau 5 ván. Bách Đổ Chân Quân biết mình chơi không lại Ngô Bình, có chơi nữa cũng chỉ thua đậm thêm nên ông ta nghiến răng rồi quay lưng đi khỏi đó. Ngô Bình cười nói, thế nào? Sòng bạc của các ông hết tiền rồi à? Có cần tôi cho mượn tiền để chơi không? Ở cách đó không xa có một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên chiếc ghế khắc hình rồng, người này sớm đã chú ý đến Ngô Bình. Bách Đổ Chân Quân đi tới chỗ người đó, cúi đầu nói, Long Vương, là do thuộc hạ vô dụng, không thể vạch trần thủ đoạn của hắn. Người đàn ông ngồi ghế rồng mũi to miệng rộng, tóc tím mắt xanh, kẻ này tới đây với ác ý, để tôi đích thân đi gặp hắn. Nói rồi, người này đứng dậy. Lập tức, cả sòng bạc bị một áp lực và khí tức kinh hoàng đè lên. Ngô Bình nhìn về phía người này, trong mắt anh đầy vẻ thách thức. Người đàn ông hừ lạnh, sau đó bước một bước đã tới trước mặt Ngô Bình, khoảng cách giữa hai người không tới 2 mét. Cậu thanh niên, có biết đây là đâu không, ông ta hỏi. Ngô Bình, biết, đây là khu giải trí của Đông Hải Long Vương. Còn ông chính là Đông Hải Long Vương Lương Thiên Cốt. Lương Thiên Cốt đáp, nếu biết tôi là ai mà vẫn dám tới sinh sự thì xem ra cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Nói đi, cậu là ai, đến đây với mục đích gì? Ngô Bình, người của ông động tới người phụ nữ của tôi. Tôi tới để nghe lời giải thích. Lương Thiên Cốt, vậy cậu là? Ngô Bình, thiếu trưởng môn của kiếm phái Thục Sơn, Ngô Bình. Lương Thiên Cốt ngạc nhiên, kiếm phái Thục Sơn là thế lực mạnh nhất địa tiên giới. Hơn nữa người thanh niên trước mặt còn là thiếu trưởng môn, lai lịch như vậy đến ông ta cũng không dám đắc tội. Hơn nữa, còn là người của ông ta đắc tội với Ngô Bình trước. Ông ta lập tức trưng ra gương mặt tươi cười, đáp hóa ra là thiếu trưởng môn. Thiếu trưởng môn, là người của tôi không có mắt, dám đắc tội với cậu. Tôi sẽ giết bọn chúng để đền tội với cậu.
Ngô Bình, ông từng muốn mua lại hòn đảo của Nhậm Thiên Thắng. Ông còn nhớ chuyện này không? Lương Thiên Cốt lập tức nhớ ra, ông ta thở dài đáp, thực lòng xin lỗi. Cậu Ngô, cậu muốn giải quyết thế nào tôi đều nghe theo. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm rồi hỏi, vậy tôi cắt lấy đầu của ông, như vậy có được không? Đông Hải Long Vương mặt xa sầm lại, mặc dù không muốn đắc tội với Ngô Bình nhưng nếu buộc phải làm vậy thì ông ta cũng không sợ. Dù gì, ông ta cũng đường đường là Đông Hải Long Vương kia mà. Ngô Bình cười lạnh, xem ra ông không phục. Vậy thì, tôi sẽ cho ông một cơ hội, gọi kẻ mạnh nhất ông có thể mời được ra đây. Đông Hải Long Vương nheo mắt lại, đáp cậu Ngô, đều là thân sĩ giang hồ, không cần phải làm đến nước này chứ. Bốp! Ngô Bình vả vào mặt Đông Hải Long Vương đánh bốp một cái khiến ông ta lảo đảo. Khi hoàn hồn lại, Lương Thiên Cốt vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Ngô Bình lạnh lùng nói, ông không gọi thì mất cơ hội. Được. Lương Thiên Cốt lấy ra một lá bùa, sau đó lạnh lùng nói, kiếm phái Thục Sơn mạnh nhưng sư môn của tôi cũng không yếu đâu. Ngô Bình, ồ, ông là đệ tử Côn Luân sao? Lương Thiên Cốt nói bằng giọng kiêu ngạo, chùa Đại Thiền, Thiền Sư Quảng Tế. Nghe đến cái tên này, Ngô Bình xứng lại. Chùa Đại Thiền hiện có ba vị sư tổ trấn giữ. Trên danh nghĩa thì sư tổ Quảng Tuệ là sư phụ anh. Còn Thiền Sư Quảng Tế này là một vị sư tổ khác, nghe nói vị này bao năm nay lưu lạc bên ngoài. Vậy mà Đại Sư Quảng Tế lại quen biết Đông Hải Long Vương. Ngô Bình, Thiền Sư Quảng Tế là sư tổ của ông. Đông Hải Long Vương hừ lạnh, đáp, đúng vậy, ông ấy chính là sư tổ của tôi. Bốp! Ngô Bình lại tát bốp một cái khiến Lương Thiên Cốt điên tiết, sao cậu lại đánh tôi nữa? Ngô Bình, tôi là sư thúc của ông, đánh ông có gì sai? Lương Thiên Cốt sững sờ. Sư thúc! Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng niệm Phật hiệu, sau đó một vị hòa thượng già đến nỗi không thể già hơn bước vào. Hòa thượng này xuất hiện khiến Ngô Bình không khỏi kinh ngạc bởi ở ấn đường của ông ấy có dấu ấn Phật Quốc. Dấu ấn Phật Quốc có sức mạnh vô hạn của nhà Phật, có khả năng phổ độ chúng sinh. Không chỉ có vậy, cơ thể vị hòa thượng này như lưu ly, lại rắn chắc như kim cương. Điều đó chứng tỏ lão hòa thượng này đã tu luyện tới mức độ trở thành pháp thân của Phật. Hơn nữa cơ thể ông ấy đã trở thành kim thân cơ thể bằng vàng của Đại A-La-Hán. Thằng nhóc kia, tìm ta có việc gì hả? Lão hòa thượng tay còn đang cầm miếng chân giò, sau đó vui vẻ cắn một miếng to. Trên bộ đồ tăng ni của ông ấy toàn là dầu mỡ, không biết đã bao lâu rồi chưa được giặt. Lương Thiên Cốt chưa kịp nói gì thì Ngô Bình đã đi tới trước, chắp tay chào hỏi, tham kiến sư bá. Quảng Tế nhìn anh rồi cười hỏi, cậu là đệ tử của ai đấy? Ngô Bình đáp, sư phụ của đệ tử là sư tổ Quảng Tuệ. Sư tổ Quảng Tế ồ lên một cái rồi đáp, hóa ra là tên ngốc đó, ông ta vẫn đang ở chùa sao? Thấy Quảng Tế gọi Quảng Tuệ là tên ngốc, Ngô Bình cũng hạn hán lời. Anh đáp, vâng thưa sư bá. Đột nhiên Quảng Tế kêu ý một cái rồi bắt đầu nắn bóp Ngô Bình, ái chà chà, được à nha, là nhân vương hẳn hoi. Ngô Bình kéo Lương Thiên Cốt đến trước mặt Đại sư Quảng Tế, hỏi, sư bá, đây là đồ đệ của người sao? Sư tổ Quảng Tế liếc nhìn Lương Thiên Cốt một cái rồi đáp, sư bá không quen cậu ta. Lương Thiên Cốt nhảy dựng lên, sư tổ, sao người có thể không nhận con? Năm ngoái người tới, chính con đã chuẩn bị ba cô. Sư tổ Quảng Tế tát cho Lương Thiên Cốt một cú lệch cả mặt láo toét. Phật gia là kẻ như vậy sao? Lương Thiên Cốt lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vã chữa cháy, truyền dạy Phật Pháp cho ba cô gái ba ngày ba đêm. Quảng Tế không thèm đếm xỉa đến Lương Thiên Cốt nữa mà đưa mắt quan sát Ngô Bình. Ông ấy cười nói, con đừng đi theo tên ngốc Quảng Tuệ đó nữa, sư bá dạy con công pháp thiên hạ đệ nhất. Ngô Bình chớp chớp mắt, hỏi, sư bá, là công pháp gì vậy? Quảng Tế cười hỏi, con có từng nghe đến Cực Lạc Phật Thổ chưa? Ngô Bình, có từng nghe nói. Con học được trên phiến ngọc một chút. Quảng Tế càng vui vẻ hơn, đáp con hiểu được nội dung trên phiến ngọc chữ vô sao. Hay quá, con mau dạy ta đi. Ngô Bình kinh ngạc, sư bá, con tưởng cái đó người cũng biết. Quảng Tế, thiên tư của ta không bằng con, 10 phần chỉ học được 3-4, không thể gọi là tinh thông được. Ngô Bình, sư bá, tu vi của sư bá hiện giờ cũng ngang với thiên tiên, tại sao không tới tiên giới? Quảng Tế cười đáp, ở đó chán ngắt, sư bá muốn hành tẩu nhân gian truyền bá Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Ngô Bình bĩu môi, nửa chữ cũng không tin,
Có mà lão hòa thượng này không dứt được cực lạc trốn hồng trần. Anh đằng hắng một tiếng rồi đáp, sư bá, vậy con sẽ nói qua về công pháp cực lạc Phật thổ cho người nghe. Quảng Tế trừng mắt nhìn Lương Thiên Cốt, đứng được ra đó làm gì? Còn không mau đi tìm một nơi thanh tịnh cho ta học bài. Lương Thiên Cốt chỉ muốn đập đầu vào cột chết quách đi cho rồi. Vốn ông ta tìm sư tổ Quảng Tế đến để đòi lại công bằng cho mình. Nhưng giờ thì hay rồi, Ngô Bình lại là cháu của Quảng Tế, giờ ông ta đi mách ai bây giờ? Lương Thiên Cốt bên ngoài vẫn không dám trái lời, đành phải nhường lại thư phòng của mình cho hai người họ. Ngô Bình không keo kiệt mà giữ lại gì, anh đem toàn bộ kiến thức mình có được về bộ công pháp này truyền cho sư tổ Quảng Tế. Sư tổ Quảng Tế nghe một lần liền mỉm cười nói, hóa ra là vậy, có rất nhiều điều trước đó còn nghi hoặc giờ ta đã ngộ ra. Hay quá! Ngô Bình, sư bá, giờ người đang ở đâu vậy? Có quay lại chùa Đại Thiền nữa không? Quảng Tế nghe thấy ba chữ chùa Đại Thiền thì lắc đầu lia lịa, không về không về, tên ngốc Quảng Tuệ phiền muốn chết. Ngô Bình cười đáp, sư bá đã thành Phật rồi, sao lại còn phiền não được? Quảng Tế cười đáp, nói vậy thôi chứ cũng không đến nỗi gọi là phiền não. Sau đó ông ấy ném cho Ngô Bình một lá bùa, nói, sư bá còn có việc, gặp chuyện gì thì cứ liên lạc với ta bằng lá bùa này, nói rồi lập tức biến mất tăm. Quảng Tế vừa đi khỏi, Long Thanh Khâm nói, may mà đó là sư bá anh, lão hòa thượng này cực lợi hại. Nếu mà giao đấu thật thì chỉ sợ tôi cũng không phải đối thủ của ông ấy. Ngô Bình, ông ấy đã thành Phật rồi, cô đánh không lại là đương nhiên. Long Thanh Khâm, Phật và tiên có gì khác nhau vậy? Ngô Bình, chẳng khác gì, đều là người tu hành thôi. Lương Thiên Cốt lúc này mới rón rén đi tới, quỳ xuống gọi, sư thúc. Ngô Bình liếc nhìn ông ta rồi đáp, món nợ này tôi tạm ghi sổ. Lương Thiên Cốt thở phào, xem ra Ngô Bình định tha cho ông ta. Ông ta vội vã nói, sư thúc, ở chỗ con còn nhiều chỗ vui chơi lắm, giờ con đưa sư thúc tới đó nhé. Ngô Bình, tôi không có rảnh như vậy. Đúng rồi, chuyện phía Hoàng Thiên Bá, tự biết đường mà lo liệu đi nhé. Lương Thiên Cốt lập tức đáp vâng, con nhớ rõ rồi, chắc chắn sẽ làm theo ý sư thúc. Vì có quan hệ với sư tổ Quảng Tế nên Ngô Bình cũng không tiện ra tay với Lương Thiên Cốt. Anh mắng vốn ông ta vài câu rồi rời khỏi đó cùng Long Thanh Khâm để tới khu nhà mới. Lại nói tới Nhậm San San, sau khi tiếp quản công ty năng lượng xong thì cô ấy đã sai kế toán kê khai lại tài sản một chút. Số tài sản tiếp quản từ những người kia là hơn 100 tỷ tệ, khiến tài sản của nhà họ Nhậm tăng lên hơn gấp đôi. Nhậm Thiên Thắng vô cùng cảm kích, ông ấy nói, San San, may mà chúng ta quen biết Ngô Bình, nếu không thì nhà ta lần này coi như xong. Nhậm San San, bố có biết thứ thuốc con vừa bảo bố mẹ ăn là gì không? Nhậm Thiên Thắng, là thuốc gì vậy? Nhậm San San, là đan sinh mệnh, loại đan dược này giá thị trường hàng chục tỷ tệ một viên, Ngô Bình cho con 3 viên. Nhậm Thiên Thắng giật mình, đắt vậy sao? Nhậm San San, bố, Ngô Bình nói anh ấy đang đi làm từ thiện, con muốn giúp một tay. Nhậm Thiên Thắng cười đáp được, con cứ đi đi, ở nhà đã có bố lo. Nhậm San San, bố, ý con là chúng ta để lại một chút tiền đủ dùng, còn lại thì để làm từ thiện có được không? Nhậm Thiên Thắng sững người, gãi gãi mặt đáp, San San, bố khó khăn lắm mới có được chút vốn liếng. Nếu đem tất cả đi quyên góp thì bố không nỡ. Nhậm San San, bố, con chắc chắn sẽ để lại cho bố số tiền đủ dùng. Hơn nữa bố cũng thấy rồi đó, Ngô Bình chỉ búng tay một cái là có thể cho bố gia sản lớn gấp đôi. Thế thì cho đi số tiền đó cũng đâu có vấn đề gì. Nhậm Thiên Thắng là người thông minh, tự biết nặng nhẹ nên hỏi lại con gái, San San, con nói Ngô Bình rất muốn làm từ thiện. Tại sao lại như vậy? Tối hôm đó khi Ngô Bình nói chuyện phiếm với cô đã tiết lộ vài thứ. Mặc dù cô không hiểu hết được mọi điều nhưng biết những chuyện này rất có ích với Ngô Bình. Cô nói, Ngô Bình nói làm việc tốt sẽ nhận được công đức. Công đức càng nhiều thì càng được nhiều lợi ích, con thấy cũng tốt. Nên muốn giúp anh ấy làm. Nhậm Thiên Thắng gật đầu, vậy được, bố sẽ hết sức hỗ trợ con. Cứ như vậy, nhà họ Nhậm bắt đầu đem bán các tài sản dưới tên công ty mình bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tài sản. Trong nửa năm, Nhậm San San thu lại được 230 tỷ, sau đó gom góp từ các nguồn khác được 200 tỷ nữa để thành lập quỹ bình thiện. Mục đích của quỹ này là để giúp đỡ những người nghèo khó, yếu thế trong xã hội. Mà người đứng tên cho quỹ chính là Ngô Bình.
Nhậm San San rất thông minh, cô sử dụng hình ảnh của Ngô Bình để làm một đoạn clip quảng cáo ngắn rồi phát trên các nền tảng lớn nhằm tuyên truyền cho quỹ. Sau này, những người được quỹ của họ giúp đỡ đều sẽ rất biết ơn Ngô Bình. Long Thanh Khâm đến nhà Ngô Bình là nhìn thấy 5 con thuồng luồng con, còn có Lý Dư và Bạch Giao. Thuồng luồng cũng thuộc họ nhà rắn biến hóa mà thành nên Long Thanh Khâm rất thích. Cô ấy khẽ phất tay, 5 con thuồng luồng nhỏ thi nhau nhảy vào lòng bàn tay cô ấy. Lý Dư và Bạch Giao cũng biết kính nể kẻ mạnh nên cúi người hành lễ với Long Thanh Khâm. Dù gì trước mặt rồng thì họ nhà Giao Long cũng chẳng là gì. Long Thanh Khâm, không cần đa lễ, đứng dậy cả đi. Ngô Bình, Thanh Khâm, hay là cô ở lại đây vài hôm giúp tôi quản lý mấy tên này, bọn chúng quá nghịch ngợm. Long Thanh Khâm cười đáp, dù gì tôi cũng dỗi việc, thu nhận chúng làm đệ tử cũng được. Ngô Bình cười đáp, vậy thì hay quá. Lúc này, một cái bóng vụt tới, chính là con trai nuôi của Ngô Bình Hỷ Bảo. Hỷ Bảo lại cao thêm một chút, hiện tại trông đã giống như một cậu bé 4-5 tuổi. Cậu bé đụng phải chân Ngô Bình khiến anh lùi về sau một bước. Ngô Bình đáp, Hỷ Bảo, sau này không được đâm vào người khác như vậy, nếu là người khác thì đã bị thương rồi. Trong tay Hỷ Bảo là người Linh Chi đang đau đến nỗi kêu la thảm thiết, nói mình sắp bị Hỷ Bảo bóp chết rồi. Ngô Bình vội vã giật lấy người Linh Chi, nói, Hỷ Bảo, bố bảo bao nhiêu lần rồi, không được bắt nạt người Linh Chi. Hỷ Bảo chớp chớp mắt hỏi, bố ơi, mẹ con đâu? Đang tu luyện ở địa tiên giới, một thời gian nữa sẽ về. Hỷ Bảo đáp, bố, dạo này con ăn không no. Ngô Bình đương nhiên biết điều này, bởi thể chất của Hỷ Bảo rất đặc biệt nên những món ăn thông thường không thể khiến cậu bé no bụng. Thế nên, anh lấy ra một quả địa thần cho cậu bé ăn. Hỷ Bảo cắn một miếng, vừa ăn vừa đánh đu trên người Ngô Bình vô cùng nghịch ngợm. Ngô Bình nhân cơ hội hỏi, Hỷ Bảo, bố dạy con một bộ công pháp, con có học không? Lúc ở trong động tiên của Long Thanh Khâm, anh học được một loại công pháp phù đạo, vừa hay có thể dạy cho Hỷ Bảo. Hỷ Bảo chớp chớp mắt, đáp có học. Không hổ là vô thể chí tôn, Ngô Bình chỉ dạy có một lần là Hỷ Bảo đã nhanh chóng tu luyện thành công, toàn thân phát sáng, tiến bộ cực kỳ nhanh. Ngô Bình đứng bên cạnh quan sát sự kỳ diệu của vu đạo. Đến ngày thứ ba, toàn thân Hỷ Bảo tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, khí tức hùng hậu. Loại công pháp Hỷ Bảo học tên là Thiên Vu Kinh, tất cả có 33 cấp. Hỷ Bảo chỉ mất 3 ngày là đã luyện tới cấp 4. Thiên Vu Kinh cấp 4 đã tương đương với trình độ của một võ quân hàng đầu. Ngô Bình không dám cho Hỷ Bảo tiếp tục tu luyện, anh nói, Hỷ Bảo, bố đưa con đi chơi. Hỷ Bảo lập tức nhảy cẫng lên, được à? Hai bố con bay một đoạn thì tới một công xưởng này vốn do Lý Mai kinh doanh, nhưng về sau, Ngô Bình phát hiện ra ở đây có địa châu nên anh bảo Lý Mai cho nó tạm dừng hoạt động. Theo Ngô Bình tính toán thì địa châu giờ này cũng lớn rồi nên anh mới tới xem. Nếu địa châu đã lớn thì có thể luyện thành pháp bảo. Có nó rồi thì giống như có được sức mạnh của đất mẹ vậy. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Ngô Bình đứng hai chân trên mặt đất là có thể mượn sức mạnh vô song của đất mẹ, trở thành thiên hạ vô địch. Ngô Bình đi thẳng vào trong sân trước của công xưởng. Bởi vì có địa châu nên tà khí ngưng tụ bên trong công xưởng khiến người đi vào đây cảm giác cực kỳ khó chịu. Anh quan sát một lượt thấy địa châu đã lớn, liền ném cho Hỷ Bảo một cái xẻng sắt, nói con trai, đào. Hỷ Bảo dù còn nhỏ nhưng cực khỏe, cậu bé cầm cái xẻng lên rồi bắt đầu đào bới. Ngô Bình thì lấy ra một cái ghế, ngồi bên cạnh uống trà cắn hạt dưa, thi thoảng lại khen con trai vài câu. Sau khi Hỷ Bảo đã đào xuống dưới mấy chục mét, đã sắp đến chỗ địa châu thì đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài có một giọng nữ nói, sư tỷ, địa châu đó có lẽ đã lớn rồi nhỉ. Một giọng nữ khác đáp, tính toán thời gian thì cũng lớn rồi đấy. Chúng ta đào địa châu tặng lão tổ chắc chắn sẽ rất vui. Nói không chừng, còn truyền cho chúng ta công pháp tuyệt thế nữa ấy chứ. Ngô Bình nghe thấy, lập tức quơ tay một cái, một viên châu màu đen bay ra từ lòng đất rồi bị anh thu lấy, nhét vào trong cái nhẫn chứa đồ. Đồng thời, anh lớn tiếng nói với Hỷ Bảo, con trai, đào mạnh lên, đào thêm mười mấy mét nữa là thấy nước rồi. Hỷ Bảo vẻ mặt đầy hoài nghi, nghĩ bụng không phải ban nãy bố mình nói đi đào báu vật hay sao? Sao giờ đã thành đào tìm nước rồi? Có điều Hỷ Bảo rất ngoan, lập tức cúi xuống tiếp tục thình thịch đào đất. Chẳng bao lâu sau, hai người phụ nữ mặc đồ công sở đi vào.
Hai người này đều ngoài 20 tuổi, một người mặt tròn, một người mặt trái xoan nhưng trông đều khá xinh đẹp. Thấy có người đang đào bới, cô gái mặt tròn ngạc nhiên, sau đó giận dữ hỏi, anh là ai? Ngô Bình nhìn lại cô ta, cũng nhướng mày lên hỏi, thế các cô là ai? Đột nhập vào công xưởng của tôi làm gì hả? Cô gái kia sững lại, đây là công xưởng của anh. Ngô Bình, phí lời, không phải của tôi thì tôi ở đây đào tìm nguồn nước làm gì hả? Cô gái mặt tròn sững lại, anh đang đào giếng sao? Ngô Bình, đương nhiên, ở dưới này có mạch nước khoáng ngầm, tôi chuẩn bị đào nó lên để sản xuất nước giải khát. Cô gái mặt trái xoan cười lạnh, ai mà tin được mấy lời nhảm nhí của anh? Đây là đất bằng, sao mà có nước khoáng được? Ngô Bình đáp, có một ngọn núi cách đây 15 dặm, ở đây có nước khoáng thì có gì lạ? Mà các người tự tiện xông vào đất của người khác, có phải là quá bất lịch sự, vô phép vô tắc không? Cô gái mặt tròn cau mày đáp, anh bạn, người ngay thẳng thì không lòng vòng. Có phải anh đã đụng tới địa châu ở nơi này không? Ngô Bình giả ngốc, địa châu là thứ quái quỷ gì vậy? Cô gái mặt trái xoan lạnh lùng đáp, giao địa châu ra, nếu không thì anh không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngô Bình cười lạnh, cô cứ thử xem. Cô gái mặt trái xoan rút ra một con dao găm, đôi mắt thoáng hiện sát khí. Con dao của cô ta vừa lóe sáng thì mấy long vệ xung quanh đã xuất hiện, bao vây xung quanh. Hai cô gái kia kinh ngạc, không hiểu mấy người này chui từ đâu ra. Ngô Bình bình thản đáp, tôi khuyên cô tốt nhất đừng có ra tay thì hơn, nếu không sẽ chết thảm lắm. Khí tức của long vệ rất đáng sợ, hai cô gái kia vẻ mặt rất khó coi, tựa lưng vào nhau nhìn quanh đề phòng. Đúng lúc này, Hỷ Bảo nhảy lên khỏi miệng hố, reo lên, bố ơi, đào thấy nước khoáng rồi. Quả nhiên, một tia nước từ dưới hố bắn lên, chẳng mấy chốc nước đã lấp đầy cái hố. Ngô Bình cười đáp, nước khoáng này chất lượng được đấy. Hai cô gái kia bốn mặt nhìn nhau, Ngô Bình đang đào nước khoáng thật sao? Cô gái mặt tròn nói, chúng tôi là đệ tử của Ngọc Nữ Môn, tu luyện ở nhân gian. Một thời gian trước, chúng tôi phát hiện ở đây có địa châu nên mới tới quan sát, muốn lấy nó làm quà chúc thọ lão tổ. Nhưng không ngờ anh đã đến sớm một bước, cướp mất địa châu. Ngô Bình cười lạnh, tôi đã nói rồi, công xưởng này là của tôi. Những thứ trong phạm vi công xưởng này đương nhiên cũng là của tôi. Ai cướp của ai cơ chứ? Ngô Bình hiểu khá rõ về Ngọc Nữ Môn. Đây là một môn phái khá có thế lực ở địa tiên giới. Mặc dù không bì được với kiếm phái Thục Sơn nhưng cũng không hề yếu kém. Trong quân Huyền Vũ quân năm xưa có không ít nữ đệ tử của môn phái này. Cô gái mặt trái xoan hỏi, có thể cho chúng tôi biết thân phận thật của anh không? Ngô Bình, nói cho hai cô biết cũng không sao. Tôi tên Ngô Bình, là đệ nhất đệ tử của kiếm phái Thục Sơn. Anh vừa dứt lời, hai cô gái kia đều kinh ngạc. Đệ nhất đệ tử của kiếm phái Thục Sơn, thân phận của anh cao quý hơn bọn họ nhiều. Nói thẳng ra thì dù Ngô Bình hôm nay có giết họ, Ngọc Nữ Môn cũng không dám tìm tới cửa nhà anh báo thù. Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, cô gái mặt trái xoan đột nhiên có vẻ mừng rỡ, vội vàng nói, hóa ra là đại sư huynh của kiếm phái Thục Sơn, từ lâu đã được nghe danh. Ngô Bình quay mặt sang đáp, có gì thì cứ nói. Cô gái mặt trái xoan cười đáp, Ngô sư huynh, lão tổ nhà tôi sắp mừng thọ nên hai chị em tôi mới đi tìm quà để tặng. Thật không ngờ thứ chúng tôi để mắt tới lại là đồ của Ngô sư huynh. Đây là lỗi của chúng tôi không xem xét kỹ tình hình. Chúng tôi thực lòng xin lỗi. Ngô Bình, cũng không phải chuyện gì lớn. Cô gái mặt trái xoan nói tiếp, xin tự giới thiệu, tôi là Liễu Phiêu Phiêu. Đây là sư muội tôi, Mạc Xảo Nhi. Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Ngô Bình đáp, hóa ra là cô Liễu và cô Mạc. Hân hạnh được gặp. Liễu Phiêu Phiêu cười đáp, là hai chị em chúng tôi vinh hạnh được gặp sư huynh mới phải. Ngô sư huynh, nghe nói anh tinh thông đan đạo lắm phải không? Ngô Bình đáp, không dám nhận, tôi chỉ biết sơ sơ mà thôi. Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên cúi người chắp tay nói với anh, tiểu muội có việc cầu xin giúp đỡ. Ngô Bình đáp, cô Liễu có gì cứ nói thẳng, không cần đa lễ. Liễu Phiêu Phiêu đáp, Ngô sư huynh, liệu anh có thể giúp chúng tôi luyện một loại đan dược gọi là hóa ma đan được không? Ngô Bình, hóa ma đan. Liễu Phiêu Phiêu gật đầu, dùng hai tay đưa cho Ngô Bình một phiến ngọc, bên trên có khắc tiên văn. Đó là một công thức luyện đan. Nhìn thấy công thức luyện đan này, Ngô Bình trong lòng thầm phấn khích. Có thể viết ra công thức luyện đan này chắc chắn phải là một thiên tài đan đạo. Thế nhưng,
ngoài mặt anh vẫn không thể hiện cảm xúc gì mà chỉ hỏi lại, đây là công thức luyện hóa ma đan sao? Liễu Phiêu Phiêu đáp, đúng vậy, loại đan dược này sư huynh có thể giúp chúng tôi luyện được không? Ngô Bình cười đáp, có thể cho tôi biết loại đan dược này luyện cho ai dùng được không? Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt như buồn hẳn đi, đáp, là đại sư tỷ của Ngọc Nữ Môn chúng tôi. Cũng giống như vị trí đại sư huynh của kiếm phái Thục Sơn, Ngọc Nữ Môn cũng có một vị đại sư tỷ. Năm đó, danh tiếng của vị đại sư tỷ này nổi lên như mặt trời mới mọc, thậm chí có thể sánh ngang với tiếng tăm của Ngô Bình hiện tại. Ngô Bình, ồ, đại sư tỷ của các cô bị tâm ma nhốt lại đúng không? Liễu Phiêu Phiêu thở dài đáp, đúng vậy, đại sư tỷ từng là hy vọng của Ngọc Nữ Môn chúng tôi, chỉ đáng tiếc là trong lúc tu luyện xảy ra sự cố, vô tình nuôi lớn một ma đầu rất mạnh trong tâm trí. Ban đầu, ma đầu đó rất có ích cho việc tu luyện của đại sư tỷ nhưng về sau, đại sư tỷ lại phải đem toàn bộ sức mạnh ra để trấn áp nó. Đến nay, đại sư tỷ có lẽ sắp không kiên trì được nữa rồi. Ngô Bình, cho nên cô cho rằng hóa ma đan có thể giúp đại sư tỷ cô. Liễu Phiêu Phiêu gật đầu, Ngô Bình huynh, liệu có thể giúp chúng tôi luyện loại hóa ma đan này không? Ngô Bình, có thể, có điều loại đan dược này tôi chưa từng luyện trước đây. Trong tay không có gạo thì khó mà nấu thành cơm được. Liễu Phiêu Phiêu vội vàng đáp, thực ra chúng tôi sớm đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu rồi. Nếu giờ sư huynh có thời gian, xin hãy đi cùng chúng tôi tới Ngọc Nữ Môn một chuyến. Ngô Bình thực ra cũng đang suy nghĩ đến việc luyện một loại đan dược tương tự như hóa ma đan này. Giờ có được công thức, anh lại càng quyết tâm hơn nữa. Ở chùa Đại Thiền còn rất nhiều hòa thượng bị tà ma nhập đang chờ anh cứu chữa. Suy nghĩ một lát, anh nói, thế này đi, 3 ngày nữa 2 người tới đây đợi tôi. Hai cô gái mừng rơn, cảm ơn lia lịa. Sau khi 2 cô gái đi khỏi, Ngô Bình lẩm bẩm một mình, dược liệu trong tay mình có lẽ đủ để luyện, về thử xem sao. Về đến nhà, anh lập tức đi thu thập dược liệu rồi bắt đầu luyện thử hóa ma đan. Sau khi luyện xong lần đầu tiên, anh đích thân thử đan xem hiệu quả ra sao. Anh cảm giác dược lực chia thành 3 luồng, một hướng lên trên, vào thẳng thần khiếu, 2 hướng xuống dưới, đi vào các linh khiếu. Sai rồi, dược lực chỉ chia thành 3 luồng, thiếu mất 3 luồng nữa. Phương hướng của chúng cũng không đúng, anh lắc đầu. Đổi 2 loại dược liệu rồi cho thêm 3 loại dược liệu khác vào lần luyện thứ 2. Luyện xong lần thứ 2, anh lại thử đan tiếp. Lần này dược lực đã chia làm 5 luồng. 3 luồng đi tới thần khiếu, 1 luồng đi xuống linh khiếu, 1 luồng đi xuống đan điền. Đan điền của anh đột nhiên cảm giác nóng ran như sắp bốc hỏa đến nơi. 2 mắt anh sáng rực lên như ngọn lửa rồi thở hồng hộc. Chết rồi, lại đi nhầm chỗ rồi, anh vội vã uống mấy viên thuốc để áp chế dược lực. Ngô Bình không ngừng thử nghiệm, sau khi luyện vài lần nữa mới chốt được sẽ dùng các loại dược liệu nào và cách thức luyện ra sao. Những lô đan về sau ngày càng giống với kỳ vọng của anh hơn. Dược lực chia ra 9 luồng, 3 luồng đi vào thần khiếu, 3 luồng bổ trợ cho thần hồn, 3 luồng nữa bổ trợ cho tiềm thức. Sau đó, anh tiếp tục luyện tới lượt đan thứ 9, thứ 10. Lô đan thứ 10 đã cực kỳ hoàn hảo, chất lượng đan đạt tới vương phẩm. Vậy là anh đã chính thức luyện ra được hóa ma đan. Trước đó, anh cũng từng muốn luyện Phật Vương đan để giúp các đệ tử chùa Đại Thiền luyện ma. Nhưng loại đan dược này luyện cực khó, hiện tại anh vẫn chưa làm được. Giờ tình cờ lại có được hóa ma đan, loại đan dược này cũng có thể giúp được các hòa thượng ở chùa Đại Thiền. Anh mải mê nghiên cứu đan dược mà quên mất cả thời gian. Đợi khi anh ra khỏi phòng luyện đan thì đã là 2 ngày sau. Long Thanh Khâm bước tới hỏi, Huyền Bình, có thời gian giúp tôi luyện thuần huyết đan không? Ngô Bình trước đó đã đồng ý giúp cô ấy luyện loại đan này. Anh cười nói, được chứ, có điều thuần huyết đan cần tới một số loại dược liệu đặc biệt. Cần chút thời gian mới thu thập được các dược liệu này. Thế này đi, cho tôi nửa năm, trong nửa năm tôi chắc chắn sẽ luyện ra được thuần huyết đan. Thực ra thuần huyết đan này cũng có ích với loài người. Nếu loài người muốn tăng độ thuần khiết của máu, tăng sức mạnh của huyết mạch thì có thể dùng thuần huyết đan. Long Thanh Khâm, vậy được, tôi sẽ đợi tin tốt từ anh. Đúng rồi, tôi phải về đây, có thời gian sẽ tới tìm anh. Ngô Bình hỏi, không ở lại chơi thêm mấy ngày sao? Long Thanh Khâm, không được đâu, tôi còn phải về tu luyện. Đúng rồi, tôi đã truyền tâm pháp hóa rồng cho Lý Dư và Bạch Giao rồi, chắc sẽ có ích với chúng.
còn 5 con thuồng luồng con này tạm thời tôi sẽ đưa theo. Ngô Bình, vậy vất vả cho cô rồi. Sau khi tiễn Long Thanh Khâm, anh chuẩn bị một lát rồi bắt đầu tinh luyện địa châu. Đầu tiên, anh phải loại bỏ tà khí của nó. Đợi khi địa châu trở nên thuần khiết là có thể luyện bắt đầu luyện hóa. Ngô Bình có kinh nghiệm luyện đan phong phú nên việc tinh luyện địa châu với anh chẳng có gì khó khăn. Không lâu sau, các tạp chất bên trong địa châu đã được làm sạch. Ngô Bình lập tức bắt đầu luyện hóa địa châu. Rễ của đạo chủng vội vã vươn ra, kéo địa châu vào trong đan điền, vùi sâu vào trong đạo thổ ngũ hành. Đạo thổ ngũ hành này chỉ có kim tiên ở cảnh giới Đại La mới luyện ra được. Đây là báu vật vô cùng quý, có nó thì đạo chủng mới lớn mạnh hơn được. Lúc này, địa châu bị kéo luôn vào trong đạo thổ. Những cấm thuật của địa châu bị hóa giải, dần trở thành một phần của đạo thổ. Đột nhiên, Ngô Bình cảm giác được năng lượng mạnh mẽ vô song của đất mẹ từ dưới hai chân truyền lên người anh. Trong nháy mắt, cơ thể anh tràn đầy năng lượng, như thể anh là con của đất. Với sức mạnh này, không một ai có thể đánh bại được anh. Lúc này, anh cảm thấy mặt đất vô cùng thân thuộc, giống như một người mẹ. Anh giật mình, đột nhiên cảm thấy đất dưới chân đang mềm ra, chẳng mấy chốc anh đã lún sâu vào bên trong. Trong lòng đất, Ngô Bình có thể tự do di chuyển như cá dưới nước. Anh chỉ cần dùng ý niệm là lập tức có thể di chuyển được mấy chục dặm. Đây chính là thuật độn thổ chính tông. Anh ở dưới đó khám phá vài tiếng đồng hồ, càng lúc càng trở nên thành thạo cách di chuyển trong lòng đất. Khi anh lên khỏi mặt đất thì chợt thấy mình đang ở một vùng đất hoang. Anh dậm chân một cái, mặt đất dưới chân dập dờn như những làn sóng, những viên đá trồi ra khỏi mặt đất vừa cao vừa sắc, dễ dàng giết chết cả địa tiên. Nhờ có lực của đất mẹ mà mặt đất trong vòng 10 dặm xung quanh trở nên giống như một bộ phận cơ thể Ngô Bình, biến hóa theo ý niệm của anh. Tuy nhiên, làm vậy cũng tiêu hao thể lực. Thử nghiệm một lát, anh đã thấm mệt nên vội vã dừng lại. Không tồi, địa châu này đúng là đồ tốt. Lúc này anh đã mệt nên ngồi xuống đất, từ từ cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Đột nhiên, anh cảm giác các mạch máu trong cơ thể như bị chấn động. Giống như một con rồng hung hãn đang di chuyển. Đoàng! Từ trong nơi sâu thẳm nhất của linh hồn anh phát ra một tiếng nổ. Một luồng khí tức cổ xưa được giải phóng ra từ huyết mạch của anh. Mỗi tế bào trên cơ thể đều trở thành một lá bùa, di chuyển trong mạch máu. Còn máu huyết của anh biến thành màu vàng hồng. Trên những lá bùa này mang theo năng lượng thượng cổ từ thời nguyên thủy. Những nơi dòng máu của anh đi qua, xương thịt, lục phủ ngũ tạng đều có sự thay đổi. Lúc này một nửa người anh đang lún dưới đất, cơ thể thì như đang lột xác. Ban nãy, anh đã giải phóng được một lớp xiềng xích kìm hãm sức mạnh huyết thống của mình, điều này rất có ích với Ngô Bình. Ngô Bình rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đợi khi anh hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã là 2 ngày sau đó. Xem ra, huyết mạch càng được khai phá thì sức mạnh càng kinh người. Nếu mình khai phá toàn bộ huyết mạch của nhà họ Lý thì sẽ thế nào nhỉ? Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng mong chờ. Về đến nhà, anh lập tức kiểm tra bài vở của Hỷ Bảo. Nhưng lúc về, anh thấy cậu bé đang ở trong hồ bắt cá. Ngô Bình nhấc Hỷ Bảo lên, nói, Hỷ Bảo, không được ham chơi. Lúc bố bằng con, bố chăm học lắm đấy. Anh còn chưa nói dứt lời thì Trương Lệ đã cắt ngang, Tiểu Bình, hồi bằng thằng bé bây giờ con vẫn đang tè dầm đấy. Ngô Bình đảo mắt chán trường, mẹ, con đang dạy dỗ con cái, mẹ đừng có thế chứ. Trương Lệ mang một đĩa thức ăn lên, cười vui vẻ rồi đút cho Hỷ Bảo, nói cục cưng của bà, mau ăn đi. Bà nội mới làm đấy, ngon lắm nhé. Nghĩ ngợi một chút, anh lấy ra một tấm thẻ quỷ. Thứ này là do tu sĩ quỷ đạo Tô Linh Yên tặng cho anh, bên trong phòng ấn một cô gái xinh đẹp. Cô gái này tên là Vũ Phi. Vũ Phi hóa thành một làn khói xanh, sau đó hiện thân trước mặt mọi người. Cô nhẹ nhàng chào hỏi, chủ nhân. Ngô Bình, Vũ Phi, sau này cô phụ trách việc trông Hỷ Bảo. Vũ Phi đáp, vâng. Trương Lệ sớm đã quen với những việc kỳ lạ diễn ra xung quanh mình nên chẳng hề ngạc nhiên. Bà ấy nói, Tiểu Bình, con đi xem bố con xem. Mấy hôm nay ông ấy cứ thần thần bí bí, thường xuyên tự nhốt mình trong phòng. Ngô Bình biết bố mình đang bận tu luyện nên đáp, mẹ, mẹ có cảm thấy bố con ngày càng đẹp trai không? Trương Lệ hừ một cái rồi đáp, một ông già đẹp trai có tác dụng gì cơ chứ? Ngoài miệng thì nói vậy nhưng khóe miệng bà ấy thoáng hiện một nụ cười. Sau khi dặn Vũ Phi trông Hỷ Bảo, Ngô Bình đi gặp Lý Niệm Tổ. Lúc này,
Lý Niệm Tổ đang ở trong sân giao đấu với mấy người khác. Ở nhà Ngô Bình có 13 ma nhân đã được anh chữa khỏi, giờ đã trở lại là tu sĩ bình thường. Ngô Bình còn dạy cho họ loại công pháp cao minh hơn. Họ ngày đêm khổ luyện, thi thoảng Lý Niệm Tổ lại gọi họ tới để cùng luyện công. Lý Niệm Tổ là địa tiên nên rất mạnh, 13 người kia cộng lại cũng không phải đối thủ của ông ấy. Thế nhưng Lý Niệm Tổ ít khi ra tay với người khác nên vẫn cần thường xuyên luyện tập để thành thạo các chiêu thức. Lúc Ngô Bình đến, có mấy người mặt mũi đã bầm tím. Xem ra họ đã ăn vài chưởng của Lý Niệm Tổ. Chủ nhân, họ thi nhau chào anh. Ngô Bình gật đầu, mọi người không cần lúc nào cũng vùi đầu vào tu luyện. Khi rảnh rỗi có thể ra ngoài đi dạo. Những người này sớm đã không còn người thân, mà dù còn cũng không liên lạc được. Cho nên Ngô Bình giữ họ lại để làm việc cho anh. Ngô Bình hỏi tình hình tu luyện của họ rồi tỉ mỉ hướng dẫn thêm. Khi linh khí phục hồi, mọi thứ trở về như thời thượng cổ thì những người này sẽ cực kỳ có ích đối với anh nên phải bỏ công đào tạo cẩn thận. Nguyên thần của Lý Niệm Tổ giờ đã vô cùng lớn mạnh. Thời gian gần đây, ông ấy đã đột phá lên cảnh giới thứ hai là cảnh giới thuần dương của địa tiên. Mục tiêu của cảnh giới thuần dương chính là loại bỏ tạp chất trong cơ thể mình để chuẩn bị căn cốt cho giai đoạn tu luyện tiếp theo. Có điều... Theo ghi chép của sách Quý Thiên Kiêu thì cảnh giới thuần dương thực ra còn có yêu cầu cao hơn, loại bỏ tạp chất thực ra chỉ là một trong số những yêu cầu đó. Cho nên, Ngô Bình đem những vấn đề mấu chốt khi tu luyện nói cho bố mình nghe. Thể chất của ông ấy là linh minh thánh thể, nếu tu luyện quá nhanh chỉ sợ cái gốc sẽ không vững nên Ngô Bình muốn bố mình đi chậm mà chắc từng bước một. Buổi chiều, Ngô Bình đi tìm Hướng Văn Thiên, anh vẫn cần anh ta đưa anh đi lấy bảo bối hỗn thiên nghi của hỗn thiên ma quân. Nhân tiện, anh cũng phải tới Ngọc Nữ Môn một chuyến để thử nghiệm hiệu quả của hóa ma đan. Nếu hiệu quả tốt thì sau đó anh có thể dùng đan dược này chữa cho các hòa thượng chùa Đại Thiền. Anh và Hướng Văn Thiên đi tới công xưởng bỏ hoang hôm trước. Lúc này, ở công xưởng có nhiều người đang làm việc. Bởi địa châu đã được lấy đi nên nơi này lại có thể hoạt động trở lại. Hai chị em Liễu Phiêu Phiêu đã chờ sẵn ở cổng. Nhìn thấy Ngô Bình, cô ta mừng rỡ chạy tới, Ngô Sư Huynh. Ngô Bình gật đầu, chúng ta đi thôi, đến Ngọc Nữ Môn trước. Hướng Văn Thiên cũng không dám nhiều lời, Ngô Bình bảo đi đâu thì anh ta đi theo đó. Đoàn người đi tới địa tiên giới, sau đó bay thêm một lát là tới Ngọc Nữ Môn. Ngọc Nữ Môn tu luyện Ngọc Nữ Tiên Kinh, đa số nữ đệ tử đều là tuyệt sắc giai nhân, xinh đẹp động lòng người. Đây cũng là tông phái khá nổi tiếng ở địa tiên giới. Đến trước cửa Ngọc Nữ Môn, hai nữ đệ tử đang canh gác chặn đường họ. Nói, Liễu Sư Tỷ, theo môn quy của chúng ta, không được cho phép đàn ông đi vào Ngọc Nữ Môn. Liễu Phiêu Phiêu vội đáp, Sư Muội, vị này là Ngô Thần Y, anh ấy có thể chữa được cho Đại Sư Tỷ. Thế này đi, Sư Muội vào thông báo với trưởng môn trước giúp ta. Hai cô gái kia nghe tin Ngô Bình có thể chữa được cho Đại Sư Tỷ thì lập tức gật đầu, được, mời các vị đợi một chút. Nữ đệ tử này đến rồi đi, sau đó quay lại cũng nhanh như một cơn gió. Từ phía xa, cô ấy đã gọi với theo, trưởng môn mời Ngô Thần Y vào bên trong. Ngọc Nữ Môn nằm trong một thung lũng có cảnh sắc nên thơ. Bên trong thung lũng này có rất nhiều công trình kiến trúc. Ngô Bình được mời tới trước một đại điện, ở đó có một người phụ nữ đang đứng chờ sẵn. Người này toát ra vẻ đoan trang chính trực nhưng cũng vô cùng cao quý. Về tuổi tác thì có lẽ khoảng trên dưới 30. Người phụ nữ nói, Ngô Thần Y, từ lâu đã được nghe danh. Ngô Bình vội vã chắp tay hành lễ, vinh dự được gặp môn chủ. Người này chính là môn chủ của Ngọc Nữ Môn Ly Mộng Tiên Quân, trước đây từng là mỹ nhân số một địa tiên giới. Ly Mộng Tiên Quân đáp, Ngô Thần Y không cần đa lễ, mời vào trong điện nói chuyện. Vào bên trong điện, Ngô Bình suýt thì hoa cả mắt. Trên dưới trái phải đều là những cô gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Chọn đại một cô trong số đó cũng có thể trở thành mỹ nhân số một chốn nhân gian. Có điều anh là đệ tử của kiếm phái Thục Sơn nên không thể liếc ngang liếc dọc, phải giữ lễ tiết của bậc trưởng phu. Có một nữ đệ tử bưng trà lên, Ly Mộng Tiên Quân nói, mời dùng trà. Ngô Bình cảm ơn, uống một ngụm trà rồi hai người họ bắt đầu bàn chuyện chính. Ly Mộng Tiên Quân, Phiêu Phiêu đã nói với tôi, nó nói thần y có cách chữa cho Đinh Nhu. Đinh Nhu chính là tên đại sư tỷ của Ngọc Nữ Môn. Ngô Bình đáp, tôi đã luyện thành công hóa ma đan. Có thể thử công hiệu của nó. Ly Mộng Tiên Quân mừng rỡ, đã luyện thành công rồi sao?
Vậy thì quá tốt rồi. Ngô Thần Y, mời đi theo tôi. Những người khác không đi theo họ, chỉ có Ngô Bình đi theo Ly Mộng Tiên Quân tới một động tiên. Trong động có một cô gái đang ngồi thiền trên nền nhà bằng ngọc. Vẻ mặt cô ấy lúc thì đau đớn, khi lại nhăn nhó, lúc lại đột nhiên mỉm cười. Cô gái này cực kỳ đẹp, hơn xa những nữ đệ tử ngọc nữ môn mà anh từng thấy. Hơn nữa khí chất của cô ấy cũng không thua kém gì Ly Mộng Tiên Quân. Nhìn thấy Ly Mộng Tiên Quân dẫn một người đàn ông vào động, Đinh Nhu hỏi, sư tôn, vị này là... Ngô Bình, Đinh Thiên Tử, tôi là đệ tử kiếm phái Thục Sơn, Ngô Bình. Tôi tới để giúp cô chữa tâm ma, trước tiên xin hãy uống viên đan này. Ngô Bình lấy ra một viên đan, Đinh Nhu vừa ngửi thấy mùi đan dược, đầu óc đã minh mẫn hơn. Cô ấy kinh ngạc thốt lên, đây là đan dược gì vậy? Ly Mộng Tiên Quân, Đinh Nhu, còn mau uống đi. Đinh Nhu không do dự thêm, hé miệng rồi nuốt viên đan. Lập tức, dược lực chia thành 9 luồng, tác động theo các hướng khác nhau trong cơ thể cô. Tâm ma quấy nhiễu cô lập tức bị áp chế. Đinh Nhu mừng lắm, lập tức dồn toàn bộ sức lực để luyện hóa tâm ma. Ngô Bình đứng cạnh quan sát, nửa tiếng sau anh cười nói, Đinh Thiên Tử vì bị tâm ma quấy nhiễu nên tu vi bị kẹt lại cảnh giới âm dương. Giờ thì có thể đột phá lên cảnh giới mới rồi. Anh vừa dứt lời, toàn thân Đinh Nhu tỏa ra khí tức hoàn toàn khác. Cơ thể cô ấy đang có sự thay đổi trước nay chưa từng có. Long Môn. Ly Mộng Tiên Quân mừng rỡ nhìn Đinh Nhu, cuối cùng cũng đột phá được rồi. Cảnh giới nhỏ đầu tiên trong cảnh giới lớn động tàng là Long Môn. Một khi đột phá được tới cảnh giới này thì giống như cá chép hóa rồng, cả cơ thể và thần hồn đều lột xác. Bởi lẽ đó, đây mới được gọi là cảnh giới Long Môn. Một khi lên tới cảnh giới Long Môn là đã trở thành kẻ mạnh trong số các địa tiên, thực sự đã trở thành tiên. Những cao thủ chân quân không thể bì được. Ly Mộng Tiên Quân cúi người cảm tạ Ngô Bình, đa tạ Ngô Thần Y. Ngô Bình vội vã đáp lễ, tiên quân khách sáo rồi. Ngô Bình còn có việc nên lập tức cáo từ, Ly Mộng Tiên Quân mời anh ở lại chơi cũng không được nên đành đích thân tiễn anh ra tận bên ngoài thung lũng. Sau khi rời khỏi Ngọc Nữ Môn, Hướng Văn Thiên không khỏi cảm thán, cậu Ngô cứu được đại sư tỷ của Ngọc Nữ Môn, lại giúp Ngọc Nữ Môn có thêm một vị tiên quân. Đây là ơn trời bể, sau này cậu chắc chắn sẽ được hưởng phúc. Ngô Bình nhìn anh ta hỏi, hưởng phúc. Hướng Văn Thiên, ở Ngọc Nữ Môn, người đẹp nhiều như sao trên trời. Đệ tử nam của các môn phái khác đều mê, cậu chủ Ngô Lửa đã tới gần rơm, sợ gì không có thu hoạch. Ngô Bình không thèm đếm xỉa đến anh ta, nói, đi gặp người của anh đi, không lấy được Hỗn Thiên Nghi thì tôi luyện hóa anh đấy. Hướng Văn Thiên không khỏi run rẩy, vội vã đáp, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Khi tới địa bàn của Hỗn Thiên Ma Quân, Ngô Bình che giấu khí tức của mình rồi bảo Hướng Văn Thiên đi lấy Hỗn Thiên Nghi. Ngô Bình chờ trong một hang núi, bắt mấy con thỏ nướng ăn. Sau khi ăn xong, anh uống thêm một hồ lô rượu nhưng Hướng Văn Thiên vẫn chưa thấy quay lại. Lẽ nào thất bại rồi, anh lẩm bẩm. Mấy phút sau, Hướng Văn Thiên đưa một cô gái vào trong hang núi. Cô gái này có lẽ ngoài 20, vô cùng xinh đẹp. Cô gái núp sau lưng Hướng Văn Thiên. Anh ta đưa một vật trông như cái mai rùa, to cỡ một bàn tay cho Ngô Bình, nói cậu Ngô, đây chính là Hỗn Thiên Nghi. Ngô Bình thu lấy thứ này, hỏi, đó là người phụ nữ của Hỗn Thiên Ma Quân sao? Hướng Văn Thiên, đúng, nhưng giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi rồi. Ngô Bình cười đáp, gan không nhỏ đâu. Hướng Văn Thiên bất lực đáp, cả Hỗn Thiên Nghi tôi cũng trộm rồi, trộm thêm một người thì có là gì? Ngô Bình gật đầu, được rồi, anh có thể đi rồi. Hướng Văn Thiên gật đầu rồi đưa cô gái kia ra khỏi hang núi. Sau khi Hướng Văn Thiên đi khỏi, Ngô Bình cầm Hỗn Thiên Nghi lên nghiên cứu. Anh nhanh chóng hiểu ra cách dùng thứ này. Đầu tiên, anh phải dùng thần niệm để liên kết với nó, sau đó mới khai triển mấy lần các loại công pháp, thần thông. Lúc này, Hỗn Thiên Nghi có thể căn cứ vào tình hình để linh hoạt phản ứng lại. Ngô Bình quyết định thứ gì dễ làm trước, khó làm sau. Anh bắt đầu thi triển Niêm Hoa Chỉ. Lúc này, anh nhìn thấy Hỗn Thiên Nghi tỏa ra ánh sáng màu tím, tấn công vào người anh. Luồng sáng này như thể đang kiểm tra thể chất của anh. Anh thi triển Niêm Hoa Chỉ mấy lần, trong luồng sáng hắt ra từ Hỗn Thiên Nghi tạo thành dòng chữ, kỹ thuật võ học bậc 2 sơ cấp, mức độ sát thương 3 điểm. Kỹ thuật võ học này có thể được nâng cấp lên mức cao cấp. Ngô Bình nhận ra bên trên Hỗn Thiên Nghi xuất hiện một vòng xoáy năng lượng.
anh phải ném tiền bùa vào bên trong để hỗn thiên nghi có năng lượng hoạt động. Anh ném 100 đồng tiền bùa vào bên trong, vòng xoáy năng lượng vẫn không biến mất. Sau đó anh ném tiếp 30 đồng nữa thì nó mới biến mất. Sau đó hỗn thiên nghi không ngừng phát ra ánh sáng, như thể nó đang tính toán. Khoảng nửa phút sau, hỗn thiên nghi chiếu ra ngoài một quang cảnh, bên trên là niêm hoa chỉ cấp độ cải tiến. Mặc dù là kỹ năng võ học sơ cấp nhưng lực sát thương giờ đã lên tới 7 điểm. Rõ ràng đã được nâng cấp so với niêm hoa chỉ ban đầu của anh. Ngô Bình nhìn một lát, sau đó sáng mắt lên nói, hay. Quả nhiên là đã được nâng cấp, uy lực phải hơn gấp đôi, hơn nữa thi triển cũng dễ dàng hơn. Những gì khiếm khuyết trong chiêu thức này cũng đã được bù đắp. Đối với công pháp trong cùng một cảnh giới sẽ chia ra thành các tầng là thô sơ, phổ thông, cao cấp, tinh hoa, vô khuyết, truyền kỳ, sử thi, thần thoại. Ngô Bình còn đang muốn thử nghiệm các loại công pháp khác, nhưng lá bùa truyền tin trên người anh đột nhiên sáng lên. Bên trong vọng ra giọng Lâm Thanh Giao, sư huynh, anh đang ở đâu vậy? Ngô Bình thu lại pháp lực đáp, Thanh Giao, tôi đang ở địa tiên giới, có chuyện gì sao? Lâm Thanh Giao, vậy thì tốt quá. Sư huynh, điện trường sinh xảy ra chuyện rồi, anh mau về đây. Ngô Bình cau mày, có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Giao, điện chủ đang luyện loại đan dược gì đó thì lò luyện đan phát nổ. Đến trưởng môn cũng phải chạy tới để áp chế lò đan rồi, nhưng xem ra cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Ngô Bình kinh ngạc, cái gì? Đến trưởng môn cũng tới rồi sao? Tôi biết rồi, tới ngay. Anh không dám chậm trễ một phút nào, lập tức dùng thuật độn thổ đi tới điện trường sinh. Bên ngoài điện trường sinh chật kín người, đến các phong chủ cũng đang đứng ở đây với vẻ lo lắng. Đệ tử của điện trường sinh thì còn sốt sắng hơn, ai cũng có vẻ thấp thỏm. Đại sư huynh đến rồi, có người nhìn thấy Ngô Bình nên mừng rỡ hô lên. Tốt quá rồi, có đại sư huynh ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua nguy hiểm. Ngô Bình không kịp chào hỏi với mọi người mà đi thẳng vào phòng luyện đan luôn. Bên trong có một lò luyện đan màu tím đang tỏa khí tức rất mạnh. Nó lơ lửng trên không trung, thân lò không ngừng vặn vẹo. Lúc này, Lục Phi Hùng đang ra sức khống chế lửa lò, còn trưởng môn Lưu Vọng Công ở cạnh đó cũng đang cố hết sức để khống chế không cho lò luyện phát nổ. Nhưng trông dáng vẻ kiệt sức của ông ấy thì chắc không cầm cự được lâu nữa. Ngô Bình liếc nhìn lò luyện đan thì thấy có hai luồng đan khí hình rồng đang quấn lấy nhau, dược tính của chúng trái ngược nên đang phản ứng lại dữ dội. Một khi lò mà nổ thì uy lực tạo ra không kém bom nguyên tử. Cả điện trường sinh sẽ bị san bằng ngay. Lục Phi Hùng nhìn thấy Ngô Bình thì như nhìn thấy cái phao cứu sinh, ông ấy sáng mắt lên nói, thiếu trưởng môn, mau nghĩ cách đi. Ngô Bình tức điên lên hỏi, đan dược gì đây? Lục Phi Hùng, một loại đan dược cổ tên là âm dương tạo hóa đan, tôi luyện thử, ai dè nó phản ứng ghê quá. Ngô Bình chán nản nói, điện chủ, với cấp bậc của loại đan dược này thì cần phải luyện trong một lò luyện đỉnh cấp. Hơn nữa, dược liệu ông dùng cũng không đúng, nhiệt độ cũng sai luôn. Hai người có thể giữ cho lò không nổ đến tận bây giờ là quá siêu đấy. Lưu Vọng Công, Ngô Bình, bây giờ không phải lúc trò chuyện, cậu mau nghĩ cách khống chế lò luyện đan đi. Nếu không thì tôi chỉ có thể ném nó tới nơi hoang vắng để tránh khiến mọi người bị thương thôi. Ngô Bình, để đệ tử thử. Anh đi tới gần lò luyện rồi thế chỗ Lục Phi Hùng, sau đó tay anh đánh nhanh vào để lấy dược tính không cần thiết ra. Cùng lúc đó liên tục thêm dược liệu đúng vào. 10 phút sau, sức mạnh trong lò luyện không còn sục sôi nữa, nhưng Ngô Bình cũng đã mệt đến mức mướt mát mồ hôi. Anh không dám lơ là dù chỉ một giây, mà vẫn tiếp tục thêm dược liệu vào để điều chỉnh lại tỷ lệ. Cuối cùng, anh lấy nửa chén máu rồng ra rồi đổ vào trong lò. Ngay sau đó, lò luyện đã đứng yên, bên trong lò cũng có sự thay đổi kỳ diệu. Lúc này, Ngô Bình luôn tay kết đan quyết. Có bao vốn liếng là anh dốc ra hết, cả huyết mạch của Lý Thị và các ký ức cổ xưa cũng được trưng dụng luôn. Âm dương tạo hóa đan, anh sáng mắt lên, tay vẫn liên tục kết đan quyết, khí tức của lò luyện thay đổi không ngừng, nhưng ngày một ổn định hơn. Nửa tiếng sau, dược khí trong lò đã chuyển thành hai luồng khí tức đen và trắng, sau đó nối đuôi nhau tạo thành hình bát quái. Cuối cùng thì lò luyện cũng ổn định, vì thế Ngô Bình để nó xuống đất. Lục Phi Hùng và Lưu Vọng Công bấy giờ mới thở phào một hơi, Lục Phi Hùng hỏi, còn cứu được đan dược nữa không? Ngô Bình lườm ông ấy, đan dược sẽ là của tôi. Lục Phi Hùng cười nói, được, không có cậu thì cả lò đều hỏng rồi, thế nên tôi cho cậu hết.
Ngô Bình đi xung quanh lò luyện rồi liên tục đập vào thân lò, làm Lục Phi Hùng chỉ biết trố mắt ra nhìn. Thiếu trưởng môn, cậu học đan quyết này ở đâu thế? Tại sao tôi chưa thấy bao giờ? Ngô Bình, đây là đan quyết do lão quân truyền lại, đương nhiên ông chưa từng thấy được rồi. Nói rồi, anh hô lên, mở. Lò luyện mở ra, một tia sáng bay lên tạo thành hình hai màu đen trắng đan xen vào nhau. Pháp lực của Ngô Bình đã hóa thành hai bàn tay lớn, sau đó bắt lấy tia sáng ấy. Quỳnh! Không khí vang lên tiếng nổ mạnh, Ngô Bình thu tay lại, sau đó đã có một viên đan dược hai màu đen trắng to như quả hạch đào xuất hiện trong tay anh. Thấy thế, mắt Lục Phi Hùng sáng như đèn phá, thành công thật này. Đan dược cấp mấy thế? Ngô Bình, nhất phẩm, nhưng tôi đã thay đổi dược tính của nó nên nó không phải âm dương tạo hóa đan thật đâu. Chỉ có tác dụng giống 70% thôi. Méo mó có hơn không, dẫu sao vẫn hơn là hỏng bét. Lục Phi Hùng cầm đan dược lên xem rồi nói, quá kỳ diệu luôn. Lưu Vọng Công lườm Lục Phi Hùng rồi hỏi Ngô Bình, đan dược này có tác dụng gì? Ngô Bình, tác dụng chính là hỗ trợ tiên quân ở cảnh giới động tàng và âm dương. Hơn thế nữa là giúp tiên quân củng cố nền móng, chuẩn bị đột phá động thiên. Nhờ đọc Thiên Kiêu Bảo Sách mà Ngô Bình đã hiểu rõ về cảnh giới động thiên. Lưu Vọng Công, cảnh giới động thiên ư? Tôi nghe các trưởng lão nói có nhiều thiên tài có thể mở được hai, ba động thiên luôn đấy. Ngô Bình, thế đã là gì? Thiên tài thật sự có thể mở cả 9 động thiên, thậm chí có người còn mở được động thiên thứ 10. Lưu Vọng Công ngạc nhiên nói, có động thiên thứ 10 ư? Ngô Bình gật đầu, động thiên có liên quan đến linh khiếu. Mỗi động thiên ứng với một linh khiếu. Tương tự đó, thần khiếu cũng có liên quan mật thiết đến cảnh giới thần tàng, thần khiếu càng mạnh thì thần tàng cũng mạnh theo. Lưu Vọng Công cảm thán, tiếc thật, ban đầu tôi hấp tấp tu luyện, không để ý củng cố nền móng. Thật ra không chỉ Lưu Vọng Công, mà hầu hết các tu sĩ đều chưa thể tu luyện thần khiếu và linh khiếu, điều này gây hạn chế rất lớn cho thành tựu ở cảnh giới tiên quân của họ. Giống như học sinh tiểu học không học các phép tính cơ bản thì sau muốn học các đẳng đẳng thức sẽ cực khó. Ngô Bình cất đan dược đi, sau đó mệt mỏi ngồi xuống đất. Anh lấy một viên sinh mệnh đan ra uống để hồi phục thể lực. Lục Phi Hùng cười hì hì nói, thiếu trưởng môn, tôi còn nhiều dược liệu lắm, cậu nghỉ một lát đi rồi tẹo mình luyện đan tiếp nhé. Ngô Bình xua tay ngay, thôi, chờ tôi thành chân quân rồi sẽ luyện chế âm dương tạo hóa đan thật sự cho ông. Chứ không phải loại đan dược nửa vời này. Tuy Lục Phi Hùng thấy hơi mất mát, nhưng thấy Ngô Bình nói có lý nên đành thôi, thế thì tôi chờ vậy. Lưu Vọng Công nói, Ngô Bình, xem ra tài luyện đan của cậu còn hơn cả điện chủ Lục. Mấy năm qua, đan đỉnh môn phát triển rất nhanh, điều này đã đe dọa đến lợi ích căn bản của kiếm phái Thục Sơn. Nếu rảnh thì cậu hãy luyện chế thêm các đan dược cao cấp, sau đó tổ chức đấu giá đan dược dưới danh nghĩa của điện Trường Sinh. Chúng ta phải cho thiên hạ biết là điện Trường Sinh của mình mới là nơi đứng đầu về luyện đan. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, mọi người cho đệ tử một danh sách, cần luyện chế đan dược gì thì viết vào đó, nếu rảnh tôi sẽ làm. Lục Phi Hùng nói, chuyện này để tôi, cho tôi một ngày nhé. Nghỉ ngơi xong, Ngô Bình về Thanh Mộc Cung của mình. Anh vừa về thì Lâm Thanh Giao đã đến tìm để nhờ anh luyện cho hai lò đan dược. Lâm Thanh Giao nhận đan dược xong nhưng không về ngay. Mà ở lại nấu cơm, giặt đồ và quét dọn nhà cho Ngô Bình như người ở. Nhưng Ngô Bình không rảnh để quan tâm đến cô ấy, vì anh đang nghiên cứu Hỗn Thiên Nghi. Tôi đến, Lâm Thanh Giao luyện công trong phòng, còn Ngô Bình thì dùng Hỗn Thiên Nghi để thử Ngũ Long Thánh Quyền mà mình từng luyện. Anh khởi động Hỗn Thiên Nghi, sau đó thi triển Ngũ Long Thánh Quyền dưới sự giám sát của nó. Công pháp cấp thánh bậc 9, lực sát thương 100. Nếu được sửa đổi thì có thể trở thành công pháp hoàn hảo cấp thần bậc 1. Bên trên là những đánh giá của Hỗn Thiên Nghi về Ngũ Long Thánh Quyền. Hỗn Thiên Nghi chia công pháp thành 4 cấp là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp thánh, cấp thần và cấp thiên. Mỗi cấp lại được chia từ 1 đến 9 bậc, Ngũ Long Thánh Quyền được nhận xét như vậy là khá được rồi. Nó còn có thể tối ưu hóa công pháp lên cấp thần ư. Được đấy, để thử xem nào, Ngô Bình động tinh thần. Bên trên Hỗn Thiên Nghi lập tức xuất hiện một năng lượng xoay tròn. Anh bắt đầu ném tiền bùa vào đó. Ngô Bình đã tích được khá nhiều tiền bùa và tiền báu, nhưng anh đã ném cả chục nghìn tiền bùa vào rồi mà vòng xoáy vẫn không xoay chuyển gì cả. Ngô Bình xót của, nhưng giờ chỉ còn tiền báu nên dù xót thì anh vẫn phải ném từng miếng vào trong.
Khi đến miếng thứ 13 thì vòng xoáy mới đóng lại. Hỗn Thiên Nghi bắt đầu phát sáng để kiểm tra Ngũ Long Thánh Quyền. Mỗi công pháp này mà tốn bao tiền báu, đắt quá, Ngô Bình thở dài, cảm thấy không thể dùng thứ này nhiều được rồi. Đồng thời anh cũng hiểu tại sao Hỗn Thiên Ma Quân rõ ràng có Hỗn Thiên Nghi mà vẫn không thể tu luyện các công pháp mạnh được. Tuy ông ta có nhiều công pháp mạnh, nhưng chắc không có đủ tiền để tối ưu hóa. 10 phút sau, Hỗn Thiên Nghi đã dừng lại, một công pháp đã được cải tiến xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Anh liếc nhìn một cái là sáng rực mắt lên ngay rồi lẩm bẩm tuyệt vời. Công pháp này mới thích hợp với mình. Lúc này, Ngũ Long Thánh Quyền bản mới đã trở thành công pháp hoàn hảo cấp thần bậc 1, lực sát thương là 1.300. Ngô Bình thi triển công pháp mới này một lượt, sau đó tiến hành thay đổi và nâng cao các võ kỹ liên quan theo nó. Anh lấy Ngũ Long Thánh Quyền làm gốc rồi luyện hai tuyệt kỹ và một tất sát kỹ. Hai tuyệt kỹ là Thần Long Băng Thiên và Quỷ Long Giảo Sát, tất sát kỹ là Nghĩ Long Tuyệt Sát. Ba môn võ kỹ này được sửa đổi xong thì đã có uy lực mạnh hơn một bậc, một khi khi triển sẽ vô địch thiên hạ. Nếu là Thiên Cực Kiếm Kinh thì không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền báu nhỉ, Ngô Bình thở dài thườn thượt, đến nghĩ thôi cũng không dám, vì anh biết chắc chắn mình không đủ tiền. Thôi, mình cứ tối ưu hóa các công pháp từng luyện trước đã, anh nghĩ thầm. Công pháp tiếp theo anh sửa đổi là Thiên Long Trưởng, Thiên Long Trưởng có 20 thức. Trong đó có một môn tuyệt kỹ và ba môn tất sát kỹ với uy lực rất mạnh. Quả nhiên Hỗn Thiên Nghi đã nhận xét Thiên Long Trưởng là công pháp cấp thần bậc 5, lực sát thương là 3.500. Nếu anh chịu bỏ tiền ra thì có thể ưu hóa nó lên thành công pháp hoàn hảo cấp thần bậc 9 hoặc công pháp cấp truyền kỳ. Ngô Bình không chút do dự mà bắt đầu nâng cấp ngay, lần này anh đã tốn 500 tiền báu thì mới nâng cấp được Thiên Long Trưởng lên cấp thần bậc 9 hoàn hảo, lực sát thương của nó đã đạt đến 10.000 điểm. Hiện giờ, anh không còn nhiều tiền báu nữa, chưa đến 300 miếng. Ngô Bình lại thở dài, sau đó vừa luyện Thiên Long Trưởng mới vừa nghĩ đến việc phải luyện chế nhiều đan dược, sau đó bán cho các thiên tài của Thiên Kiêu Bảo Sách để kiếm thêm chút tiền báu. Thiên Long Trưởng là công pháp truyền kỳ cấp thần bậc 9 nên khi tu luyện sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy Ngô Bình đã là nhân vương, nhưng cũng không thể học thành ngay được, ít cũng phải mất một tuần. Ngày hôm sau, Lục Phi Hùng đã mang một danh sách đến, bên trên là các đan dược mà Ngô Bình cần luyện chế. Anh cầm lấy tờ danh sách ấy rồi ở lại Thanh Mộc Cung tu luyện tiếp, loáng cái 7 ngày đã trôi qua. Trong thời gian này, Ngô Bình đã luyện thành Thiên Long Trưởng, một tuyệt kỹ võ học và ba môn tất sát kỹ. Uy lực của tất sát kỹ còn hơn cả Ngũ Long Tuyệt Sát, còn uy lực của tuyệt kỹ thì bỏ xa Thần Long Băng Thiên và Quỷ Long Giảo Sát. Đương nhiên khi thi triển các tuyệt kỹ hay tất sát kỹ này rất tốn sức, dễ dẫn tới tình trạng mình sẽ gục trước khi hạ được kẻ địch, vì thế không phải lúc ngàn cân treo sợi tóc thì không nên sử dụng. Anh vừa xuất quan thì Lâm Thanh Giao đã lo lắng đi tới nói, sư huynh, có một tin xấu. Ngô Bình, tin gì thế? Lâm Thanh Giao, Vũ Văn Thiên Đô đi tiên giới rồi. Ngô Bình ngân ra, đi rồi ư. Lâm Thanh Giao gật đầu, nghe nói Vũ Văn Thiên Đô đã gia nhập một môn phái tên là Vạn Kiếm Môn có thực lực mạnh hơn Thục Sơn ở tiên giới. Tên này luôn không phục sư huynh nên kiểu gì cũng oán hận huynh, nếu hắn quay về trả thù thì e sẽ bất lợi cho sư huynh đấy. Ngô Bình cười lạnh nói, gia nhập môn phái khác thì sao chứ? Lâm Thanh Giao, gia nhập Vạn Kiếm Môn rồi thì hắn có thể lợi dụng sức mạnh của môn phái để chống lại sư huynh. Ngô Bình, đó là chuyện của sau này, chứ giờ hắn vừa đi thì làm gì được tôi nào? Sau đó, anh hỏi, trưởng môn nói sao? Lâm Thanh Giao, trưởng môn cũng chịu rồi, dẫu sao hắn cũng là võ quân, tư chất khá lắm. Dù đến Vạn Kiếm Môn cũng sẽ được làm đệ tử xuất sắc, còn phong chủ của đỉnh Thanh Vân đang buồn lắm, hình như ông ấy cũng không ngờ Vũ Văn Thiên Đô lại bỏ đi. Ngô Bình, đi rồi càng tốt, loại người như hắn sẽ không ở lại Thục Sơn đâu. Lâm Thanh Giao, sư phụ tôi cũng nói thế, sư huynh, còn một chuyện nữa. Thần chú môn cũng đã có một thiên tài xuất hiện, vừa đột phá thần quân xong. Người này tên là Âu Dương Tuyệt. Ngô Bình ngẩn ra, Âu Dương Tuyệt, người nhà Âu Dương ư. Lâm Thanh Giao, đúng thế, nhà Âu Dương vốn có một Âu Dương Thánh Hoàng là đệ tử Thục Sơn ta, nhưng không biết đã mất tích đi đâu rồi. Âu Dương Tuyệt là chú của Âu Dương Thánh Hoàng, nghe nói mới gia nhập thần chú môn vào năm ngoái. Thần chú môn là kẻ thù của kiếm phái Thục Sơn ta, giờ họ có thêm thiên tài rồi sẽ gây bất lợi cho chúng ta đó. Ngô Bình không bận tâm cho lắm.
thần quân hay võ quân gì đó vẫn thua xa nhân vương là anh. Hơn nữa, sau này anh còn tiến vào cảnh giới nhân tiên và trở thành một nhân vật vĩ đại như Tam Hoàng Ngũ Đế. Khi họ đang nói chuyện thì có người dẫn thần chiếu đến. Khi nhìn thấy ông ấy, Ngô Bình giật mình hỏi, thần chiếu, có chuyện gì thế? Anh biết nếu không gặp chuyện nghiêm trọng thì thần chiếu sẽ không chạy đến địa tiên giới tìm mình. Thần chiếu bước đến nói, chủ nhân, bên ngoài có chuyện rồi. Ngô Bình rất bình tĩnh, nói đi. Thần chiếu, các nơi liên tục xuất hiện các sự việc ly kỳ, yêu ma cũng nhiều lên, quỷ quái thì hại người giữa ban ngày ban mặt luôn. Có nơi còn có thần thánh hiển linh, thu hút rất nhiều tín dân đến. Ngô Bình như có điều suy nghĩ nói, chắc là dấu hiệu của việc linh khi hồi phục đấy, đúng như tôi đoán. Thần chiếu, chủ nhân, bao giờ thì người về? Dạo này tôi thấy lo lắm, cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Ngô Bình, không phải lo, chuyện gì đến thì phải đến thôi. Ngập ngừng một lát, anh nói, ông về trước đi, tôi về sau. Thần chiếu đi rồi, Ngô Bình nói, Thanh Giao, cô đến kho báu nhân vương với tôi. Lâm Thanh Giao cười nói, được. Lần trước, khi Ngô Bình đến kho báu cho đệ tử số 1, anh mới là thần quân nên thu hoạch không được nhiều. Vì khi báu thần quân đã bị các đệ tử số 1 trước đó lấy đi khá nhiều, không còn lại nhiều bảo bối nữa. Lần này thì khác, anh đã là tu sĩ cảnh giới nhân vương nên đã đủ tư cách vào kho báu nhân vương. Mà kho báu này thì chưa từng có ai mở được. Anh rất mong chờ, không biết mình sẽ lấy được bảo bối gì ở đây. Ngô Bình như có điều suy nghĩ nói, chắc là dấu hiệu của việc linh khi hồi phục đấy, đúng như tôi đoán. Thần chiếu, chủ nhân, bao giờ thì người về? Dạo này tôi thấy lo lắm, cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Ngô Bình, không phải lo, chuyện gì đến thì phải đến thôi. Ngập ngừng một lát, anh nói, ông về trước đi, tôi về sau. Thần chiếu đi rồi, Ngô Bình nói, Thanh Giao, cô đến kho báu nhân vương với tôi. Lâm Thanh Giao cười nói, được. Lần trước, khi Ngô Bình đến kho báu cho đệ tử số 1, anh mới là thần quân nên thu hoạch không được nhiều. Vì khi báu thần quân đã bị các đệ tử số 1 trước đó lấy đi khá nhiều, không còn lại nhiều bảo bối nữa. Lần này thì khác, anh đã là tu sĩ cảnh giới nhân vương nên đã đủ tư cách vào kho báu nhân vương. Mà kho báu này thì chưa từng có ai mở được. Anh rất mong chờ, không biết mình sẽ lấy được bảo bối gì ở đây. Đến nơi rồi, Ngô Bình đứng trước một chiếc biển có ghi kho báu dành riêng cho tu sĩ cảnh giới nhân vương đang sáng lấp lánh, sau đó có một cánh cửa xuất hiện. Anh và Lâm Thanh Giao đi vào bên trong thì nhìn thấy có 3 cái giá để đồ được làm bằng ngọc tiên và 5 cái hòm bảo bối để dưới đất. Mắt Ngô Bình sáng lên, đồ trên giá không nhiều, mỗi giá chỉ có vài món. Giá thứ nhất có các món đồ như bao tay được khắc phù chú kỳ diệu, một đôi giày da thú và một thanh đoản kiếm. Lâm Thanh Giao lầm cái bao tay lên rồi ngạc nhiên nói, là bảo cụ. Vào thời tu chân, những thứ có thể tăng thực lực của tu sĩ được gọi là linh cụ và bảo cụ. Trong đó, bảo cụ được chia từ cấp 1 đến cấp 10, mỗi cấp lại được chia thành hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Ngô Bình đã đọc ghi chép trong bộ tạp nên biết ngay chiếc bao tay này là bảo cụ cấp 5 thượng phẩm. Những bảo cụ thế này bây giờ rất hiếm nên có giá trị cực cao. Anh đeo cái bao tay lên. Bên trong nó đã phát ra rất nhiều nguồn năng lượng nối liền với linh lạc và thần lạc của Ngô Bình. Loáng cái, trong đầu anh đã có thông tin liên quan đến cái bao tay này. Bên trong nó được phong ấn một loại thần thông và 2 loại pháp thuật. Chỉ cần anh truyền pháp lực vào trong là có thể phóng ra thần thông và pháp thuật rất mạnh. Khi không sử dụng đến, chiếc bao tay sẽ hấp thu pháp lực và liên tục tích lũy. Chờ lúc có người dùng đến nó. Pháp lực này sẽ bùng nổ và tạo thành lực sát thương khủng khiếp. Ngoài ra, công dụng chính của chiếc bao tay vẫn là phòng ngự, pháp lực mà nó hấp thu có thể chuyển hóa thành lá chắn mạnh mẽ, bảo vệ Ngô Bình khỏi tấn công của kẻ địch. Anh đi đôi giày da lên thì thấy rất vừa vặn, tuy nó không có phép thuật nhưng chất liệu da của nó là của một con mãnh thú nào đó. Khi Ngô Bình chạy hoặc đá kẻ địch, chất liệu da này sẽ tạo ra sức mạnh giúp anh tăng tốc nhanh hơn, uy lực tấn công cũng mạnh hơn. Cuối cùng là thanh đoản kiếm kia, nó là một món bảo cụ cực phẩm, có 2 phép thần thông bên trong và cũng cần có pháp lực để thi triển. Thân kiếm rất sắc bén, không hề thua kém kiếm Hắc Long. Được đấy, Ngô Bình hài lòng gật gù. Trên giá thứ 2 có mấy bình đan dược,
chúng đều được bảo vệ cẩn thận nên đan dược bên trong không bị mất dược hiệu. Đan dược này rất có tác dụng với tu sĩ cảnh giới nhân vương, một là nâng cao huyết mạch, hai là thức tỉnh sức mạnh huyết mạch hoặc phá vỡ xiềng xích. Một loại đan dược trong số đó đã thu hút sự chú ý của Ngô Bình, đó là vô tận đan, có nghĩa là khả năng bất tận. Uống nó vào thì tu sẽ có thể phá vỡ rào cản về hình thể và tinh thần của mình, từ đó khai phá được con đường phát triển mới. 63. Ngô Bình cất đan dược đi rồi đi tới giá thứ 3. Ở đây có 5 viên yêu đan với các hình thù khác nhau, trong mỗi viên đều chứa một hoặc nhiều loại phép thần thông rất mạnh. Các viên yêu đan này đều là tinh túy sinh mệnh của các sinh linh mạnh mẽ vào thời hồng hoang. Có chúng rồi, tu sĩ sẽ có cơ hội cảm ngộ thần thông của chúng, thậm chí khai thác được ý nghĩa phía sau phép thần thông. Trong hòm bảo bối ở dưới đất có tiền báu, thần thạch, ấn chương. Trong đó có 3 hòm tiền báu, 1 hòm thần thạch và 1 hòm ấn chương khắc hoa văn.